Các bạn mến, mình sửa lỗi từ tập 145 đến tập 162. Ở mỗi chương đều thiếu một đoạn, mong các bạn thông cảm nha. Cảm ơn bạn nghi lò 4924 đã chỉ ra lỗi này. Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 151. Chủ nhân bút đại đạo giận đến tới mặt. Sát y dâng lên cao ngút hơn bao giờ hết. Nhưng lại không dám ra tay. Người này mang cốt nhục nhà họ Dương trong bụng, lỡ mà đụng đến thì. Nhân quả của cái nhà kia, ai mà chịu cho nổi. Vừa nghĩ đến mấy kẻ thích bao che cho nhau trong nhà họ Dương mà sắc mặt ông ta khó coi vô cùng. Họ có thể không chấp nhận người phụ nữ này nhưng chắc chắn sẽ nhận đứa bé kia. Không ngờ cô ta lại dùng cách này để phá vỡ cục diện, thoát khỏi bàn cờ mà còn thoát cái trở thành người đánh cờ. Giết ư. Không ai có thể nữa rồi, chỉ đành trơ mắt nhìn cô ta muốn làm gì thì làm. Trong lúc chủ nhân bút đại đạo còn tái mặt trừng trộ, Toại Cổ Kim đã đưa toàn bộ người cựu thổ và thần điện cộng chủ cùng phi thăng. Họ xuất hiện ở một vùng tinh không vô tận, nơi những cường giả kia cảm nhận được kiếp uy hùng hồn dội xuống thì hốt hoảng như ong vỡ tổ. Họ chưa từng cảm nhận sức mạnh ngần này. Chỉ một tia thôi là có thể khiến họ chết không chỗ chôn thây. Ngay cả những người ở cảnh giới văn minh chủ cũng đanh mặt khi nhận ra kiếp uy kia đã nằm ngoài tầm nhận thức của họ. Họ không chống lại được nó. Bọn họ nhìn Toại Cổ Kim, chỉ thấy cô ta thản nhiên đi tới. Vùng tinh không như cảm nhận được gì mà lắc lư dữ dội rồi tách ra hai bên, tạo thành một con đường ở giữa. Ai nấy nhìn mà trầm trồ. Rồi họ lại tiến về trước. Nhiều người vừa đi vừa nhìn quanh nhưng lập tức hoảng sợ khi nhìn thấy những gương mặt bê bết máu trong đám mây, đang dương những đôi mắt dữ tợn lên trừng lại, còn ngoác miệng ra gào thét. Không rét mà run. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy cảnh này, có thể cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ và sát ý đến từ những gương mặt kia, đồng thời cũng nhận ra bất kỳ một con nào cũng có thể tiêu diệt toàn bộ mọi người ở đây. Ấy mà những gương mặt lại không ra tay. Khiến tất cả nhìn về phía Toại Cổ Kim. Chỉ thấy cô ta nhắm hờ mắt, một tay đặt trên bụng vuốt ve trước ánh mắt và tiếng gào của những gương mặt máu kia. Mỗi một con trong số chúng đều là nhân quả, đều là kiếp, nhưng giờ phút này chúng lại rơi vào sợ hãi. Vì chúng cũng cảm nhận được mình sẽ chết không toàn thân nếu dám đụng vào người phụ nữ này. Trên người cô ta mang theo một loại nhân quả nằm ngoài sự hiểu biết của chúng. Cứ thể. Toại Cổ Kim dẫn theo đoàn người rời khỏi tinh không dưới ánh mắt chăm chú của chủ nhân bút đại đạo và những gương mặt máu. Họ nhìn thấy một màn nước ở cuối con đường, bèn tiếp tục đi tới. Có người quay lại, thấy mấy gương mặt máu há mồm đầy máu me thì suýt ngất đi. Chúng bám theo họ suốt chặng đường, không ngừng gào thét kêu la như địa ngục. 3000 kiếp của đại đạo đều nhuốm vô số máu tươi, do vô vàn sinh mạng chồng chất mà thành. Chủ nhân bút đại đạo đã nói. Chỉ cần một kiếp thôi là đủ để chôn vùi đoàn người này, nhưng đứng trước huyết mạch họ Dương nên chúng cũng chỉ như con kiến hôi. Nhân quả trên đời này, không qua được họ Dương. Khi đoàn người theo Toại Cổ Kim vượt qua màn nước, có người nhìn lại thì sững sờ. Phía sau họ là một vùng biển mênh mông, mà nơi họ bước ra chính là Đại Dương. Nhận thức của họ bị lật đổ hoàn toàn. Cảm giác thượng đẳng của một nền văn minh tối cao nay không còn sót lại gì. Chỉ có Toại Cổ Kim vẫn bình thản mà đi. Họ nhanh chóng mất dạng, khi ấy vẫn chỉ có một mình cô ta quay đầu lại. Chủ nhân bút đại đạo ôm gương mặt vặn vẹo như bị táo bón. Đúng là tiền mất tật mang. Ông ta và Diệp Quân đều thua. Người chiến thắng là Toại Cổ Kim. Không đúng. Ông ta biến sắc khi nhận ra điều gì đó, rồi lại tái mặt khi nhìn vùng tinh không kia. Ở bên kia, Diệp Quân dắt tay Nhất Niệm đi. Cô đi rồi. Cũng không dặn dò gì. Nhất Niệm không cải trang nữa mà ôm tay hắn đầy hạnh phúc. Diệp Quân cũng ung dung nhàn hạ như đã trút bỏ được gánh nặng nghìn cân. Muội phải đi đây tướng công. Nhất Niệm bỗng nói. Thấy Diệp Quân sửng sốt nhìn mình, cô ta cười nói, muội đi theo cô. Thế là hắn im lặng. Nhất Niệm lại sốt sắng, muội rất muốn ở lại bên huynh, nhưng muội không muốn trở thành một vật trang trí vô dụng. Diệp Quân dừng bước, đưa tay xoa đầu cô, muội không cần phải sống vì ta, mà có thể sống vì lý tưởng của chính mình. Nhất Niệm chớp mắt, lý tưởng của muội là có thể hỗ trợ huynh mà. Cảm giác yêu tư dâng lên, Diệp Quân ôm cô ta vào lòng. Một hồi sau,
Nhất Niệm ngẩng mặt thơm chụt lên môi hắn rồi thoát cái chạy ra xa. Diệp Quân hỏi với theo, muội định đi đâu? Nhất Niệm không quay lại, cô không cho muội nói với huynh là vũ trụ chủ đâu. Diệp Quân bất ngờ phá ra cười, hồi sau mới ngẩng lên nhìn tinh hà treo cao. Cảm ơn cha. Rồi cũng rời đi. Phía trên tinh hà, một người đàn ông mặc áo trắng vừa cười vừa đứng lên. Cô gái váy trắng kế bên ông ta nhìn xuống nơi Diệp Quân vừa rời đi. Người đàn ông nói, chúng ta đều là những kẻ lạc lối trong thế giới này, chỉ biết mò mẫm theo phương hướng mình nhận biết hoặc được cha mẹ chỉ cho suốt một thời gian dài. Chúng ta chưa từng nghĩ kỹ mình muốn gì, càng không có dũng khí chống lại những trách nhiệm và gánh nặng vốn không phải của chúng ta, chỉ biết im lặng chấp nhận như trâu cầy, sau đó ngày càng đánh mất bản thân. Ông ấy toát ra vẻ mừng rỡ, ta vui lắm Thanh Nhi à. Thằng bé hiểu ý ta, cũng có dũng khí đi làm việc mình muốn làm. Nó thông minh và dũng cảm hơn ta năm ấy nhiều. Thanh Nhi đáp, vì nó có một người cha tốt. Người đàn ông cười ha hả nắm tay bà ấy, thật ra cha nó cũng không hẳn vậy. Ta có muội che chở nên có nguy ngập cách mấy cũng không chết được, nó thì không. Không ai trải đường cho, tự nó phải cáng đáng tất cả. Ông bà nó cũng rời đi quá sớm, không có ai dạy nó làm sao để yêu thương người khác. Ông ấy nhìn về nơi xa xăm, ai rồi cũng có thể trải qua cuộc sống như vậy, đến khi trung niên mới giảng hòa cùng cha mẹ. Liếc xuống Diệp Quân, ông lại cười, ta không muốn nó phải chịu những khó khăn gian khổ như ta trước kia, cũng không muốn nó không được yêu thương như ta đã từng. Sau chuyện này, hy vọng nó không chỉ có dũng khí đi làm việc mình muốn, mà còn biết trên đời không ai có thể chiến thắng mãi. Lùi một bước là để con đường tương lai càng tốt hơn. Hai người cất bước đi. Cảm ơn muội đã luôn bầu bạn bên ta. Sau này sẽ luôn vậy. Diệp Quân đi tới tinh vực từng thuộc về cựu thổ. Ba nền văn minh lớn và bốn tiên vực đều đã bị toại cổ kim truyền tống đi mất. Chỉ còn lại một khoảng trống rỗng. Hắn thả thập hoang, cấm địa cổ hoang và văn minh bỉ ngạn ra. Tiếc rằng nơi này bây giờ không có linh mạch tổ nên linh khí kém xưa rất nhiều. Nhưng với hắn thì không đáng ngại. Việc phải làm bây giờ là cai quản tốt những vũ trụ trong tay mình, xây dựng trật tự chúng sinh đúng đắn. Hắn từ bỏ thần tọa chủ chung không phải để buông tay luôn trật tự của mình, chỉ là hắn nhận ra có giành được nhiều lãnh thổ đi nữa mà cai trị không ra hồn thì được gì. Làm người hay làm việc cũng phải đi từng bước một. Hắn cũng nhận ra mình không có năng lực cai quản toàn vũ trụ, một khi cưỡng ép làm điều quá sức thì chỉ có kết cuộc thân tàn ma dại, lại phải nhờ cô và cha ra chùi đít dùm. Sức tới đâu thì làm tới đó. Bây giờ lui lại một bước, hắn cảm thấy thanh thản hơn bao giờ hết. Hắn có lòng tin mình sẽ làm tốt với ba mẫu đất như bây giờ, nên trước tiên cứ tập trung vào nó đã. Diệp Quân bỗng cảm nhận được gì mà quay lại, thấy một người đàn ông đứng sau lưng. Chủ nhân Bút Đại Đạo. Hắn cười rộ lên, ông thắng rồi. Ánh mắt chủ nhân Bút Đại Đạo như muốn nhìn xuyên thấu hắn. Diệp Quân giỡn. Đừng nói ông đến để nhổ cỏ tận gốc chứ. Chủ nhân Bút Đại Đạo, người cố tình nhận thua. Diệp Quân, thì có vấn đề gì? Đừng giả ngu với ông. Chủ nhân Bút Đại Đạo cả giận quát, thằng chó nhà ngươi đã biết là bẫy nhưng vẫn đâm đầu vào, vì ngươi dám chắc ngươi không có người nhà trợ giúp thì thua đứt đuôi. Toại cổ kim không phải kẻ duy nhất dùng, ngươi, để chơi mà cả ngươi cũng vậy. Diệp Quân làm lơ, ta không hiểu ông nói gì cả. Vẫn giả vờ tiếp hả? Chủ nhân Bút Đại Đạo nổi điên, giả con. Định chửi giả con mẹ mày nhưng ngẫm lại thấy nhân quả lớn quá nên ông ta sửa miệng, giả cái đầu mi. Người biết đi về trước là thất bại, người đấu không lại ta và toại cổ kim. Người không biết rõ giới hạn của chúng ta, có cố cách mấy cũng không thể chống lại hai ta trong thời gian dài. Nên người đem, người, của mình vào, chọn đầu hàng để lấy lui làm tiến, để chúng ta không còn tập trung vào ngươi. Để ngươi thảnh thơi giải quyết nội bộ vũ trụ quan huyên rồi phát triển sức mạnh tín ngưỡng của mình thành nhạt hơn. Đúng không? Diệp Quân vẫn trơ ra, không hiểu gì cả. Má nó! Chủ nhân Bút Đại Đạo quắc mắt chừng hắn, giờ phút này còn giả đò thì có ý nghĩa gì? Hắn nhún vai, đại ca à, ta thật sự không hiểu mà. Ông và toại cô nương lợi hại rồi, ta cũng đầu hàng rồi, bỏ qua cho ta được không? Cứ dí ta thế này không thấy quá đáng à? Chủ nhân Bút Đại Đạo, người có biết cô ta mang thai con của ngươi? Diệp Quân, Chủ nhân Bút Đại Đạo quát, thái độ gì thế? Diệp Quân, ai cũng nói ta là thằng lang trạ,
thêm một cô vợ thì đã làm sao? Chủ nhân bút đại đạo chân chối câm nín. Diệp Quân trưng ra mặt ngây thơ. Chủ nhân bút đại đạo đành giơ ngón cái với hắn, ta trước giờ cứ tưởng ngươi chỉ được cái thông minh vặt, hóa ra là thằng chó nhà ngươi kế thừa được từ mẹ lẫn cha. Được, hay lắm. Ánh mắt ông ta trở nên phẫn hận như có thể giết người. Diệp Quân vẫn không thay đổi. Chủ nhân bút đại đạo, ngươi và cô ta có từng giao dịch gì không? Diệp Quân im miệng. Chủ nhân bút đại đạo tức giận, ngươi có biết cô ta là ai không? Có biết cô ta trước đó từng có hôn ước với một siêu thế lực ở vũ trụ chủ không? Ngươi tưởng ngươi giả chết thì được yên thân à? Mơ đi, không cần nghĩ cũng biết cô ta về đó sẽ làm gì. Đương nhiên là tiết lộ chuyện mang thai, sau đó ngươi cứ việc chờ ngày toi mạng đi. Đầu óc cô ta đã khủng khiếp lắm rồi, giờ lại còn mang con của ngươi thì còn tác oai tác quái tới đâu nữa. Ta bây giờ gặp cũng phải bỏ chạy. Diệp Quân tức mình quát, đệt con bà nhà ông. Chủ nhân bút đại đạo. Hắn chỉ vào mặt ông ta với lửa giận phừng phừng, đứng ở đây la lối được cái mà mẹ gì. Mấy thứ này chẳng phải do một tay thằng chó già nhà ông mà ra à. Cả ngày không đến chọc bố thì bố đào mộ tổ tiên lão lên chắc. Hai người vừa mạnh vừa chơi bẩn đếch kém gì nhau, còn hợp tác thì ông đây đánh lại kiểu gì. Chính các người ép ông đây vào ngõ cụt. Chủ nhân bút đại đạo, nên ngươi mới làm cô ta mang thai. Diệp Quân, không thì làm ông mang thai chắc. Chủ nhân bút đại đạo. Lúc này, hai người giống như hai con gà trống đang giận dữ, hung tợn nhìn nhau. Không ai ra tay. Một người đánh không lại. Một người không dám đánh. Một lúc lâu sau, chủ nhân bút đại đạo hít thật sâu, dịu giọng nói, bây giờ chúng ta chỉ có thể liên thủ, bây giờ cậu đối phó với người phụ nữ này. Cậu là cha đứa trẻ trong bụng cô ta, cha đánh con trai, đó là điều đương nhiên, đối mặt với cậu, bùa hộ mệnh của cô ta không có tác dụng, những người khác để ta xử lý. Cút! Diệp Quân xua tay, ông tránh xa ta ra, ta không muốn nhìn thấy ông. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chủ nhân bút đại đạo vội vàng đuổi theo, căng thẳng nói, đừng hành động theo cảm tính, thân phận của người phụ nữ đó ở trong vũ trụ này nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu, hơn nữa. Cô ta đã lên kế hoạch cho chuyện này từ lâu, chuyện này rất không bình thường, đến cả ta cũng cảm thấy không bình thường, cậu cảm thấy đây là việc nhỏ sao? Nếu hai chúng ta không liên thủ, thì sẽ xảy ra vấn đề lớn. Diệp Quân nói, ông đánh với cô ta đi, đừng tìm đến ta. Đánh cái con khỉ. Chủ nhân bút đại đạo tức đến bể phổi. Bắt nạt Diệp Quân, chỉ cần hắn không chết, thì sẽ không có vấn đề gì cả, dù sao, tam kiếm vẫn vô địch. Chỉ cần bản thân Diệp Quân không chịu thiết lập trật tự nữa, bọn họ cũng sẽ không nói gì, vì bọn họ đã cho Diệp Quân hai lựa chọn. Có thể nói, chỉ cần không giết chết Diệp Quân, thì người sau lưng Diệp Quân sẽ nhắm mắt làm ngơ. Nhưng đứa trẻ trong bụng toại cổ kim, không giống vậy, mẹ kiếp, cái thứ đó mới lớn bao nhiêu chứ? Nếu ông ta bắt nạt đứa nhỏ, vậy chắc chắn ông ta sẽ làm mọi người tức giận, nghĩ thôi đã thấy sợ. Chủ nhân bút đại đạo vội vàng đuổi theo Diệp Quân, đừng bốc đồng. Tục ngữ nói, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, bây giờ chúng ta có lợi ích giống nhau, cậu. Diệp Quân tức giận rút kiếm thanh huyên chỉ vào chủ nhân bút đại đạo, cút. Chủ nhân bút đại đạo. Một lát sau, trong sân chỉ còn lại chủ nhân bút đại đạo. Sắc mặt chủ nhân bút đại đạo vô cùng khó coi, mẹ kiếp, lần này ông ta tức đến hộc máu. Chẳng kiếm được gì. Ngày chó má gì không biết nữa. Đúng là tạo nghiệt. Chủ nhân bút đại đạo khẽ thở dài, ông ta nhìn về nơi Diệp Quân đã rời đi, năm đó cha ngươi còn chưa ngầu quá 3 ngày, ta không tin ngươi có thể kiên trì. Nói xong, ông ta xoay người biến mất tại chỗ. Khi nhìn thấy người đàn ông này, Diệp Quân hơi kinh ngạc, bởi vì không ai khác người đàn ông này, chính là Khuyết Chiến. Diệp Quân nói, sao ông tới đây? Khuyết Chiến nói, đến nương tựa vào ngươi. Diệp Quân không hiểu, không phải ông đã từng nói, ai là chủ chung thì đi theo người đó sao? Khuyến Chiến nhìn hắn, vốn là đã từng nghĩ như vậy, nhưng mà, sau khi nhìn thử, ta lại đổi ý. Diệp Quân nghi ngờ, tại sao lại thay đổi? Khuyết Chiến nói, từ nhỏ ta đã không có người thân, ta muốn nhận một người cô cô. Diệp Quân, cô cô, lời của Khuyết Chiến nói, khiến Diệp Quân khiếp sợ, trong ấn tượng của hắn. Người đàn ông này nói năng cẩn thận, vô cùng nghiêm túc. Diệp Quân nhìn y, không nói lời nào. Khuyết Chiến nghiêm túc nói,
cô ngươi rất mạnh, đi theo ngươi, có tiền đồ hơn. Đây là lời thật lòng. Chuyện xảy ra ở thần điện chủ chung, ông ta đã thấy hết toàn bộ, người phụ nữ váy trắng kia có thực lực rất đáng sợ, ông ta chưa từng thấy ai mạnh như vậy. Thật sự còn mạnh hơn so với thiên thần trong truyền thuyết. Không có cách nào, trong ký ức có phần mơ hồ của ông ta, thiên thần chính là cường giả mạnh nhất. Dĩ nhiên, còn có nguyên nhân khác, chính là ông ta có thiện cảm với Diệp Quân. 8 phần là thực tế, 2 phần là vì cảm xúc cá nhân. Về vấn đề này, ông ta không thèm giấu giếm. Với ông ta mà nói, thực tế cũng tốt, cảm xúc cá nhân cũng tốt, cũng chả quan trọng, điều quan trọng là, một khi đã lựa chọn thành tâm cống hiến sức lực, thì sẽ phải thành tâm cống hiến sức lực đến cùng. Diệp Quân cười nói, vậy thì ông đi theo ta đi. Khuyết Chiến hành lễ thật sâu, ta nên gọi ngươi là gì? Diệp Quân nói, vậy thì gọi là Diệp lão đệ đi. Khuyết Chiến lắc đầu, không phù hợp. Diệp Quân cười nói, ta cảm thấy khá tốt. Khuyết Chiến cũng không bảo thủ, gật đầu. Diệp Quân nói, ta đại diện cho Thư viện Quan Huyên Hoan nghênh huynh gia nhập. Khuyết Chiến nói, ta vô cùng vinh hạnh. Diệp Quân cười lớn, hắn đương nhiên rất vui mừng vì Khuyết Chiến gia nhập, hiện nay trong vũ trụ, không ai có thể đánh bại Khuyết Chiến trước mặt hắn, thậm chí là trước đây, có thể dễ dàng đánh bại Khuyết Chiến, sợ rằng cũng chỉ có chủ nhân bút đại đạo và toại cổ kim luôn ẩn giấu thực lực. Diệp Quân tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn xoay người, duỗi tay phải nhẹ nhàng lau thử, quang em mờ trường hà hiện ra trước mặt hắn. Tay phải hắn nhẹ nhàng khều thử, theo động tác này, quang em mờ trường hà bắt đầu thụt về sau đó cảnh tượng ngày xưa hiện ra. Rất nhanh, bên trong quang em mờ trường hà hắn nhìn thấy hắn và Nhất Niệm đang giao chiến, đương nhiên, khi đó cô ta là Phản Chiêu Đế. Khi nhìn thấy kiếm của mình xuyên qua cơ thể Nhất Niệm, tầm mắt hắn đột nhiên mơ hồ. Hắn biết, trái tim của Nhất Niệm lúc đó vô cùng đau đớn. Hắn run run nhìn tiếp, rất nhanh, hắn đã nhìn thấy Nhất Niệm và cô váy trắng, Nhất Niệm và cô đang nói gì đó. Nhưng vào lúc này, Thiên Mệnh váy trắng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Nhìn thấy cảnh này, Khuyết Chiến đứng bên cạnh Diệp Quân mí mắt giật giật. Còn có thể như vậy ư? Thiên Mệnh váy trắng nhìn hắn, đột nhiên mở miệng, đối xử tốt với cô ấy. Đối xử tốt với cô ấy. Tuế Nguyệt Trường Hà hơi ngừng, sau đó trở nên hư ảo. Thiên Mệnh váy trắng ở trong thời gian, không có ai có thể nhớ được, trừ khi được bà ấy chấp nhận. Diệp Quân không nhìn nữa, cười lên. Hóa ra, ngay từ đầu cô váy trắng đã giúp hắn. Lúc này, hắn đã hiểu ra mọi chuyện. Diệp Quân khẽ nói, cô, ván này, cháu có thể tự làm được. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn dẫn theo Khuyết Chiến đến Thư viện Quan Huyên. Sau nhiều năm phát triển trong tiểu tháp, hôm nay, chế độ của Thư viện Quan Huyên đang dần được hoàn thiện, sức mạnh tín ngưỡng của hắn đã bắt đầu xuất hiện màu tím nhạt. Nội các lâm thời, Mục Khoản đang dẫn mọi người xử lý công việc, bởi vì lúc Toại Cổ Kim rời đi, đã dẫn theo đám người Linh đi rồi, chủ sự tạm thời của nội các là cô ta. Thấy Diệp Quân đến, Mục Khoản và mọi người vội vàng thi lễ. Diệp Quân đi tới bàn chính ngồi xuống, sau đó nói, mọi người ngồi đi. Lúc này mọi người mới ngồi xuống. Diệp Quân nhìn Mục Khoản trước mặt, cười nói, không cần căng thẳng như vậy, kể cho ta nghe chuyện mấy năm nay của Thư viện Quan Huyên đi. Mục Khoản gật đầu, được. Cứ như vậy, Mục Khoản chậm rãi nói, Diệp Quân chậm rãi nghe, kéo dài mấy canh giờ. Sau khi nghe xong, hắn gật đầu, tốt. Mục Khoản nhìn hắn, không nói gì. Trong thời gian tiếp theo, Diệp Quân bắt đầu làm việc với Mục Khoản và những người khác, hắn tự mình xử lý công việc của Thư viện Quan Huyên. Những quy định chế độ mà Toại Cổ Kim đã lập ra, hắn đều nghiên cứu thật kỹ, học tập thật giỏi, sau đó thi hành, trong quá trình thi hành không ngừng cải thiện. Mà nay, đã không còn thập hoang, nền văn minh bỉ ngạn và cấm địa cổ hoang nữa, giờ chỉ còn vũ trụ Quan Huyên. Diệp Quân muốn gặp đám người Nạp Lan Ca, nhưng tiếc là... Phong ấn trong tiểu tháp không biến mất, hắn không thể tiến vào. Hắn cũng không cưỡng ép, vì hắn đã hiểu ý của cô. Hôm nay, Diệp Quân đến quảng trường lớn, trong quảng trường có mấy trăm học sinh đang ngồi, tất cả đều thẳng lưng, chăm chú nghe giảng. Ngay trước mặt họ là một người đàn ông này mặc trường bào đơn giản, trong tay cầm quyển sách cổ, đang đọc, hành động của người quân tử là giữ tĩnh lặng để tu thân, cần kiệm để nuôi dưỡng đức độ.
Người đàn ông này chính là Cố Trần. Các học sinh đều rất chăm chú lắng nghe, Cố Trần cũng rất nghiêm túc giảng dạy. Một lúc lâu sau, Cố Trần mới khép sách, nhìn những học sinh trước mặt, cười nói, có ai còn câu hỏi gì không? Lúc này, một cô gái đột nhiên bước ra, cúi đầu cung kính nói, thưa thầy, ta còn chuyện chưa rõ. Cố Trần nói, người nói đi. Cô gái nói, thư viện thúc đẩy quan huyên pháp, được gọi là thôi pháp, thực lực tạo thần, mà viện trưởng chính là vị thần này, nếu một ngày nào đó, viện trưởng có xung đột với quan huyên pháp, chúng ta nên nghe theo viện trưởng, hay cứ theo luật mà làm. Nếu nghe theo viện trưởng, không tuân theo quan huyên pháp, thì trong quan huyên pháp có ghi, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không những nực cười mà còn khiến người trong thiên hạ không phục. Hơn nữa, vô số quyền quý cũng sẽ nói theo, khi đó, quan huyên pháp sẽ trở thành phương pháp cho quyền quý nô dịch chúng sinh. Nếu không nghe theo viện trưởng, tuân theo quan huyên pháp, nhưng quan huyên pháp là do viện trưởng tạo ra, mọi quyền giải thích đều nằm trong tay viện trưởng. Nói đến đây, cô gái nhìn thẳng vào mắt Cố Trần, thầy, thứ cho học sinh cả gan nói thẳng, số phận của tất cả chúng sinh đều phụ thuộc vào viện trưởng, nếu viện trưởng tốt, chúng sinh sẽ tốt, nếu viện trưởng không tốt, tất cả chúng sinh sẽ không tốt, vì vậy, học sinh cho rằng, viện trưởng có quyền lực khá lớn, chúng ta nên làm suy yếu quyền lực của viện trưởng. Ngay khi lời này được nói ra, tất cả mọi người đều kinh hãi. Mọi người đều không thể tin nhìn cô gái, có người kinh ngạc, có người bối rối, có người tức giận. Lúc này, có người đàn ông đột nhiên bước ra, chỉ vào cô gái, tức giận nói, thần y, ngươi thật to gan, dám nói những lời ngông cuồng như vậy, ngươi có biết, sở dĩ chúng ta được như ngày hôm nay, đều nhờ viện trưởng, sao ngươi dám nghi ngờ viện trưởng? Mặt cô gái tên thần y không cảm xúc nói, điều 320 của quan huyên pháp, tất cả con dân trong vũ trụ quan huyên, đều có quyền tự do ngôn luận, đây là viện trưởng đã nói, cũng không phải ta nói. Ngươi dám nghi ngờ lời nói của viện trưởng, ngươi thật là to gan. Người đàn ông kia bị cô gái hỏi vặn lại, nhất thời cứng họng không nói được gì, mặt xanh mét vì tức giận. Trong lớp, rất nhiều người đứng lên chỉ trích thần y, nhưng vẻ mặt của thần y vẫn rất bình tĩnh, không coi lời chỉ trích của bọn họ ra gì, cô gái chỉ nhìn Cố Trần, hy vọng có được câu trả lời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cố Trần không trả lời vấn đề, mà quay đầu sang phải nhìn Diệp Quân, cười nói, tự ngài đến giải thích nhé. Mọi người quay đầu nhìn, khi thấy Diệp Quân, mọi người đều giật mình, sau đó vội vàng chào hỏi, chào viện trưởng. Cô gái tên thần y cũng giật mình khi nhìn thấy Diệp Quân, rõ ràng không ngờ đến Diệp Quân sẽ ở đây, nên sửng sốt trong giây lát. Diệp Quân chậm rãi đi tới trước mặt mọi người, hắn khẽ mỉm cười, mọi người không cần khách khí. Mọi người nhìn Diệp Quân, trên mặt không giấu được cuồng nhiệt và sùng bái. Bây giờ địa vị của Diệp Quân trong vũ trụ quan huyên, không thể dùng bất kỳ lời nào để diễn tả, có thể nói, vô số người có thể chết vì hắn. Diệp Quân nhìn thần y, thấy Diệp Quân nhìn mình, thần y đột nhiên cảm thấy chột dạ, áy náy nhìn đi chỗ khác, nhưng ngay sau đó, cô gái nhìn thẳng, trong mắt không còn sợ hãi, nhưng hai tay cô gái siết chặt mà không hề hay biết. Diệp Quân mỉm cười, sau đó đi đến trước tượng của mình, không nói gì mà chỉ dùng bút viết một dòng chữ dưới tượng của mình. Mọi người đều kinh sợ, khi nhìn thấy những gì hắn viết. Trong lòng Cổ Trấn cũng kinh sợ. Diệp Quân viết, nếu một ngày nào đó ngươi cảm thấy viện trưởng không tốt, thì lật đổ hắn. Đây chính là câu trả lời của hắn. Diệp Quân cười nói, tan lớp đi. Mọi người thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Thần y cũng nhanh chân chạy đi. Diệp Quân nói, cô gái tên thần y kia, ở lại. Thần y. Rất nhanh, trong sân chỉ còn Diệp Quân, thần y và Cố Trần. Thần y cúi đầu, không nói lời nào. Cố Trần cười nói, tiểu nha đầu, không phải vừa rồi rất dũng cảm sao? Thần y lập tức ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, cố gắng giả vờ như thể không sợ hãi. Diệp Quân cười nói, ba người chúng ta đi dạo đi. Cố Trần gật đầu, được. Thần y không nói gì. Diệp Quân đi giữa, Cố Trần đi bên trái, mà thần y đi bên phải. Diệp Quân nói, Cố Trần, người nghĩ thế nào về lời nói của thần y? Cố Trần trầm ngâm, sau đó nói, cô gái này nói, không sai, nhưng mà, chuyện này không thể nhìn từ một phía, mà phải nhìn từ góc độ bao quát, có thể nói bây giờ vũ trụ quan huyên mới chỉ khởi bước, nếu chúng ta không tạo ra một vị thần, sao chúng ta có thể chống lại các vũ trụ khác? Sao có thể tự vệ đây?
Tiểu nha đầu thần y nhìn ra vấn đề, nhưng còn một vấn đề lớn mà nó vẫn chưa nhìn ra, đó là, nếu vũ trụ quan huyên không có viện trưởng, thì bất cứ lúc nào vũ trụ quan huyên của chúng cũng sẽ bị người khác nuốt chửng, khi đó cuộc sống của chúng ta sẽ khó khăn hơn gấp trăm, nghìn lần bây giờ, thậm chí ngay cả sống cũng không thể. Thần y yên lặng, không thể phản bác. Cố Trần tiếp tục nói, ý định ban đầu của viện trưởng không phải là nô dịch tất cả chúng sinh, mà hy vọng tất cả chúng sinh sẽ trở nên tốt hơn, điều này không thể nghi ngờ, mà sở dĩ viện trưởng lựa chọn con đường tạo thần, vì mong muốn mọi người cùng nhau thay đổi vũ trụ, thiết lập trật tự, mà không phải viện trưởng chiến đấu một mình, chúng ta ngồi bên trong hưởng thụ thành quả. Từ quan điểm này, ta đồng ý với viện trưởng. Dĩ nhiên, cũng không thể bỏ qua lời nói của tiểu nha đầu thần y, viện trưởng không thể lúc nào cũng là viện trưởng, nếu một ngày viện trưởng không tốt vậy thì thay đổi. Nói đến đây, gã không nói tiếp nữa. Diệp Quân cười nói, thật ra thì ngươi còn điều muốn nói, chính là nếu có một ngày ta đột nhiên thay lòng, cảm thấy hết thảy chúng sinh đều không có ý nghĩa, bắt đầu nô dịch họ, thậm chí hiến tế họ. Khi đó, mọi người cũng xong đời rồi, đúng không? Cố Trần khoát tay lia lịa, lời này viện trưởng nói, không phải ta nói. Diệp Quân cười nói, Cố Trần ngươi thay đổi nhiều quá, ngươi hoàn toàn khác với gã cờ bạc năm đó. Gã cờ bạc. Cố Trần nghe vậy, vẻ mặt nhất thời có hơi mất tự nhiên, vội vàng nói, viện trưởng. Đều đã là chuyện quá khứ, đừng nhắc đến nữa, tuyệt đối đừng nhắc lại, bây giờ ta đã là viện chủ văn viện, nếu để học sinh biết chuyện này, sẽ ảnh hưởng không tốt, ảnh hưởng không tốt. Thần y nhìn Cố Trần bên cạnh, mắt trừng trừng mở to, như phát hiện chuyện gì rất hiếm lạ. Trong thư viện luôn đồn Cố viện thủ từng là thiếu niên thích cờ bạc, không chỉ vậy, nghe nói còn đánh đến mức nhà tan cửa nát, nhưng mọi người đều cho là lời đồn thế thôi, vì Cố viện thủ chính trực, đầy ngay thẳng như thế, sao có thể biết đánh bạc được, hơn nữa còn đánh tới mức tí nữa thì khiến mình tan cửa nát nhà. Tin vịt. Nhất định là tin vịt. Trong thư viện không có nhiều người tin vào chuyện này. Nhưng lúc này khi nghe lời Diệp Quân nói, thần y mới hiểu, thì ra không phải là tin vịt, Cố viện thủ thật sự là gã nghiện cờ bạc. Diệp Quân bỗng cười nói, được rồi được rồi. Cố Trần thở ra một hơi, như nghĩ tới gì đó, gã quay đầu nhìn thần y bên cạnh, ra vẻ như hung thần ác quỷ, nhà đầu, chuyện hôm nay, nếu dám truyền ra ngoài nửa chữ, thì đừng trách đạo sư ta giết người diệt khẩu đấy. Thần y bình tĩnh nói, viện chủ đại nhân muốn bịt miệng, tốt nhất là cho ta tí lợi ích đi. Cố Trần. Diệp Quân nở nụ cười, hắn nhìn thần y, thấy Diệp Quân nhìn mình, thần y cũng không yếu đuối đối mặt với hắn. Diệp Quân cười nói, những vấn đề ngươi nói, tất nhiên ta cũng nghĩ tới, còn chuyện ngươi nói làm suy yếu quyền lợi của viện trưởng, trước khi nghiệp lớn chưa hoàn thành, thì không thể làm chuyện này được. Thần y không nói gì. Diệp Quân lại bảo, sở dĩ hoàng đế của thế giới trần tục ham mê quyền lợi, vì với bọn họ, quyền lực là thứ cao nhất, nhưng với người tu luyện như chúng ta, trước mặt đại đạo và trường sinh, quyền lợi chẳng đáng một đồng. Cho nên, ngươi không cần lo sau này ta sẽ ham mê quyền lợi. Đương nhiên, cho dù ta ham mê quyền lợi, cũng là chuyện bình thường, nên thế. Thần y ngơ ngác, khó tin nhìn Diệp Quân. Diệp Quân nhìn thần y, cười nói, suy cho cùng, không có ta, cũng sẽ không có thư viện bây giờ, không phải sao? Thần y khẽ cúi đầu, không nói gì. Diệp Quân lại bảo, nhà đầu, đã bao giờ ngươi nghĩ về một chuyện, nếu bây giờ hạn chế quyền lực của ta, thư viện sẽ ra sao không? Thần y im lặng một lát, nói, xung đột nội bộ. Diệp Quân gật đầu, một khi quyền lợi của ta bị hạn chế, rất nhiều vấn đề trong nội bộ thư viện chúng ta sẽ lộ ra, giữa thế gia và tông môn, nhất định sẽ điên cuồng tranh giành quyền lợi này, lúc đó, tình hình sẽ trở nên rất tồi tệ. Thần y cúi đầu, không nói gì. Cố Trần bỗng bảo, còn một vấn đề, nếu một khi quyền lợi của viện trưởng bị hạn chế, thư viện phát triển thế nào nữa? Nhà đầu, người cũng nên hiểu, vũ trụ bây giờ không chỉ có mỗi chúng ta, nếu cựu thổ của trước kia, còn có nền văn minh tổ trên cựu thổ, vân vân. Vậy những nền văn minh lớn mạnh kia muốn bóp chết chúng ta cũng chỉ như bóp chết con kiến thôi. Thần y khẽ thở dài, ta sai rồi. Diệp Quân nhìn cô ta, nói, cũng không thể nói như vậy, ngươi là người tỉnh táo, ta tin, trong thư viện nhất định còn có rất nhiều người sáng suốt khác, những người minh mẫn chắc chắn sẽ bất mãn với kiểu tuyên truyền trật tự như tẩy não này của ta. Ngươi chỉ là người bị bọn họ đẩy ra để thăm dò thôi, đúng không? Trong nháy mắt, sắc mặt thần y trắng toát,
quỳ xuống tại chỗ, run giọng nói, viện trưởng. Diệp Quân nhẹ giọng nói, bất kỳ thời đại nào cũng có một nhóm người, bề ngoài thì yếu đuối vô năng, bên trong lại vừa ác vừa dữ. Mục Khoản. Vừa dứt lời, Mục Khoản xuất hiện sau người hắn. Diệp Quân bình tĩnh nói, cha, phàm là kẻ liên quan, đều giết hết, không chừa một ai. Vừa dứt lời, mấy người ở đó đều kinh hãi. Hình tượng của Diệp Quân trong lòng mọi người luôn ôn tồn lễ độ, chưa từng làm ra chuyện sát hại nào trong thư viện quan huyên, do đó, khi hắn vừa mở miệng đã bảo giết hết, thật sự đã khiến ba người kinh ngạc, hơn nữa, vừa nãy hắn còn nói cười cười, không hề có dáng vẻ tức giận gì. Diệp Quân nhìn Mục Khoản, trong lòng Mục Khoản sợ hãi, cúi đầu thật sâu, đã hiểu. Nói xong, cô ta lui ra. Viện trưởng. Sắc mặt thần y trắng toát, xin viện trưởng nương tay. Diệp Quân nhìn cô ta, ánh mắt bình tĩnh như cũ, có được chỗ tốt của thư viện quan huyên, nhưng sau lưng lại chơi xấu ta, còn nói hay là vì muôn dân trong thiên hạ. Thực tế cũng chỉ là muốn mưu lợi cho mình, có điều, các ngươi cũng vội quá rồi, người khác thì đợi bánh xong mới chia, sao các ngươi lại không thể chờ đợi như vậy, giờ bánh chưa xong đã muốn chia rồi. Trên mặt thần y không còn tí máu nào, viện trưởng. Diệp Quân lại lắc đầu, thần y cô nương, ta không muốn nghe ngươi giải thích, với ta mà nói, thế lực và những kẻ sau lưng ngươi cũng chỉ là mấy chú hề nhảy nhót thôi, còn ngươi, xem như có nguyên tắc cao, dám nói dám làm, xin giúp vì dân, thực tế chẳng qua là một con sâu đáng thương bị người ta lợi dụng mà không biết thôi. Lúc này, thần y mới sợ hãi thật sự, cô ta không ngờ viện trưởng trước mắt lại biết rõ thế lực sau lưng cô ta như vậy. Khoảnh khắc này, cô ta mới hiểu cô ta và người sau cô ta quá sai lầm rồi, bọn họ đã xem thường trí tuệ của vị viện trưởng trước mắt này. Diệp Quân lại nói, người yên tâm, sẽ không giết ngươi. Người đâu? Vừa dứt lời, một người đồ đen xuất hiện ở đó. Diệp Quân nói, tìm một nền văn minh trong tinh vực sáng sinh, đưa cô ta tới nền văn minh đó. Nói rồi, hắn nhìn thần y, nếu ngươi đã cảm thấy vũ trụ quan huyên không tốt, vậy ngươi đổi chỗ khác đi. Mong lúc người ở nền văn minh đó, cũng có thể có nguyên tắc cao, dám nói dám làm cứu giúp vì dân, như bây giờ. Hắn vừa nói xong, thần y đã bị đưa đi. Ở đó chỉ còn Diệp Quân và Cố Trần. Cố Trần không nói gì. Diệp Quân bảo, có phải cảm thấy ta rất tàn nhẫn không? Cố Trần lắc đầu, viện trưởng vẫn chưa đủ tàn nhẫn. Ồ! Diệp Quân quay đầu nhìn Cố Trần, cười nói, sao lại nói thế? Cố Trần trầm giọng nói, tình hình thập hoang năm đó là gì? Thập hoang năm đó, vì bao vây nền văn minh toại minh của cựu thổ, nên đại đế hiếm khi xuất hiện, còn ở thập hoang, vì bao vây các thế gia đế tộc, người bên dưới muốn ra mặt, đó cũng là chuyện khó như lên trời. Nhưng người phá vỡ những điều này là viện trưởng, giống như trong vũ trụ quan huyên bây giờ, mặc dù không thể công bằng tuyệt đối, nhưng ít nhất ai ai cũng có cơ hội dẫn đầu. Nói tới đây, gã khẽ than thở. Nếu bọn họ đọc nhiều sách hơn, hiểu về quá khứ và tương lai hơn, bọn họ sẽ phát hiện, ngày tháng bây giờ so với lúc đầu, không biết đã tốt hơn bao nhiêu lần. Đương nhiên, thư viện cũng chưa hoàn mỹ, cũng còn rất nhiều vấn đề, nếu bọn họ thật sự đề cập tới những vấn đề đó vì để thư viện tốt hơn, ta cũng sẽ ủng hộ họ, nhưng đáng tiếc là, họ không phải vì muốn thư viện tốt hơn, họ chỉ muốn để mình trở nên tốt hơn, có quá nhiều người lấy tấm gương yêu nước để mưu lợi cho mình, loại người này. Với những kẻ hại nước hại dân, dùng quyền trục lợi đều ác như nhau. Diệp Quân khẽ cười nói, ngươi có thể nghĩ tới mức này, ta rất vui vẻ yên tâm. Cố Trần nhìn Diệp Quân, ngài không phải là người quan tâm tới quyền lợi, với ngài mà nói, thật ra quyền lợi chỉ là một loại phiền toái, ngươi thật sự muốn khiến vũ trụ này trở nên tốt hơn, ta cũng xin ngài tin rằng, đây không chỉ là mục tiêu của ngài, mà cũng là mục tiêu cả đời của Cố Trần ta, nếu có một ngày ta thay đổi. Xin ngài hãy giết ta đừng do dự, nếu ngài thay đổi, ta sẽ lấy chết can ngăn. Diệp Quân cười bảo, chốt kèo. Với Diệp Quân, chuyện của thần y chỉ là một chuyện rất nhỏ. Bây giờ hắn không hứng thú đi xung đột nội bộ, không đúng, nên nói là trong thư viện không ai có tư cách đấu với hắn, giết những người đó, cũng chỉ là muốn giết gà dọa khỉ. Đương nhiên hắn còn một phương pháp giải quyết khác, đó là nói chuyện dùng tình cảm để đánh độc, giải quyết, sau đó thu phục những kẻ ấy. Nhưng hắn không làm thế, vì hắn biết, dù làm sao thì ham mê của mọi người cũng sẽ không biến mất, cho dù tạm thời biến mất, đó cũng chỉ là vì thực lực của hắn, thứ hắn muốn là giết một dọa trăm.
khiến người của vũ trụ quan Huyên biết rõ, làm ra chuyện này sẽ phải trả giá như thế nào. Cố Trần lại nói, viện trưởng, ngoài những người này, người bên dưới muốn làm thế cũng không ít, suy cho cùng, ngài không thể ở vũ trụ quan Huyên mãi được, do đó, rất nhiều người không có lòng kính nể ngài. Hơn nữa, rất nhiều người bất mãn khi ngài cho Mục Khoản cô nương quá nhiều quyền lực, trong đó có cả những người của nội các lâm thời. Diệp Quân bình tĩnh nói, bọn họ muốn tìm đường chết. Cố Trần. Sau khi Diệp Quân xử lý xong việc của vũ trụ quan Huyên, hắn đi tới trước mặt Thương Hồng Y, sau khi tới nơi này, hắn dùng năng lực của tiểu tháp, che giấu toàn bộ chỗ này lại. Lúc này Thương Hồng Y vẫn đang quỳ trong đó, mặt cô ta vô cảm. Thấy Diệp Quân, cô ta chỉ lạnh nhạt nhìn hắn một cái, nhưng không nói gì. Khoảnh khắc này, dường như cô ta đã biến thành một con người, bình tĩnh, trầm lặng. Diệp Quân nói, Tĩnh Chiêu đâu? Thương Hồng Y nói, Thiên Khu Giới. Nói xong, cô ta lấy một quyển trục ra đưa cho Diệp Quân, người bóp nát quyển trục này là có thể tới Thiên Khu Giới, đồ dự trữ trong đó không ít, bây giờ ngươi có thể dùng rồi. Diệp Quân gật đầu. Thương Hồng Y ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, còn muốn biết gì không? Diệp Quân nói về kinh phá bích đi. Thương Hồng Y nói, đồ vật này, ta không biết nhiều, chỉ biết thứ này có thể phá vỡ kết giới của hư cấu và thực tế. Còn cái khác, không rõ. Diệp Quân im lặng một lát, nói, thân phận thật sự của ông ta thì sao? Thương Hồng Y vẫn lắc đầu, ông ta rất thần bí, hơn nữa, phân thân nhiều hơn ta, mặc dù ta ở với ông ta rất lâu, nhưng người này thông minh lắm, ta không điều tra được gì quá sâu, chỉ có thể nói, ông ta rất thâm sâu khó dò. Diệp Quân gật đầu, có chút thất vọng nói, vốn muốn nhân cơ hội này để giết ông ta, nhưng không ngờ. Xem ra, người này vẫn chưa tới lúc chết, hơi sơ suất rồi. Thương Hồng Y nhìn Diệp Quân, không sợ đám người cha ngươi giận à? Diệp Quân cười nói, sao có thể? Mọi việc ta làm, ngoài ông nội chính trực của ta ra, chắc chắn cô và cha ta đã biết lâu rồi. Nói rồi, hai mắt hắn khẽ nhắm lại, bọn họ có thể hiểu ta, chuyện ta muốn làm, cả kẻ địch ta đối mặt, những thứ này đều khiến ta không thể làm một người thành thật ngay thẳng. Bàn việc như cờ vua ấy, ta chỉ có thể thận trọng, chuyên tâm cẩn thận. Chỉ đáng tiếc, vẫn chưa thể giết chết chủ nhân bút đại đạo. Thương Hồng Y nói, ông nội ngươi đã có ý giết người rồi, tí nữa là lật cả bàn lên. Diệp Quân nói, thiếu một tí, thật ra cũng khá tốt, nếu ông ta thật sự bị giết dễ như vậy, cũng không thể nhảy nhót lâu đến thế. Người này đáng sợ hơn ta tưởng nhiều, ít nhất là trước mắt, đám người ông nội có năng lực giết ông ta, nhưng lại không thể giết ông ta, trong này, có quan hệ với ta, nhưng chắc chắn còn có vài nguyên nhân mà ta không biết. Thương Hồng Y nói, mục tiêu của ông ta là kinh phá bích. Diệp Quân nói, chắc không đơn giản như bên ngoài đâu, người này rất biết cách che giấu ý đồ thật sự của mình, cũng rất biết giả vờ yếu đuối. Thương Hồng Y gật đầu, không nói nữa. Diệp Quân nhìn Thương Hồng Y, Thương cô nương, oan ức rồi. Ông nội làm vậy, chỉ vì muốn diễn một vở kịch với ta thôi. Thương Hồng Y nhìn hắn, vẫn không nói gì. Diệp Quân nói, cô nương yên tâm, chuyện ta đồng ý với cô, chắc chắn sẽ làm được, nếu ta không làm được, đợi ngày ta thất bại, trở thành kẻ dựa dẫm, ta sẽ để cô ta làm hộ cho cô. Tiểu tháp run giọng nói, cô ta, không phải người của Toại Cổ Kim, mà là người của ngươi, thảo nào, chủ nhân là người biến thái, lúc tức giận, tới người thân cũng không nhận, mà hắn lại xóa bỏ sát ý, không giết cô ta, cũng không sát giới. Tới cả tháp gia mà ngươi cũng giấu. Nói đi, chuyện này là lúc nào hả? Nghe thấy lời của tiểu tháp, Diệp Quân phá lên cười, tháp gia, ngươi đang nghĩ gì vậy, Thương cô nương không phải là người của ta. Tiểu tháp nhất thời nghi ngờ, không phải người của ngươi sao? Diệp Quân khẽ cười đáp, tất nhiên là không phải người của ta rồi, chẳng phải chủ nhân bút đại đạo đã nói rồi sao? Thương cô nương là người của Toại Cổ Kim cô nương. Tiểu tháp bối rối, nhưng rất nhanh, nó đột nhiên phấn khích nói, ta biết rồi, con mẹ nó. Cuối cùng ta cũng biết rồi. Tiểu hồn hỏi, người biết cái gì? Tiểu tháp ha ha cười to, thiên cơ không thể tiết lộ. Tiểu hồn. Diệp Quân nói, hai ngươi đừng nói nhảm nữa. Nhưng hiển nhiên tiểu tháp không nhịn được, muốn ra vẻ một chút, thế là nó nhỏ giọng nói với tiểu hồn, lúc đó khi Toại cô nương ngồi lên ghế thần tọa chủ chung, cái ghế đó và hai thanh kiếm vốn muốn phản kháng,
nhưng cuối cùng lại đột nhiên dừng lại, tại sao chứ? Tiểu Hồn đáp, đứa trẻ. Tiểu Tháp cười nói, Tiểu Hồn, người còn nhớ tiên tri không? Tiểu Hồn đáp, dĩ nhiên, sao đột nhiên lại nhắc đến ông ta? Tiểu Tháp nói, năm đó tiên tri muốn chuyển thế trùng sinh đoạt xác, nhưng kết quả thì sao? Chẳng phải đã bị giết chết rồi sao? Tiểu Hồn cười hì hì, ta hiểu rồi, không có sự cho phép của chủ tử, toại cổ kim kia tuyệt đối không thể có con. Cho dù có con, cô ta cũng tuyệt đối không có năng lực để lợi dụng huyết mạch nhà họ Dương nhằm mưu lợi. Nói cách khác, chính là tiểu chủ đang. Tiểu Tháp nói, nhưng ta cũng không dám chắc chắn, lần này chúng ta đi lên đó, nếu như tên tiểu tử này vẫn bị đuổi giết điên cuồng như lúc trước vậy đã chứng minh chúng ta nghĩ sai rồi, nếu không, vậy có nghĩa là chúng đã suy nghĩ đúng. Tiểu Hồn đáp, ta cảm thấy người đã đúng rồi đấy, bởi vì nếu hai người bọn họ tách ra, thì trong trường hợp tiểu chủ không gọi người tới, nhất định không phải là đối thủ của chủ nhân bút đại đạo, mà nếu như cô ta không có đứa con của tiểu chủ thì cho dù mưu trí của cô ta có nghịch thiên đến đâu, thì cũng không thể chống lại được chủ nhân bút đại đạo. Chỉ là không biết là giữa bọn họ thực sự có cảm tình, hay chỉ là quan hệ đồng minh. Tiểu Tháp nói, là như vậy đấy, ai già, tên tiểu tử này bây giờ làm việc ngay cả chúng ta cũng giấu. Hơn nữa, chúng ta ngày ngày ở bên cạnh hắn, sao lại không biết bọn họ thực sự ở bên nhau từ lúc nào chứ? Tiểu Hồn đáp, ngươi quên rồi sao? Khi bọn họ làm mấy chuyện xấu hổ, đều ném ngươi đi ra ngoài, hơn nữa, khi bọn họ làm mấy chuyện vô vị, hay là tâm thần hòa hợp, cả hai đều có thể biết ký ức của nhau. Tiểu Tháp, Tiểu Hồn nói tiếp, bây giờ nghĩ lại thì thấy thương cô nương này không bình thường, sau khi biết huyết mạch của tiểu chủ và công năng đặc biệt của ngươi thì cô ta vẫn 5 lần 7 lượt nhắm vào tiểu chủ. Không chỉ như vậy, cứ hễ mở miệng ra là muốn tiêu diệt cả nhà tiểu chủ. Điều này căn bản không phải nhắm vào tiểu chủ mà là nhắm vào người nhà của tiểu chủ. Tiểu Tháp tiếp lời, lão chủ suýt chút nữa đã ra tay giết chủ nhân bút đại đạo rồi. Tiểu Hồn đáp, đúng vậy, chủ nhân bút đại đạo hoảng sợ như vậy, đáng tiếc, cuối cùng ông nội của tiểu chủ vẫn không ra tay. Nói đến đây, nó dừng lại rồi lại nói tiếp, ta cảm thấy, bọn họ đang chơi một bàn cờ lớn hơn nữa. Ngươi nói xem, có phải bọn họ muốn liên thủ để giết chết chủ nhân bút đại đạo không? Tiểu Tháp đáp, nhất định là vậy rồi, bây giờ nghĩ lại, chủ nhân bút đại đạo con người này cực kỳ đáng sợ. Ban đầu ta đi theo tiểu chủ, tên này đã luôn nhắm vào tiểu chủ, còn lôi ra một vô biên chủ. Đến cuối cùng, còn ép tiểu chủ phải kết thúc trước con đường nhân vật chính của hắn. Tên này nhất định là muốn làm theo cách tương tự để trị tên nhóc này. Tiểu Hồn có phần lo lắng. Ta rất lo lắng cho tiểu chủ. Tiểu Tháp nói, đừng lo lắng, tên nhóc này thông minh hơn chúng ta nghĩ nhiều, người nghĩ thử xem, tại sao lúc trước hễ khi nào hắn sắp chết, đều nói muốn dẫn theo chủ nhân bút đại đạo đi cùng. Hiển nhiên hắn đã biết, ngoại trừ tam kiếm, chủ nhân bút đại đạo này nhất định là kẻ địch lớn nhất trong cuộc đời này của hắn. Lần này hắn bày ra ván cờ này, chính là muốn giải quyết chủ nhân bút đại đạo. Nếu không, hắn vĩnh viễn không thể phát triển một cách bình thường. Do vậy, thương cô nương này liều mạng muốn đi tiêu diệt cả nhà hắn. Người biết đấy, tiểu chủ đã coi bản thân là người nhà họ Dương rồi, tiêu diệt cả nhà hắn, đó chẳng phải là tiêu diệt nhà họ Dương sao? Nhưng đáng tiếc, vẫn còn thiếu một chút xíu nữa. Tiểu Hồn hỏi, ông nội tiểu chủ sẽ tức giận chứ? Tiểu Tháp cười đáp, nếu là người khác thì đã chết chục nghìn lần rồi. Nhưng tên nhóc này thì ông nội hắn nhất định sẽ không bao giờ tức giận. Nếu tên nhóc này thực sự ngay cả ông nội cũng tính kế đến, ông nội hắn còn nhảy cẫng lên vì vui mừng nữa kìa. Dù sao cũng là ông cháu ruột, ai ra, hai ông cháu đánh nhau, chính là một niềm vui bất tận đó. Tiểu Hồn. Bên ngoài. Diệp Quân đột nhiên nói, lần này ba nền văn minh thủy tổ, hình như chỉ có cựu thần là không tới, tại sao vậy? Thương Hồng Y lắc đầu, ông ta đã không còn ở thế giới này nữa rồi. Diệp Quân hỏi. Nghĩa là sao? Thương Hồng Y nói, theo như những gì ta biết thì ông ta đã đi đến vạn kiếp tinh vân, ông ta dùng thực lực của chính mình để vượt qua 3.000 đại đạo kiếp, phá vỡ ràng buộc của nền văn minh, đi tới vũ trụ chủ. Diệp Quân hỏi, đã có người thành công rồi sao? Thương Hồng Y gật đầu, có, Bi Tâm Từ. Bi Tâm Từ. Hắn một lần nữa nghe thấy cái tên này, vị quan chấp hành đứng đầu mạnh nhất của cựu thổ năm đó. Hắn không ngờ đối phương đã rời khỏi khoảng vũ trụ này rồi. Thương Hồng Y nói tiếp, nhưng những người biết được chuyện này thì rất ít,
nếu không phải chủ nhân bút đại đạo nói cho ta thì ta cũng không biết. Người phụ nữ đó vậy mà đã rời khỏi nơi này từ hàng chục nghìn năm trước rồi, mà còn là dùng thực lực của chính mình để chống đỡ 3.000 đại đạo kiếp rồi rời đi. Người biết chủ nhân bút đại đạo đánh giá nàng ấy như thế nào không? Diệp Quân hỏi, đánh giá như thế nào? Thương Hồng Y trầm giọng nói, người yêu nghiệt nhất mà ông ta từng gặp, phạm vi này bao gồm cả vũ trụ chủ. Diệp Quân yên lặng, có thể khiến cho tên đó đánh giá như vậy. Thực sự rất kinh khủng. Thương Hồng Y đột nhiên bật cười, ban đầu người ông ta tìm không phải là ta, mà là Bi Tâm Tử. Hơn nữa còn hứa với nàng ấy là có thể giúp nàng ấy rời khỏi nơi này, nhưng người biết Bi Tâm Tử đã trả lời ông ta như thế nào không? Diệp Quân nhìn cô ta, không nói gì. Thương Hồng Y nói, lúc đó Bi Tâm Tử rất khinh thường nói, chỉ là 3.000 đại đạo kiếp mà thôi, cần gì phải mượn sức lực từ người khác chứ? Diệp Quân khẽ gật đầu, lợi hại. Trong mắt Thương Hồng Y hiện lên một cảm xúc phức tạp, người biết tại sao nàng ấy lại xảy ra xích mích với 3 nền văn minh lớn của cựu thổ không? Diệp Quân lắc đầu. Thương Hồng Y cười nói, bởi vì 3 nền văn minh lớn của cựu thổ muốn hiến tế chúng sinh, để cưỡng chế phá tan 3.000 đại đạo kiếp, đi tới vũ trụ chủ, nhưng nàng ấy không đồng ý, thế là lúc đó nàng ấy đã trực tiếp đánh tàn phế 2 thủy tổ của 2 nền văn minh lớn và minh chủ của 3 nền văn minh lớn của thời đại đó. Nếu không có nàng ấy, thì lúc đó ngoại trừ cựu thổ ra, tất cả vũ trụ bên ngoài đều sẽ bị hiến tế. Sắc mặt Diệp Quân nghiêm túc, cô nương đại nghĩa. Lúc trước thuyền thánh Bỉ Ngạn đã từng nói với hắn về Bi Tâm Tử, nó nói rằng Bi Tâm Tử là một người vô cùng lương thiện. Hiện giờ xem ra, nó không hề nói dối, có thể tưởng tượng nếu lúc đó không có Bi Tâm Tử đứng ra ngăn cản, thì không biết bao nhiêu vũ trụ manh minh sẽ bị hủy diệt. Diệp Quân thu hồi lại suy nghĩ, hắn nhìn Thương Hồng Y, thương cô nương. Tạm thời chỉ có thể để cô chịu thiệt thòi rồi. Thương Hồng Y nhìn hắn, một người bằng lòng vì chúng sinh mà hy sinh bản thân mình, thì ta có lý do gì mà không lựa chọn tin ngươi chứ? Diệp Quân bật cười, sau này gặp lại. Dứt lời, hắn xoay người biến mất ở cuối chân trời. Thương Hồng Y nhìn phía cuối chân trời. Hồi lâu sau, hai mắt cô ta từ từ khép lại. Một quỳ của ngày hôm nay, đổi lấy đại đạo đáng mong chờ ở tương lai. Đáng giá. Nhất định đáng giá. Hai tay Thương Hồng Y nắm chặt lại. Thiên khu giới. Khi Diệp Quân tới đây, hắn phát hiện linh khí ở đây thực sự rất nồng đậm, đằng sau có cựu thổ tổ linh mạch, hắn cẩn thận cảm nhận một chút mới nhận ra nơi này phải có ít nhất mấy trăm nghìn viên tiên nguyên mạch cực phẩm. Hơn nữa mỗi viên tiên nguyên mạch cực phẩm còn ẩn chứa ít nhất mấy triệu viên tiên nguyên tinh cực phẩm. Hiển nhiên đây là do được tích lũy qua vô số năm, hơn nữa. Nơi này vẫn chưa bị người ta cướp bóc. Mà bây giờ, tất cả đều là của hắn. Diệp Quân mỉm cười, tay phải hắn chậm rãi xoa ngực mình, ở nơi sâu thẳm trong trái tim hắn, có một quả hạch màu vàng hơi rung động. Tiểu Tháp đột nhiên nói, nếu để cho người của vũ trụ quan huyên tới đây tu luyện, nhất định có thể nhanh hơn. Diệp Quân cười đáp, tất nhiên rồi. Dứt lời, hắn nhìn thoáng qua xung quanh, rất nhanh, hắn đã biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở trước một tòa cung điện. Bên trong cung điện, có một cô gái đang cầm một quyển sách cổ lên đọc. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu. Lúc này, Đệ Nhất Tĩnh Chiêu giống như cảm nhận được điều gì đó, cô ta quay đầu lại nhìn. Khi nhìn thấy Diệp Quân, quyển cổ tịch trong tay cô ta nhất thời run rẩy. Diệp Quân bước vào trong điện, hắn nhìn Đệ Nhất Tĩnh Chiêu ở trước mặt, khẽ mỉm cười, ta đến hơi muộn. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu cúi đầu, không nói gì. Diệp Quân chủ động kéo hai tay cô ta lên, nhẹ giọng nói, khi đó hiểu lầm cô, thật xin lỗi. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu lắc đầu, ta biết ngươi không phải cố ý. Diệp Quân nói, thực sự không giận ta sao? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt đã có giọt nước mắt, cô ta đột nhiên đấm một quyền vào bụng Diệp Quân. Diệp Quân trực tiếp bay ra xa mấy trượng, cuối cùng nặng nề đập xuống đất. Diệp Quân lập tức phối hợp kêu lên một tiếng. Còn không đợi Diệp Quân kịp phản ứng, Đệ Nhất Tĩnh Chiêu lại lao đến trước mặt hắn, sau đó một quyền nhắm vào mặt hắn mà đấm xuống, nhưng khi vừa chạm vào khuôn mặt hắn thì bàn tay đó lại đột nhiên dừng lại. Diệp Quân nhìn cô ta, nhẹ giọng hỏi, còn tức giận không? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu không đáp lời, cô ta thu tay về, sau đó nằm lên người hắn, ngươi thực sự đáng hận. Dứt lời, nước mắt từ trong mắt cô ta lập tức chảy ra. Tất nhiên cô ta cũng tủi thân chứ.
mặc dù biết khi đó hắn không cố ý nói ra những lời đó, nhưng vẫn rất tủi thân. Diệp Quân nhẹ nhàng ôm cô ta vào trong lòng, dịu dàng hỏi, sống ở đây có tốt không? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đáp, cô ta đối xử với ta rất tốt. Diệp Quân gật đầu. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, bây giờ chúng là quan hệ bạn bè sao? Diệp Quân chớp mắt, không nói gì, chỉ là tiện tay ném tiểu tháp ra bên ngoài, sau đó một luồng sức mạnh thần bí bao trùm bốn xung quanh. Ngăn cách hết thảy. Diệp Quân hôn cô ta, rất lâu sau hắn mới nhẹ nhàng tách ra, khẽ cười nói, đúng vậy, là quan hệ bạn bè rất thuần khiết. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu không nói gì, mà trực tiếp cúi người xuống hôn hắn. Cũng không biết tại sao, quần áo của hai người họ đều lần lượt biến mất. Phụt! Đột nhiên, một âm thanh mà chỉ có người đàn ông nào không độc thân mới nghe qua đột nhiên vang lên từ trong đó. Nam nữ lâu rồi chưa gặp, giống như nắng hạn gặp mưa rào, hai bên đều điên cuồng, không hề biết chán. Ai cũng không biết trận đấu này kéo dài bao lâu, dù sao, trên người, trên tay, trên mặt, chỗ nào cũng có dấu vết để lại sau trận chiến. Ít ngày sau, Diệp Quân đưa Đệ Nhất Tĩnh Chiêu quay về thư viện Quan Huyên, đương nhiên, lúc rời đi, hắn đã thu thiên khu giới vào trong tiểu tháp. Hắn hiện tại, tiên nguyên mạch cực phẩm có 320.000 mạch, hàng trăm triệu tiên nguyên tinh. Bây giờ đúng là hắn giàu đến chảy mỡ rồi. Sau khi hai người quay về thư viện Quan Huyên, Diệp Quân cũng không giao hết thư viện cho Đệ Nhất Tĩnh Chiêu quản lý, mà vẫn chọn tự mình quản lý, bây giờ hắn không có suy nghĩ gì khác. Chỉ muốn cai quản vũ trụ Quan Huyên này cho tốt, để sức mạnh tín ngưỡng trở thành màu trắng. Màu trắng. Đây là sức mạnh tín ngưỡng thuần khiết, cũng chỉ khi đạt được sức mạnh tín ngưỡng thuần khiết, thì mới chứng minh được là hắn đã thật sự quản lý tốt được vũ trụ này. Không thể không nói, đánh đổ thiên hạ và cai quản thiên hạ hoàn toàn không giống nhau, cai quản thiên hạ thật sự phải xử lý vô số việc vặt, hơn nữa lúc mới bắt đầu hắn cũng không thích ứng với những chuyện vặt này lắm. Vì hắn thấy, loại chuyện vặt đó thật sự chỉ là những thứ bé nhỏ không đáng kể. Rồi đến một ngày, hắn mới ý thức được suy nghĩ này của mình đáng sợ tới mức nào. Ngày ấy, hắn tới chỗ ăn mì lần trước với Toại Cổ Kim, lúc hắn tới chỗ đó, lại phát hiện ông chủ bán mì đang tháo dỡ quầy hàng của mình. Không chỉ vậy, cả con đường cũng đã trở nên cực kỳ quạnh quẽ. Diệp Quân rất nghi hoặc, hắn đi tới trước quầy hàng, ông chủ. Ông chủ thấy hắn. Mặt vốn còn đầy cau có lại lộ ra một tia kinh ngạc, là ngươi. Diệp Quân khẽ cười nói, ông còn nhớ ta à? Ông chủ nói, nhìn công tử cao quý như vậy, khiến người ta thật sự khó mà quên được. Diệp Quân cười, nói, ông chủ, thế này là ông chuẩn bị không buôn bán nữa à? Ông chủ lập tức thở dài nặng nề, lông mày cau chặt lại. Diệp Quân có chút tò mò, sao thế? Ông chủ lắc đầu, không làm được nữa. Diệp Quân cau mày, chuyện gì vậy? Ông nói với ta đi. Hai tay ông chủ lau vào quần áo, sau đó nhấc bình trà trên bếp lò ở cạnh lên, ông ta dẫn Diệp Quân đi tới một bên ngồi xuống, công tử, uống ly trà nóng đi. Nói rồi, ông ta rót cho Diệp Quân một ly. Sau khi đặt bình trà xuống, lại thở dài lần nữa, người đã nghe nói chưa? Thư viện muốn tăng thuế của những quầy hàng, người bán hàng lên rồi. Diệp Quân gật đầu, ta biết. Chuyện này là hắn và nội các Lâm thời bàn bạc ra, vì từ khi hơn 100 thành Quan Huyên này bắt đầu thành lập, để thu hút đầu tư, người của Toại Cổ Kim lúc đó đã đặt ra rất nhiều ưu đãi, ví dụ như phàm là người buôn bán trong thành, sẽ được rất nhiều lợi ích, đồng thời còn miễn thu thuế 100 năm. Nói cách khác, chủ nhân những sạp hàng đó, bọn họ không cần nộp thuế 100 năm. Chính sách này vừa được đưa ra, lập tức thu hút vô số người, cũng chính vì chính sách này. Thành Quan Huyên mới có thể phát triển nhanh chóng trong một thời gian ngắn như vậy. Còn bây giờ, thời gian miễn thu thuế 100 năm đã hết, do đó, hắn và nội các Lâm thời bắt đầu thu hồi, đánh thuế những người buôn bán này. Đương nhiên, bọn họ cũng đã suy nghĩ tới các loại tình huống, do đó, vừa bắt đầu bọn họ thu thuế rất thấp, chỉ thu 5% thuế của mỗi gian hàng, còn bên cựu thổ, thuế của thương nhân cao đến 35%. Sở dĩ hắn thu thuế thấp như vậy. Chính là sợ đột nhiên thu thuế quá nhiều, sẽ ảnh hưởng tới những người dân bên dưới. Nhưng bây giờ xem ra, vẫn ảnh hưởng tới. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn ông chủ, tiếp tục hỏi, ông nói kỹ chút. Ôi! Ông chủ lại thở dài, vẻ cau có trên mặt ngày một giây, sau khi thư viện thu thuế,
những ông chủ của sạp hàng đều lập tức bắt đầu thu thêm tiền thuê, vốn dĩ mỗi tháng chúng ta chỉ cần nộp 12 viên linh tinh, nhưng hiện tại, mỗi tháng chúng ta phải nộp 24 viên linh tinh, 24 viên linh tinh. Công tử, người nói xem, sao mà chúng ta sống được? Vốn dĩ lợi nhuận mỗi tháng của chúng ta cũng mới khoảng 10 viên linh tinh, bây giờ mệt sống mệt chết, mà chẳng kiếm được gì, phải giao hết cho những ông chủ quầy hàng kia rồi. Diệp Quân im lặng không nói, sắc mặt đã dần lạnh giá. Ông chủ lại nói, hơn nữa nghe nói, sau này tiền thuê có thể còn tăng thêm. Ôi, công tử, người nói xem, viện trưởng này đang tốt đẹp, sao đột nhiên lại thu thuế chứ? Có phải viện trưởng thiếu tiền không? Diệp Quân nhìn ông chủ, khẽ cười nói, ông cảm thấy viện trưởng thế nào? Ông chủ hơi do dự, sau đó nói, mới bắt đầu thì rất tốt, nhưng bây giờ? Ta không biết, ông già như ta chưa từng đọc sách, ta cũng không biết đám viện trưởng thu thuế là tốt hay xấu, nhưng, chúng ta không sống qua những ngày này được là thật. Ôi! Diệp Quân cười nói, vậy chắc chắn là vấn đề của viện trưởng. Sắc mặt ông chủ lập tức thay đổi, công tử, những lời này không nói bậy được đâu. Diệp Quân nói, ông sợ viện trưởng à? Ông chủ lắc đầu, cũng không sợ. Nói sao đây, viện trưởng cách chúng ta hơi xa, hơn nữa, những vấn đề này của chúng ta, trong mắt viện trưởng, chắc là những chuyện rất nhỏ nhặt nhỉ. Diệp Quân im lặng, vì những gì ông chủ nói, hắn không thể phản bác, vì với hắn trước đây, những chuyện này đúng là việc cực kỳ nhỏ. Nhưng lúc này hắn hiểu, những chuyện nhỏ nhặt vụn vặt với hắn, nhưng với người bình thường bên dưới lại là một chuyện rất lớn. Một chút sai lầm của người trên, đặt xuống bên dưới, lại có thể là tiêu trời diệt đất. Diệp Quân cầm ly trà trước mặt nhấp một ngụm, sau đó nói, ông chủ, trước mắt ông đường dỡ quầy hàng vội, ta có quen vài người trong thư viện, ta sẽ đi nói chuyện này xem sao, có thể sẽ thay đổi được. Ông chủ vội nói, không được không được, công tử, tuyệt đối không được. Diệp Quân nói, sao thế? Ông chủ vội lắc đầu, từ xưa dân không đấu với thương. Không đấu với quan, cái này. Diệp Quân cười nói, không sao, ta chỉ đi nói thử thôi. Nói xong, hắn đặt tiền trà xuống, đứng dậy rời đi. Trên đường, Diệp Quân nhìn xung quanh, bây giờ đường phố đã trở nên quạnh quẽ đến kinh ngạc, chỉ có mấy quầy hàng lớn còn mở cửa, phần lớn những quầy nhỏ đều đã đóng rồi. Diệp Quân nói, người đâu? Một hư ảnh xuất hiện sau người hắn. Diệp Quân nói, tiền thuê đột nhiên tăng gấp đôi. Chuyện này không bình thường, đi cha. Hư ảnh kia lặng lẽ biến mất. Không bao lâu, hư ảnh đã đến sau người hắn, viện trưởng, đã điều tra được, là thương hội quan huyên đứng sau khống chế. Hai mắt Diệp Quân khẽ híp lại, thương hội quan huyên. Hư ảnh nói, vâng, đó là một thương hội do vô số thương nhân liên hiệp để thành lập, lấy tên là quan huyên, thành viên trong đều là những thương nhân có máu mặt trong vũ trụ quan huyên. Bọn họ kiểm soát mọi ngành nghề của vũ trụ quan huyên. Diệp Quân nói, thư viện không có giám sát. Hư ảnh nói, có, nhưng... Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống, hiển nhiên, những thương nhân này đã đoàn kết lại, đồng thời người trong thư viện cũng được bọn họ xử lý hẳn hoi. Đương nhiên, hắn cũng không bất ngờ, đám người thần y không phải lứa đầu tiên, cũng không phải nhóm cuối cùng. Hư ảnh nói, viện trưởng... Bây giờ bọn họ đang tập hợp trong Tiên Vân Các để bàn bạc chuyện lớn, hay là... Diệp Quân lắc đầu, không cần. Hư ảnh gật đầu, không nói nữa. Diệp Quân bảo, nội các lâm thời đã biết chuyện này chưa? Hư ảnh nói, đã biết, đang đợi chỉ thị của viện trưởng. Diệp Quân gật đầu, để bọn họ đợi tiếp đi. Nói xong, hắn đi về nơi xa. Hư ảnh cung kính hành lễ, lặng lẽ rời đi. Không bao lâu... Diệp Quân tới Tiên Vân Các này là thương hội khổng lồ do người thần bí mở, trước mắt cũng là thương hội sầm uất nhất to nhất ở vũ trụ quan huyên. Tiên Vân Các hôm nay cực kỳ náo nhiệt, vì thương nhân đỉnh cấp của cả vũ trụ quan huyên đều tới đây rồi. Diệp Quân lấy một tấm thiệp mời, lẫn vào trong, không thể không nói, xét duyệt cực kỳ nghiêm khắc, hỏi vặn hắn mấy lần, trong lúc đó còn có thần thức của mấy cường giả cảnh giới đại đế quét qua hắn. Sau khi xác định hắn không có vấn đề, mới để hắn đi vào trong thương hội. Lát sau, dưới sự dẫn dắt của một cô gái, Diệp Quân tới một đại điện cực kỳ to lớn, đại điện này được xây dựng rất xa hoa, chói mắt, chỗ nào cũng lộ mùi tiền. Lúc này, trong điện đã tụ tập hàng ngàn người, trông người nào cũng cực kỳ có tiền, vì họ mặc đồ thật sự quá xa hoa rồi. Còn có dòng người cuồn cuộn không ngừng vào trong điện,
cực kỳ náo nhiệt. Mọi người trong điện đều đang trò chuyện, làm quen với nhau, mở rộng kết giao quan hệ. Cũng có người tới tìm Diệp Quân, lúc này hắn đã lặng lẽ thay đổi diện mạo của mình, do đó, không ai nhận ra hắn. Người trong này rất nhiệt tình, Diệp Quân phát hiện, mọi người cứ nói chuyện mãi, rồi xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều cô gái trẻ, mặc đồ hở hang, bấy giờ, ánh sáng trong điện cũng trở nên mờ ám tối tăm. Lúc này, ý cười vốn nho nhã lễ độ trên mặt những người ở đó bắt đầu trở nên dung tục, mọi người không hề kiêng dè mà bình luận về những cô gái xung quanh, lời nói cũng ngày càng xuồng xã, trên mặt họ, không hề che giấu suy nghĩ nguyên thủy thật sự trong lòng mình. Đây chính là thế giới của người có tiền à. Rất nhanh, mọi người ngày càng buông thả, mỗi người đều ôm lấy một cô gái trẻ. Không buông à. Một bên, đột nhiên có một giọng nói truyền tới. Diệp Quân quay đầu nhìn, chỗ cạnh hắn không xa, một người đàn ông mập đang dạy dỗ một thiếu niên, đừng có mà không buông nữa, nói chuyện làm ăn là thế, uống rượu, phụ nữ, người không uống rượu, không phụ nữ, sao có thể nói chuyện làm ăn được. Thiếu niên vẫn không buông được. Người đàn ông mập cười nói, nhớ kỹ, nếu làm ăn, thì hãy dẫn khách của ngươi cùng sa đọa, chỉ có cùng sa đoạn, chuyện làm ăn mới thành được, nếu không, người ta dựa vào đâu mà làm ăn với ngươi. Thiếu niên hơi do dự, sau đó nói, tụ hợp đám đông, là làm trái với quan huyên pháp. Người đàn ông mập cười ha ha, đồ ngốc, quan huyên pháp phục vụ cho ai chứ? Không phải là phục vụ cho chúng ta sao? Thế giới này, chỉ cần có đủ tiền, thì đừng nói quan huyên pháp, viện trưởng cũng có thể dập đầu với ngươi. Nếu hắn không dập, vậy thì do tiền không đủ. Cuối cùng, dưới sự khuyên nhủ của người đàn ông mập, thiếu niên bắt đầu từ từ cởi mở hơn, xuồng xã một lát, thiếu niên chậm rãi buông thả. Còn sau khi vượt qua rào cản trong tim, thiếu niên ngày càng buông thả, vì thật sự chơi rất vui. Đúng lúc này, mọi người đột nhiên yên tĩnh, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về trước đại điện nơi xa. Một thiếu niên đồ trắng chậm rãi đi lên đài, khi thấy hắn, mọi người đều dừng động tác trong tay lại. Thiếu niên áo trong nhìn mọi người, đi thẳng vào chủ đề, các vị, viện trưởng lại muốn chúng ta đóng thuế. Đóng con mẹ nó chứ thuế, mơ đẹp thế nhỉ. Vừa dứt lời, đột nhiên hiện trường chìm vào im lặng. Nhưng chẳng mấy chốc, vô số người đồng loạt hô hét, nộp thuế, nộp con mẹ nó chứ thuế, mơ đẹp quá. Sau khi giao chứng nhận đầu tư, mọi người đã chính thức trở thành người cùng thuyền. Trong đại điện, mọi người điên cuồng hò hét, đám người sôi nổi, ai cũng vì quá vui vẻ mà trở nên dữ tợn. Viện trưởng là nhân vật thế nào chứ? Đó chính là thần của vũ trụ quan huyên hiện tại, mà bây giờ, vị thần đó đang ở đây mặc cho bọn họ mắng chửi. Cả tòa đại điện sục sôi. Ngay tại lúc này, người đàn ông áo trắng trên đài đột nhiên đưa tay phải ra, trong chốc lát, tất cả mọi người khựng lại. Đại điện vốn đang ồn ào đột nhiên lại yên tĩnh trở lại. Người đàn ông áo trắng trước mắt cũng không phải là ai khác, mà chính là Châu Tần, hội trưởng hiện tại của Thương hội Quan Huyên, còn lai lịch thật sự của gã thì không ai biết, chỉ biết là gã có rất nhiều thủ đoạn phi thường, không chỉ thành lập được Thương hội Tiên Vân Các đầu tiên ở vũ trụ Quan Huyên mà còn nhanh chóng hoàn thành nội các lâm thời, đặt tên là Thương hội Quan Huyên. Đã lấy tên Quan Huyên, hơn nữa còn nhận được sự công nhận của quan chức địa phương. Đây cũng không phải là điều người bình thường có thể làm được. Ngoại trừ thương hội, gã còn nắm trong tay vô số sản nghiệp, binh khí, khoáng sản, phong thải và những sản nghiệp đen chưa được biết đến dưới lòng đất. Có người đồn rằng, tài sản của gã còn nhiều hơn cả viện trưởng. Dưới ánh mắt của mọi người, Châu Tần cười nói, 200 năm nay, vũ trụ quan huyên phát triển yên bình, điều này không khỏi liên quan tới sự ủng hộ của mọi người. Không ngờ sau khi vị viện trưởng này chấp chính lại lập tức tấn công những thương nhân như chúng ta, Diệp Quân là đang định qua cầu rút ván, không đáng làm người. Nói xong, nụ cười trên mặt gã đột nhiên trở nên dữ tợn, nếu Diệp Quân đã bất nhân, vậy cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa, Diệp Quân dám thu thuế của chúng ta cũng dám tăng phí thuê, hắn thu thêm 10% thuế, chúng ta sẽ tăng gấp đôi phí thuê, khiến toàn bộ vũ trụ quan huyên tê liệt, xem ai phải sợ ai. Lúc này, có người đột nhiên nói, hội trưởng, viện trưởng chỉ lấy 5% thuế, đối với chúng ta mà nói thì thật ra vẫn có thể chấp nhận được. Ngu xuẩn. Châu Tần tức giận nhìn người vừa nói, không nể nang gì, người cho rằng chỉ có 5% thuế thôi sao? Không đâu, đó chỉ mới bắt đầu thôi, chỉ là dò xét một chút, một khi chúng ta đồng ý, vậy sau này chúng ta sẽ còn phải đối mặt với mức thuế cao hơn,
thế nên, chúng ta không thể nhượng bộ. Mọi người đồng loạt gật đầu. 5% thuế. Vậy cũng là rất nhiều, mỗi lần kiếm được 1 triệu thì phải đóng 50 ngàn cho thư viện quan huyên. Dựa vào đâu? Không có Diệp Quân, bọn họ có thể làm tốt hơn, kiếm được nhiều hơn. Hơn nữa, dù có đóng thuế thì cũng phải do những kẻ thấp hèn kia đóng, dựa vào đâu mà bọn họ phải đóng. Châu Tần tiếp tục nói, lần này chúng ta tuyệt đối không thể lùi, chúng ta phải chiến đấu với hắn tới cùng. Lại có một người đột nhiên đặt câu hỏi, lỡ như viện trưởng cưỡng ép thu thuế, vậy thì phải làm sao? Châu Tần cười, nếu hắn cưỡng ép thu thuế, chúng ta cũng cưỡng ép tăng phí thuê, mọi người liên thủ lại giữ vững ít nhất một nửa thương nghiệp của vũ trụ quan huyên, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, chỉ cần chúng tình nguyện thì có thể khiến vũ trụ quan huyên đại loạn, đến lúc đó, xem hắn hoảng hay chúng ta hoảng. Hội trưởng nói không sai. Lúc này, một cô gái xinh đẹp đi tới bên cạnh gã, cô ta cười, sau khi hội nghị kết thúc, thư báo quan huyên sẽ đăng một bài có tiêu đề là nhân nghĩa của viện trưởng ở đâu, đến lúc đó, bài báo này sẽ nhanh chóng truyền khắp toàn bộ vũ trụ quan huyên, khi đó, tất cả mọi người đều sẽ hiểu, bây giờ cuộc sống của họ không tốt cũng là do viện trưởng, vì những ham muốn cá nhân nên viện trưởng mới bắt đầu thu thuế. Nói tới đây, khóe miệng cô ta hơi nhếch lên, nụ cười quyến rũ. Khi đó, dư luận sẽ nhấn chìm viện trưởng. Hay hay! Châu Tần vỗ tay cười nói, thời đại bây giờ, ai nắm giữ dư luận thì người đó là chính nghĩa, chỉ cần Diệp Quân dám thu thuế, chúng ta sẽ phải khiến hắn trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Có người đột nhiên nói, viện trưởng đó hình như không phải là một nhân vật đơn giản, chúng ta làm vậy, lỡ như hắn tức điên lên. Châu Tần cười lớn, không cần phải lo. Vũ trụ quan huyên có thể phát triển đến bây giờ không hề liên quan gì tới Diệp Quân kia, ngoài khoảng thời gian này, hắn cũng chưa từng quản lý bất cứ chuyện gì trong thư viện. Theo tình báo đáng tin cậy, Diệp Quân kia hình như đã thất bại trong cuộc chiến tranh giành đại đạo gì đó, thế nên mới trở lại bắt đầu quản lý vũ trụ quan huyên. Chuyện này rất ít người biết vì sợ có ảnh hưởng không tốt, vì vậy, nội các tạm thời giữ bí mật chuyện này. Có thể nói, bây giờ hắn chính là một tên hề. Nếu hôm nay chúng ta không cho hắn thấy một bài học, sau này thật sự sẽ bị hắn hành hạ tới chết. Mọi người đều mỉm cười, bọn họ đều tin vào lời Châu Tần nói, vì nghe nói người đứng sau lưng gã là nội các lâm thời. Người phụ nữ bên cạnh Châu Tần cũng cười nói, theo lời của Châu hội trưởng, Diệp Quân kia bây giờ đã thất bại ở bên ngoài, cho nên mới trở lại tỏ vẻ oai phong với chúng ta. Chúng ta lúc này không được nhẫn nhịn, nếu không, hắn sẽ lại được voi đòi tiên. Lúc này có người đột nhiên nói, Châu hội trưởng, bây giờ mọi người đều là người cùng thuyền, người có chuyện gì thì cứ giao phó đi, các huynh đệ sẽ làm theo sự chỉ dẫn của người. Mọi người đồng loạt hưởng ứng, lúc này, bọn họ phải đoàn kết một lòng mới có thể đạt được nhiều lợi ích hơn. Châu Tần khẽ mỉm cười, ta có 3 bước kế hoạch, bước đầu tiên chính là chúng ta lập tức bắt đầu tăng phí thuê, phải thu thật nhiều, chúng ta càng nhiều, những tiện dân bên dưới lại càng hận Diệp Quân. Đến khi càng có nhiều người hận hắn, chúng ta sẽ khơi dậy sự phẫn nộ của bọn họ, thậm chí là khởi nghĩa. Sau đó thì sao? Có người chờ không nổi nữa. Châu Tần cầm ly rượu thị nữ bên cạnh đưa tới, nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó cười nói, bước thứ hai đoàn kết bọn họ lại, biến họ thành một thế lực đi quấy phá, phá tới long trời lở đất. Có người run giọng nói, Châu hội trưởng định làm phản sao? Lời vừa dứt. Tất cả mọi người trong sân lập tức biến sắc, đại điện đột nhiên yên tĩnh. Không không, Châu Tần lắc đầu cười nói, bây giờ chúng ta còn chưa có năng lực tạo phản, điều chúng ta phải làm là đàm phán với thư viện quan huyên, chờ sau khi những người gây chuyện càng ngày càng nhiều, thư viện quan huyên nhất định sẽ đứng ngồi không yên, vì Diệp Quân cần sức mạnh tín ngưỡng, vậy nên, hắn không thể nào phái binh trấn áp, vào lúc này, nếu hắn muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có một cách duy nhất, đó chính là dựa vào chúng ta. Chúng ta, nghe được lời này, một số người đã mơ hồ hiểu ra, vui vẻ không thôi. Châu Tần nhìn mọi người, nụ cười của gã đột nhiên trở nên dữ tợn, chư vị, chúng ta có tiền, chúng ta là người có nhiều tiền nhất ở vũ trụ quan huyên, nhưng chúng ta lại có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là chúng ta không có quyền thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta không có quyền phát biểu trong thư viện, không có quyền thì sau này chúng ta có thể sẽ phải để mặc cho người ta xẻ thịt. Không có quyền thì chúng ta không thể phát huy tối đa lợi ích của mình. Nói đến đây, gã đột nhiên trở nên hưng phấn, điều chúng ta phải làm lúc này không chỉ là chống lại chính sách thu thuế của Diệp Quân, mà còn phải tranh quyền.
Sau khi thư viện Quan Huyên không thể làm thỏa mãn cơn tức của người dân, chúng ta sẽ tới giải quyết mọi chuyện, chúng ta có thể nhân cơ hội này để đòi quyền lực, gia nhập vào cơ cấu quyền lực của thư viện các, thậm chí là gia nhập vào nòng cốt nội các lâm thời. Lời vừa dứt, những thương nhân trong sân đều trở nên sôi nổi. Thương nhân có tiền nhưng không có quyền, đây chính là nỗi đau lớn nhất của bọn họ. Theo lời Châu Tần nói, nếu có quyền, vậy thì địa vị của bọn họ sẽ cao hơn rất nhiều, không chỉ vậy, bọn họ còn có thể phát huy tối đa lợi ích của mình. Suy nghĩ lại một chút, nếu tiền và quyền kết hợp với nhau. Đúng là vừa nghĩ đã thấy vui. Mọi người trong điện như đã được truyền lửa. Lúc này, Châu Tần lại nói, đây vẫn chưa phải kế hoạch cuối cùng của chúng ta, vậy kế hoạch của chúng ta là gì? Mọi người đều mong ngóng nhìn Châu Tần, ánh mắt bọn họ nóng rực, tim như nghẹn lại. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Châu Tần cười nói, kế hoạch của chúng ta là sau khi tiến vào nội các lâm thời, bắt đầu mua chuộc thêm nhiều người bằng tiền, sau đó sắp xếp bọn họ vào nội các lâm thời, và cả các ngành của thư viện Quan Huyên. Nói đến đây, vẻ mặt gã đột nhiên đỏ lên, vung tay hô, chúng ta phải thao túng chính trị, chúng ta phải điều khiển tuyển cử, chúng ta phải trở thành người thật sự nắm giữ vũ trụ Quan Huyên trong tay. Lời vừa dứt, tất cả mọi người trong sân đều sôi nổi. Thương nhân thao túng tất cả sao? Trước đây bọn họ cũng không dám nghĩ tới. Nghĩ tới là cảm thấy vô cùng kích thích. Mọi người đã hoàn toàn vui vẻ. Trên đài, Châu Tần giờ phút này cũng rất vui vẻ, gã tiếp tục nói, chư vị, lần này Diệp Quân kia thu thuế của chúng ta, không phải nguy cơ của chúng ta, đây quả thực là cơ hội ngàn năm có một, chỉ cần nắm chặt cơ hội này, chúng ta có thể đạt được một bước nhảy vọt. Nhưng vẫn có người lo lắng, Châu hội trưởng, nếu chuyện này thất bại. Thất bại. Nghe thấy hai chữ này, mọi người đột nhiên tỉnh táo lại. Sợ cái gì? Châu Tần cười, không thèm để ý tới, chư vị, chúng ta làm tất cả chuyện này cũng đều hợp tình hợp lý, dù sao thì Quan Huyên Pháp cũng không quy định chúng ta không thể tăng phí thuê, và lại, chúng ta lại không phải tự mình ra mặt, chúng ta chỉ cần phát động dư luận, đào tạo một số người có đầu óc, bảo bọn họ tới gây chuyện, có xảy ra chuyện thì cũng là chuyện của bọn họ, liên quan gì tới chúng ta. Mọi người thấy cũng có lý, đồng loạt gật đầu, đương nhiên cũng có chút lo lắng. Châu Tần cười nói, vả lại, Diệp Quân vừa mới tiếp quản thư viện Quan Huyên, hắn hiểu cái gì? Chỉ cần chúng ta liên thủ lại, chơi đùa với hắn còn không giống chơi với chó sao? Ha ha! Cả sảnh đường cười lớn. Châu Tần cũng cười, gã nâng ly rượu lên uống cạn, rất nhanh đã có thị nữ bưng một ly nữa lên. Châu Tần nhận lấy ly rượu. Gã nhìn mọi người trong sân, cười nói, chư vị, không bao lâu sau, vũ trụ Quan Huyên sẽ thuộc về thương hội Quan Huyên của chúng ta rồi, chúng ta để ai vào nội các thì người đó vào nội các, chúng ta không cho ai vào thì người đó nhất định không được vào. Nói xong, gã giơ cao ly rượu lên, vì tương lai, cạn. Cạn. Trong đại điện, mọi người đồng loạt nâng ly rượu lên, sau đó uống một hơi cạn sạch. Bọn họ ăn uống tận hứng trong đại điện. Ai nấy đều vô cùng phấn khích như thể ngày mai sắp được bước chân vào nội các, khống chế vũ trụ Quan Huyên vậy. Diệp Quân đứng trong đó quan sát mọi thứ, không khỏi bất ngờ. Hắn biết vẫn có người phản đối vũ trụ Quan Huyên, từ thần y đến những người này, mà hắn đều đã dự liệu từ trước. Thành lập trật tự tương đương với cải cách, mà làm vậy cũng sẽ đụng đến lợi ích của một nhóm người, khiến bọn họ tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Sở dĩ bất ngờ là vì hóa ra những người này còn muốn thâu nội các vào tay. Mà cũng bình thường thôi. Từ xa xưa, thương nhân khi đạt đến một độ cao nhất định đều sẽ muốn nhúng tay vào chính trị. Một người đàn ông đi đến bên Châu Tần, ghé tai thì thầm. Diệp Quân nghe mà nhíu mày. Một giọng nói vang lên trong đầu hắn, viện trưởng, chúng tôi đã bao vây nơi này lại. Diệp Quân, có người mật báo rồi. Chuyện này... Người đưa tin hết sức bất ngờ, không nghĩ tới đối phương đã thâm nhập sâu đến nỗi biết được chuyện cơ mật. Châu Tần nghe báo cáo xong thì biến sắc rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, tầm mắt quét xuyên đám đông, sau đó tập trung vào vị trí người vẫn đang nhìn gã Diệp Quân. Bốn mắt nhìn nhau. Người đâu? Gã cao giọng quát lên như sấm khiến ai nấy đều giật mình. Một toán người áo đen xuất hiện. Tất cả đều ở cảnh giới thánh giả. Quan khách bày ra vẻ khó hiểu. Châu Tần nhìn về phía Diệp Quân, ngươi là ai? Mọi tầm mắt đổ dồn vào hắn. Diệp Quân thản nhiên cười, đương nhiên là thương nhân. Châu Tần, nghề gì? Diệp Quân,
mở thương hội, tên Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các, ai nấy nhìn nhau rồi lắc đầu, bày tỏ chưa từng nghe tên. Châu Tần nhìn Diệp Quân một hồi rồi ra lệnh, bắt hắn. Trực giác gã nói rằng người này có vấn đề. Mấy cường giả thánh giả kia lập tức nhào tới trong nháy mắt, nhưng một khắc sau đã bay ngược ra ngoài, thần hồn biến mất từng chút một như tờ giấy bị đốt cháy. Ai nấy thất kinh, rối rít lùi lại. Châu Tần phẫn nộ quát lên, ta biết ngay người có vấn đề. Diệp Quân cười, thế hội trưởng không trốn à? Trốn. Châu Tần cười gằn, ngây thơ. Diệp Quân, ồ. Châu Tần, ta đã nhận được tin nội các có động tĩnh, nhưng thế thì sao? Vũ trụ quan huyên theo lối pháp trị, chúng ta chỉ tụ tập ở đây thôi thì phạm lỗi gì? Diệp Quân, nhưng lời ta nghe lại không phải vậy. Châu Tần chỉ cười không đáp. Diệp Quân, xem ra hội trưởng không định để ta còn mạng mà đi rồi. Châu Tần mỉm cười sâu xa, xem như cũng có đầu óc. Một người áo đen xuất hiện sau gã, tỏa ra khí tức hùng hậu. Là đại đế. Ai nấy đều hoảng sợ. Cường giả cấp bậc này tuy không tính là đỉnh chóp ở vũ trụ quan huyên nhưng thế lực bình thường tuyệt đối không chống lại được. Cũng chỉ có chưa đến 10.000 người đạt đến cảnh giới này. Người áo đen vừa xuất hiện đã lập tức chú ý đến Diệp Quân. Châu Tần hỏi hắn, ai phái ngươi đến? Nếu chịu khai ra, ta có thể cho ngươi chết nhẹ nhàng. Diệp Quân, ô dù của ta to lắm đấy. Ha ha ha. Châu Tần phá ra cười, ở vũ trụ quan huyên này số người có căn cơ vững hơn ta chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó chỉ có nhà họ Mục là phải khiến ta kiêng kỵ. Họ Mục ư? Địa vị vượt trội của họ ở vũ trụ quan huyên là nhờ vào Mục Khoản, nhưng bọn họ sống rất khiêm tốn. Mục Khoản còn bắt con cháu trong nhà không được vào thư viện để cơ cấu quyền lợi, mà thiên tài gia tộc đều phải ra ngoài rèn luyện, khiến ai nghe vào cũng giận sôi máu. Sở dĩ như vậy là vì Mục Khoản đã từng được Toại Cổ Kim chỉ giáo. Nguyên văn là, sống càng kín tiếng, sống càng lâu. Vì vậy tuy gia tộc sống ẩn dật nhưng không ai dám xem thường, nhất là khi Mục Khoản bây giờ đang đứng đầu nội các. Diệp Quân không nói gì mà chỉ chờ đợi. Sát ý nảy lên trong mắt Châu Tần, giết. Người áo đen phía sau gã bước tới, thả ra khí tức đại đế như hồng thủy. Y có khả năng khống chế sức mạnh siêu phà, chỉ nhằm vào Diệp Quân còn người khác không cảm nhận được. Nhưng Diệp Quân lại không tránh đi mà chỉ biến mất khi khí tức kia ập tới. Làm đối thủ bất ngờ ngẩn ra. Châu Tần nhíu mày, nói với y, đừng nương tay. Người áo đen thoáng rơi vào im lặng rồi bất ngờ quay lưng bỏ chạy. Chạy ư? Hành động này khiến ai nấy đều đực ra. Châu Tần há hốc mồm như bị chạm mạch. Mà người áo đen đã chạy khỏi thành quan huyên. Phát điên mất thôi. Châu Tần ngu nhưng y thì không, mới ban nãy thôi y đã cảm nhận được đối thủ đáng sợ nhường nào. Sức mạnh của y tiếp cận đối phương như bùn rơi vào biển, sâu không thấy đáy. Chắc chắn là mạnh hơn y rất nhiều. Mà người mạnh hơn y ở vũ trụ quan huyên này, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết không phải hạng đơn giản. Không lo chạy thì đến chết cũng không biết vì sao mình chết. Trong điện, Châu Tần còn chưa kịp hoàn hồn, một hồi sau mới nhận ra cường giả gã bỏ số tiền lớn ra mời ấy thế mà chạy biến, làm sắc mặt gã khó coi vô cùng. Mẹ nó, đếch có đạo đức nghề nghiệp nào cả. Đã có người nhận ra chuyện này không ổn. Cường giả đại đế vừa ra tay xong thì chạy. Thì hoặc là thanh niên kia mạnh hơn y, hoặc là thân phận hắn không tầm thường. Vài người cũng đã tháo chạy. Nhưng đã muộn. Hai quan huyên vệ xuất hiện ngoài cửa. Có người tái mặt, nhìn Châu Tần với ý cầu cứu. Gã vẫn bình tĩnh liếc nhìn Diệp Quân, còn gọi cả quan huyên vệ đến, thú vị đấy. Rồi bóp vỡ một lệnh bài. Diệp Quân không ngăn cản mà tiếp tục chờ. Có một số việc nên trừ tận gốc. Châu Tần nói với các thương nhân có mặt, các vị nếu muốn sống thì phải tiêu diệt kẻ này trước. Ngón tay gã chỉ vào Diệp Quân. Hấp dẫn mọi tầm mắt. Gã lại nói, hắn là người của thư viện quan huyên đến làm chứng, nếu không giải quyết thì mọi người khó mà thoát tội chết. Giết hắn, thư viện sẽ không có gì để đối chứng cả. Các vị hãy dùng hết mọi sức mạnh ra để khử hắn. Sắc mặt những người khác đi từ hoảng hốt sang dữ tợn. Châu Tần, đừng chậm trễ. Thế lực của ta đã bắt đầu hoạt động trong nội các để kéo dài thời gian cho chúng ta. Tạm thời chỉ có nội các biết chuyện, chúng ta hãy tranh thủ tiêu diệt hắn. Không ai do dự nữa mà bắt đầu sử dụng phù truyền âm để vận dụng quan hệ của mình.
Thương nhân ở đây không ai là hạng xoàng, mỗi người đều có một mạng lưới giao thiệp. Bây giờ ai cũng dùng nó nên sức mạnh nó mang tới chắc chắn không hề thấp. Vô số cường giả trong thành bắt đầu chạy đến Tiên Vân Các. Trong đại điện, Châu Tần lại nói. Ta có chút tò mò về thân phận của ngươi. Diệp Quân vẫn im lặng chờ thời. Một giọng nói vang lên trong đầu, viện trưởng, chúng tôi đã điều tra được lai lịch gã. Hắn lắc đầu, muộn rồi. Ẩn vệ lập tức giải tán đợi lệnh. Bên ngoài, có một người đồ đen tái mặt nhưng không dám nói gì, chỉ chậm rãi quỳ xuống. Hơn trăm người phía sau đồng loạt làm theo. Đây là ẩn vệ. Không phải do Toại Cổ Kim mà là do Mục Khoản lập ra. Có một số khía cạnh trong thư viện mà Toại Cổ Kim không cần phải nhúng tay vào, khi cô ta còn ở thì ngành tình báo cựu thổ chuyện gì cũng biết, mà nay đi rồi thì thư viện chỉ còn cách lập nên cái mới. Nhưng với Diệp Quân thì bên tình báo bây giờ hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn. Chuyện đã xảy ra một giờ rồi mà mới điều tra xong Châu Tần. Không chỉ là vấn đề năng lực mà còn là nhân sự. Bỗng Châu Tần cười lớn, người của chúng ta đã đến, người chết chắc rồi. Mặt gã vặn lại, chém hắn cho ta. Ba cường giả đại đế cùng vô số thánh giả xuất hiện, ai nấy đều chỉ tập trung vào Diệp Quân, tỏa ra khí tức như thủy triều. Mà Diệp Quân thì bắt đầu khôi phục dung mạo. Trong đại điện, đôi mắt của các thương nhân đều đã đỏ ngầu, đối với họ hiện tại đã không còn đường lui, giết chết thiếu niên trước mặt là con đường duy nhất để sống sót. Phẫn nộ có thể khiến con người mất trí. Mà trong lúc mọi người lao về phía Diệp Quân, thì Châu Tần ở trên đài cao liền lặng lẽ rút lui, bởi vì gã phát hiện chuyện này căn bản không đơn giản như vậy, thiếu niên ở trước mặt bình tĩnh ung dung như vậy, nhất định có vấn đề, để cho an toàn. Gã quyết định chuồn trước. Hơn nữa, trực giác mách bảo gã rằng, nếu không rời đi thì sẽ xảy ra chuyện lớn, loại cảm giác bất an này trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Đương nhiên, quan trọng nhất là ở bên trên có người yêu cầu gã nhanh chóng rời đi, tuy rằng không nói rõ nguyên nhân, nhưng có thể khẳng định rằng, chuyện lần này tuyệt đối không hề đơn giản. Chuồn là thượng sách, giữ được rừng xanh, sợ gì không có củi đốt. Tuy nhiên, vào lúc này, khuôn mặt của Diệp Quân đã khôi phục bình thường. Sắc mặt của những cường giả xông về phía Diệp Quân liên tục thay đổi một cách nhanh chóng, bọn họ dừng tại chỗ, cả đám đứng chết chân như tượng đất ở trong miếu hoang vậy. Lúc này, toàn bộ đại điện yên tĩnh như chết, có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Viện trưởng, các thương nhân hai mắt mở to, tất cả đều hóa đá ở tại chỗ. Giờ phút này, không khí như đông cứng lại. Mà Châu Tần vốn dĩ đang muốn chạy trốn cũng cứng đờ tại chỗ, sắc mặt gã tái nhợt nhìn Diệp Quân, run cầm cập nói, này, sao có thể như vậy? Nói xong, nỗi sợ hãi bỗng chốc dâng lên ở trong lòng trong nháy mắt đánh úp khắp toàn thân gã, dưới sự hoảng sợ tột cùng đó gã đột nhiên nảy ra ý tưởng, tức giận chỉ vào Diệp Quân, cuồng loạn gào lên, giết hắn, hắn là kẻ giả mạo, hắn dám giả mạo viện trưởng, tội này nên tru di cửu tộc. Giả mạo viện trưởng. Những cường giả đã dừng lại ngơ ngác nhìn nhau. Mà lúc này, gần trăm người đột nhiên xông vào từ đằng xa cửa, đứng đầu chính là Mục Khoản, phía sau cô ta đều là thành viên nội các tạm thời. Nhìn thấy những người này, máu trên khuôn mặt của mọi người ở trong đại điện giống như bị hút cạn vậy, ai nấy đều tái nhợt như tờ giấy. Lúc này, tia may mắn cuối cùng trong lòng bọn họ đều đã biến mất, một số người ý chí yếu đã ngã quỵ xuống đất bất tỉnh. Mục Khoản dẫn mọi người đến trước mặt Diệp Quân, đều tăm tắp quỳ xuống. Diệp Quân lại im lặng. Sự im lặng của hắn khiến trái tim của mọi người như bị một ngọn núi lớn đè xuống, khiến bọn họ không thể hô hấp. Sau một hồi lâu, Diệp Quân đột nhiên nhìn về phía thủ lĩnh Mục Khoản, nói, đứng lên đi. Mục Khoản chậm rãi đứng dậy, sắc mặt cô ta lạnh lùng, lửa giận trong cơ thể đã giống như núi lửa sắp phun trào. Nhưng bởi vì Diệp Quân vẫn còn ở đây nên cô ta mới cố kiềm nén lửa giận. Sau khi biết chuyện xảy ra ở đây, cô ta tức đến phát điên. Mưu phản. Cô ta biết rằng ở trong vũ trụ quan huyên có rất nhiều thế lực bởi vì lợi ích của bản thân mà lén lút núp trong tối chống lại thư viện, nhưng cô ta không ngờ rằng những tên nhóc này thực sự đã phát triển thành mưu phản. Điều này thực sự khiến cô ta tức bật cười. Một lũ ngu dốt vô tri. Mục Khoản bỗng nhiên nói. Đây là vấn đề của ta. Lúc này, cố gắng thanh minh cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, với tư cách là các lão chủ tịch lâm thời của nội các, cô ta khó thoát khỏi trách nhiệm. Diệp Quân nói, tạm thời không nói đến vấn đề này.
Nói xong hắn nhìn Châu Tần từ xa, lúc này hai chân Châu Tần đã run lên. Trong đại điện càng ngày càng nhiều thương nhân sụi lơ ngã xuống đất, hưng phấn cùng dũng khí trước đó giờ phút này đã biến mất không không còn dấu vết, thay vào đó là hoảng sợ vô tận. Diệp Quân bỗng nhiên mở lòng bàn tay ra, trong tay hắn xuất hiện một quả cầu pha lê, hắn gõ nhẹ vào quả cầu pha lê đó, tiếp đó phóng ra một màn ánh sáng, chiếu ra tất cả những chuyện xảy ra trong đại điện trước đó. Khi nghe thấy Châu Tần nói ra những lời vô lễ với Diệp Quân, vẻ mặt của Mục Khoản và những các lão ở phía sau cô ta đột nhiên trở nên vô cùng khó nhìn, mà khi nghe thấy Châu Tần còn huyên thuyên mơ mộng hão huyền muốn kiểm soát nội các và vũ trụ quan huyên, mọi người đều quay đầu nhìn chằm chằm vào Châu Tần, sát ý ở trong mắt giống như thực chất vậy. Diệp Quân đột nhiên nói, Nguyên Chấn. Vừa dứt lời, một ông lão từ đằng sau run rẩy bước ra, ông ta chậm rãi quỳ xuống, viện trưởng. Diệp Quân nhìn Nguyên Chấn, Nguyên gia lợi lại quá nhỉ. Nguyên Chấn vội vàng khấu đầu, run rẩy nói, viện trưởng, là do ta quản lý không nghiêm. Diệp Quân không cho ông ta cơ hội mở miệng, mà quay đầu nhìn Mục Khoản, những người trong Nguyên gia tham gia vào việc này đã điều tra rõ ràng chưa? Mục Khoản gật đầu, đều đã điều tra rõ ràng. Nói xong, cô ta muốn nói cái gì đó nhưng lại do dự. Diệp Quân nói. Mục Khoản trầm giọng nói, lúc đó mấy đại tiên tông và đế tộc đều tham gia vào. Có một số không dính líu quá nhiều, chỉ có người phía dưới tham gia, có một số đảm nhận trách nhiệm vô cùng quan trọng, chẳng hạn như thần tông, lần này kẻ mật báo cho gã chính là Nguyên Lăng của Nguyên tộc và Lê Ách của thần tông, hai người này đều là thành viên tạm thời của nội các. Nói xong, cô ta vung tay, lúc này hai người bị áp giải lên phía trước. Diệp Quân cười nói, khó trách hắn dám kiêu ngạo như vậy. Mục Khoản thấp giọng nói, người liên quan còn có. Diệp Quân trực tiếp ngắt lời, phàm là những người có liên quan đều sẽ bị lột ra, cơ thể và linh hồn treo trước cổng thành, dùng dương hỏa thiêu đốt, trong vòng trăm năm không được chết. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người có mặt tại hội trường đều ngạc nhiên. Mục Khoản cũng bị chấn động. Không, không. Châu Tần đó bỗng nhiên hét lớn, cho dù là mưu phản, dựa theo quân huyên pháp, xử phạt cũng chỉ là chém đầu mà thôi, ngươi. Diệp Quân bỗng nhiên mở lòng bàn tay ra. Trong tay bây giờ xuất hiện cuốn sách quan huyên pháp, hắn lấy ra một cây bút, sau đó bắt đầu viết nhanh lên đó, một lúc sau hắn nhìn về phía Châu Tần, quan huyên pháp đã thay đổi rồi, ngươi còn vấn đề gì nữa không? Đến đây, hiện tại ta có thể lập tức viết. Mọi người! Bạo quân! Châu Tần gầm lên, ngươi là bạo quân, ngươi là bạo quân! Đến lúc này, gã biết mình không thoát khỏi cái chết, cho nên chỉ lo chửi người. Diệp Quân vung tay. Một người mặc đồ đen xuất hiện ở đại điện, trực tiếp mang Châu Tần ra ngoài. Diệp Quân đột nhiên nói, không nghe rõ lời ra nói sao. Mọi người nhìn về phía Diệp Quân nói, phàm là người có liên quan. Vừa nói hắn vừa liếc nhìn những thương nhân đang quỳ gối trên đại điện. Hắn vừa nhìn thoáng qua, rất nhiều thương nhân vẫn còn đang ôm ấp chút hy vọng mong manh đột nhiên bị dọa đến mức ngất đi. Một số người mặc đồ đen lại xuất hiện bọn họ xông vào những thương nhân đó. Diệp Quân lại nói tiếp, toàn bộ ghi chép lại, gia nghiệp và sản nghiệp của bọn họ đều xung vào công quỹ. Chẳng mấy chốc, tất cả thương nhân đều bị kéo xuống như chó chết. Diệp Quân nhìn Nguyên Chấn và Thần Ung Tông chủ Thần Tông vừa mới vội vàng đi đến ở trước mặt. Hai người quỳ trên mặt đất, không dám lên tiếng. Diệp Quân nhìn chằm chằm hai người, Châu Tần kia còn không phải là thánh giả. Ta không tin gã có năng lực to lớn đến như vậy, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng để thú nhận. Hai người vẫn không nói gì. Diệp Quân bỗng nhiên mở rộng lòng bàn tay, một luồng sức mạnh thần bí trực tiếp bao trùm lấy hai người, trong nháy mắt, ký ức của bọn họ đều bị hắn cưỡng chế đọc được. Một lát sau, Diệp Quân thu tay lại, sắc mặt của Nguyên Chấn đó tái nhợt nói, viện trưởng, ta. Diệp Quân lắc đầu, muộn rồi. Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào một điểm. Trước mặt xuất hiện một mảnh vải, hắn lấy bút thủ công bắt đầu viết, một lúc sau, trên đó xuất hiện hàng trăm cái tên. Diệp Quân nói, phàm là những người có tên trong danh sách này, lập tức lăng trì. Một người mặc đồ đen xuất hiện trước mặt hắn, người mặc đồ đen cung kính hành lễ sau đó trực tiếp nhận lấy danh sách đó. Nguyên Chấn đột nhiên nói, viện trưởng, nguyên tộc của ta đã đi theo người ngay từ đầu, không có công lao cũng có khổ lao, bây giờ viện trưởng muốn qua cầu rút ván hay sao? Ông ta biết lúc này không tranh thủ một lần chỉ sợ thực sự sẽ phải chết,
cho nên ông ta không còn sợ hãi nữa. Hỗn xược. Mục Khoản đột nhiên nói, Nguyên Trấn, cái gì gọi là không có công lao cũng có khổ lao. Lúc trước ở Thập Hoang, lúc chưa gặp được viện trưởng, Nguyên Trấn người có cái gì? Ngay cả cái danh đại đế cũng không có, mà bây giờ thì sao? Nguyên Trấn người có 6 đại đế, không có viện trưởng, chẳng lẽ còn Nguyên gia có thể tự mình bồi dưỡng ra đại đế hay sao? Diệp Quân bình tĩnh nói, không cần giải thích với ông ta nhiều như vậy. Người mặc đồ đen lập tức kéo hai người xuống. Nguyên Trấn đột nhiên cười dữ tợn, Mục Khoản, Mục gia ngươi sớm muộn cũng sẽ có ngày này, ngươi chờ mà xem. Ngươi chờ mà xem. Thần Ung bỗng nhiên nói, viện trưởng, ta biết ta có tội đáng chết, nhưng có một điều, ta không nói sẽ không yên. Diệp Quân nhìn Thần Ung, nói. Thần Ung nhìn chằm chằm Diệp Quân, kể từ khi thư viện thành lập đến nay, vì sao chỉ trọng dụng Mục Khoản? Diệp Quân nói, thần tông chẳng nhẽ không có ai vào nội các sao? Thần Ung trầm giọng nói, có, nhưng mà không có gia tộc nào có quyền lực bằng Mục gia. Diệp Quân bỗng nhiên nói, ta có nợ ngươi cái gì sao? Thần Ung choáng váng. Diệp Quân nhìn thần Ung tông chủ, ta muốn hỏi một câu, Diệp Quân ta có nợ thần tông không? Thần Ung sửng sốt. Diệp Quân cười nói, Diệp Quân ta muốn thiết lập một trật tự, nhưng mà không có nghĩa là các ngươi có thể dùng trật tự này để uy hiếp ta, từ Thập Hoang đến nay. Điều ta cho mấy đại tiên tông và đế tộc các ngươi còn chưa đủ hay sao? Tất nhiên, ta cũng có thể hiểu được con người đều là như vậy, sẽ không bao giờ dễ dàng hài lòng, sau khi có được những thứ tốt, họ càng muốn những thứ tốt hơn, nhiều hơn nữa, nhưng thần Ung tông chủ, dường như đã quên một điều, đó là Diệp Quân ta không hề nợ ngươi cái gì. Vừa nói, hắn vừa nhìn mọi người trong phòng rồi nói, trước đây từng có người nói với ta rằng khi được ơn thì phải đi đôi với thù. Bản chất con người là đều là có lòng tham không đáy, người biết tri ân báo đáp ít càng thêm ít, ta luôn nhớ cái câu nói này ở trong tim, nhưng thực sự không nghĩ rằng nhanh như vậy sẽ xảy ra ở trên người ta, vẫn là câu nói đó, Diệp Quân ta không nợ các vị, ta thiết lập trật tự này đều là vì lý tưởng của ta mà không phải muốn dùng trật tự này để trói buộc bản thân, nếu như có người muốn dùng trật tự này đến để trói buộc ta. Vậy ta chỉ đành nói với hắn ta rằng, hắn ta hoàn toàn sai lầm rồi. Nói đến đây, hắn quay người đi về phía cửa, hôm nay ta muốn mọi người hiểu rõ, trong vũ trụ quan huyên, người làm điều tốt sẽ được hưởng phúc, còn kẻ làm điều ác sẽ gặp tai họa. Hắn vừa dứt lời, quan huyên pháp ở trong tay hắn tỏa ra một nửa màu đỏ như máu, không chỉ như vậy, kiếm ý trật tự ở trên người hắn đột nhiên cũng có một nửa biến thành màu đỏ như máu. Đại thiện và đại ác hợp thể. Giờ phút này, trật tự của hắn đã tiến thêm một bước. Cho dù không sử dụng sức mạnh tín ngưỡng, sức mạnh của hắn cũng tương đương với cảnh giới văn minh chủ. Mà ở đằng sau, sắc mặt thần Ung và những người khác tái nhợt, ai nấy đều tuyệt vọng đến mức gục ngã, lúc này thực sự đã hối hận. Tham lam hại người mà. Sau một khắc, tại cổng thành quan huyên, hơn vạn người bị tra tấn, hàng nghìn người bị cưỡng bức lột ra, sau đó lấy ánh lửa mặt trời chậm chậm thiêu đốt linh hồn, những tiếng hét thảm thiết đó, thực sự là chấn động thiên hạ. Dưới bức tường thành có treo một tấm màn hình, bên trong màn hình đang trình chiếu mưu đồ bí mật của đám người Châu Tần. Nhìn thấy mưu đồ bí mật của đám người Châu Tần ở trong màn hình, vô số bách tính tụ tập xung quanh đều tràn đầy phẫn nộ, sau đó tức giận gầm lên, tốt lắm, thiêu chết đống súc sinh này. Trong đám người, Diệp Quân lặng lẽ nhìn hết thảy xung quanh, hồi lâu hắn nói, dùng thủ đoạn ác đối với người ác, có thể được người tốt ủng hộ. Nói xong. Hắn quay người rời đi. Tiểu tháp nói, cuối cùng cũng có thể phát triển tốt đẹp. Diệp Quân cười nói, tháp gia, đang suy nghĩ cái gì vậy? Làm sao có thể phát triển tốt được? Tiểu tháp nghi ngờ hỏi, tại sao? Diệp Quân ngẩng đầu nhìn vào nơi sâu nhất của tinh hà, nhẹ nhàng nói, tháp gia, tất cả mưu kế của chủ nhân bút đại đạo cũng là kinh phá bích, tất cả mưu kế của toại cổ kim cô nương cũng là kinh phá bích, hai người bọn họ đều dùng mưu trí để đoạt lấy kinh phá bích này. Điều này nói lên cái gì? Tiểu tháp hỏi, điều này nói lên cái gì? Diệp Quân nhẹ nhàng nói, điều này nói lên bọn họ không phải là bất khả chiến bại trong vũ trụ chủ. Nói cách khác, nhất định còn có những đại đạo hàng đầu khác nắm giữ kinh phá bích, nếu ngươi là bọn họ, ngươi sẽ làm gì? Tiểu tháp nói, nếu ta là bọn họ, ta sẽ nương nhờ ngươi. Diệp Quân cười nói, tháp gia, từ cổ chí kim, triều đại nào cũng đều có một số quan to lạm quyền. Kết cục của những quan to lạm quyền đó đều vô cùng thê thảm,
vậy tại sao ngay từ đầu bọn họ lại không thành tâm cống hiến sức lực cho hoàng đế mà lại trở thành quan to lạm quyền? Tiểu Tháp im lặng. Diệp Quân cười nói, bởi vì hoàng đế không đủ mạnh để khiến bọn họ thực sự thuần phục, đúng như Toại Cổ Kim đã nói, nếu như là cô của ta muốn thiết lập trật tự, ai dám nói nửa lời. Nhưng ta lại khác, thực lực và mưu trí của ta vĩnh viễn không bằng bọn họ, người để bọn họ đến thần phục ta, bọn họ làm sao can tâm. Hơn nữa, những người như họ cực kỳ kiêu ngạo, muốn họ thần phục, chỉ có sức mạnh và mưu trí của ngươi vượt qua bọn họ, khiến cho bọn họ không hề có một chút ý nghĩ phản kháng nào. Nhưng Tháp gia, ngươi nghĩ xem với chủ nhân bút đại đạo, cha của ta xuất sắc như vậy, hắn ta thần phục trước cha của ta chưa? Tiểu Tháp nhẹ nhàng thở dài. Diệp Quân nói tiếp, cha ta xuất sắc như vậy, nhưng vẫn không thể khiến hắn ta, chủ nhân bút đại đạo thần phục, ngươi nói xem, ta sao dám nghĩ muốn hắn thần phục ta? Nếu ta dùng cô đi uy hiếp hắn ta, trước hết cô ta nhất định sẽ không làm loại chuyện này, bởi vì cô là người kiêu ngạo hơn cả bọn họ. Nếu như ta yêu cầu cô làm như vậy, vậy chính là ta không hiểu chuyện rồi, sẽ khiến cô thất vọng, cũng sẽ khiến cho hắn ta chủ nhân của bút đại đạo coi thường. Tiểu Tháp nói, còn Toại Cổ Kim thì sao? Giữa ngươi và cô ta không có chút tình cảm nào sao? Diệp Quân khẽ mỉm cười nói, Tháp gia, ngài cảm thấy Toại Cổ Kim cô nương như thế nào? Tiểu Tháp nói, rất lợi hại. Diệp Quân gật đầu, người lợi hại như cô ta sao có thể dễ dàng yêu một người đàn ông như vậy? Tiểu Tháp nói, nhưng Tĩnh Chiêu cũng rất thích ngươi mà. Diệp Quân nói, bởi vì ta là đại đế. Tiểu Tháp lập tức sửng sốt. Diệp Quân mỉm cười nói, Tháp gia, nếu như đàn ông không có năng lực, vậy thì thật đúng là không đáng một đồng. Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, lời nói của ngươi khiến cho ta nghĩ tới một người quen cũ. Diệp Quân hỏi, ai? Tiểu Tháp nói, Tử Nhi chủ mẫu, có lẽ có rất nhiều người đều đã quên cô ta. Diệp Quân biết, người mà Tháp gia nói đến có lẽ là một nhân vật thuộc thế hệ của Gia Gia. Tiểu Tháp lại nói, cho nên, ngay từ đầu, Toại cô nương và ngươi đều chỉ là giả thôi sao? Diệp Quân cười nói, Tháp gia, ngươi nghĩ mà xem, một nhân vật như cô ta sao lại có thể dễ dàng yêu một người nam nhân đến vậy? Ta cũng chỉ có ở được coi là ưu tú ở trong lòng của Tháp gia ngươi thôi, trong mắt của chủ nhân bút đại đạo và cô ta thật ra cũng chỉ là một tên phú tam đại mà thôi. Trước khi ta và Toại cô nương chỉ là mối quan hệ hợp tác, mà hiện tại, mối quan hệ hợp tác đã kết thúc, kế tiếp, cô ta sẽ đối xử với ta như thế nào, thật ra ta cũng không biết. Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, tiểu tử kia, người thật sự sống không dễ dàng gì. Diệp Quân cười cười, trở lại đề tài vừa rồi của chúng ta, cái kinh phá bích này rõ ràng là một cái món đồ cực kỳ quan trọng, hai người bọn họ lợi hại như vậy mà đều cần phải dùng trí mưu và lên kế hoạch để đạt được. Rõ ràng ở vũ trụ chủ còn có nhân vật rất khủng bố khiến cho bọn họ sợ hãi. Theo ta đoán, còn có một số kinh phá bích đang ở trong tay những nhân vật cấp cao kia, hoặc là đang ở một số nơi mà khiến cho bọn họ sợ hãi. Nói xong, trong mắt hắn hiện ra sự lo lắng. Tiểu Tháp nói, ý của ngươi là, bọn họ rất có thể sẽ dùng kế ly gián với ngươi, lợi dụng ngươi để đối phó. Không đúng, lợi dụng người phía sau ngươi để đối phó với những thế lực khủng bố chưa rõ kia. Diệp Quân gật đầu. Tiểu Tháp nói, lúc trước chủ nhân bút đại đạo không phải đã đến tìm ngươi hợp tác sao? Tại sao không bắt tay với ông ta? Diệp Quân lắc đầu, hợp tác với ông ta, là đang lột da hổ. Hơn nữa, ông ta cũng không phải thật sự muốn hợp tác với ta, mà là muốn lợi dụng ta để đối phó với Toại Cổ Kim. Nếu như ta thật sự bắt tay với ông ta để tiêu diệt Toại Cổ Kim, vậy kết cục sẽ như thế nào? Tiểu Tháp trầm giọng nói, nếu Toại Cổ Kim không còn, ông ta sẽ dồn ngươi vào chỗ chết giống như trước kia. Diệp Quân gật đầu, giữa hai sự lựa chọn, địch đe dọa để ta phục tùng, ta giả điếc thuận thế nương theo. Đơn giản mà nói, nếu như tiểu quốc bị kẹp ở giữa hai đại quốc, điều mà tiểu quốc phải làm, tuyệt đối không phải là lập tức đi đầu hàng hay gia nhập vào bên nào, bởi vì nếu như đầu hàng gia nhập vào bên nào thì cũng sẽ xuất hiện hai tình huống. Thứ nhất, tiểu quốc đó và đại quốc mà nó đầu hàng gia nhập sẽ diệt đại quốc còn lại kia, thế nhưng tiểu quốc chắc chắn là sẽ đối tượng bị lợi dụng, hơn nữa, một khi diệt được một quốc gia khác kia, tiểu quốc cũng sẽ không còn giá trị lợi dụng. Thứ hai, tiểu quốc sẽ bị một đại quốc khác dồn vào con đường chết. Mà đại quốc mà nó đầu hàng gia nhập vào chắc chắn sẽ không liều mạng vì tiểu quốc đó, đại quốc mà nó đầu hàng gia nhập vào sẽ cung cấp tài nguyên, ta cung cấp tài nguyên cho ngươi nhưng ngươi sẽ bị mình đi chinh chiến. Tiểu Tháp,
Diệp Quân nhẹ giọng nói, điều bây giờ ta muốn làm không phải là đi hợp tác với ai, mà không hợp tác với ai cả, mà bọn họ chắc chắn đều muốn có được sự ủng hộ của ta, bởi vậy, cho dù bọn họ có nhằm vào ta, nhưng cũng chỉ mang tính tượng trưng, nhắm vào chỉ là mang tính uy hiếp, mục đích cuối cùng, vẫn là vì để lôi kéo được ta, cũng chính là, bọn họ chắc chắn sẽ cho ta một cái tát, sau đó lại cho ta ăn một viên kẹo để cho ta ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không thật sự dồn ta vào con đường chết. Nhưng nếu ta đầu hàng gia nhập vào một bên thì bên còn lại chắc chắn sẽ đồn ta vào chỗ chết. Tiểu Tháp nói, thì ra là thế. Kế tiếp ngươi có dự định gì không? Diệp Quân nói, đi đến vũ trụ chủ. Tiểu Tháp cả kinh nói, ngươi muốn chủ động đi đến vũ trụ chủ. Diệp Quân gật đầu. Tiểu Tháp nói, phát triển ở chỗ này không được sao? Diệp Quân mỉm cười nói, thứ nhất, ta đương nhiên muốn phát triển xong rồi mới đi đến vũ trụ chủ. Thứ hai, bọn họ sẽ không cho ta quá nhiều thời gian, ta ở lại chỗ này, hoàn toàn không biết gì về vũ trụ chủ, sẽ rất bị động, người có tin, không, không bao lâu nữa, sẽ đặt cho ta là kẻ địch ngoại xâm. Tiểu Tháp, Diệp Quân nói, ta đi đến vũ trụ chủ chính là để tìm cách biến từ bị động thành chủ động, cũng là muốn nói cho bọn hắn, ta bằng lòng tiếp tục chơi với bọn hắn để họ không xử ta trước. Hơn nữa, ở cái vũ trụ này, ta đã không còn kẻ thù nữa. Nói xong, hắn nở nụ cười, ta cũng giống như những người làm công ăn lương, tiền lương tới tay, có mặt mũi được 3 ngày sau, lại phải thắt lưng buộc bụng sống qua ngày. Sau khi trải qua màn dẹp loạn máu me, vấn đề trong nội bộ của vũ trụ quan huyên đều bị quét sạch, hiện tại toàn bộ vũ trụ quan huyên như thật sự được bện thành một sợi dây thừng chặt chẽ, sở hữu sự đoàn kết mà từ trước đến nay chưa từng có. Một ngày sau, Diệp Quân đột nhiên đưa ra một quyết định. Đó chính là thu lại toàn bộ vũ trụ quan huyên vào trong tiểu tháp, mà bây giờ, tất cả mọi chuyện bên trong vũ trụ quan huyên, hắn đều tự mình xử lý. Vũ trụ chủ. Trong một tòa đại điện, trong đại điện trống rỗng chỉ có một mình Toại Cổ Kim, cô ta ngồi ở giữa đại điện, một cái bàn dài thật lớn được đặt ở trước mặt cô ta, trên chiếc bàn dài là một tấm bản đồ rộng gần trăm trượng. Ánh mắt của cô ta dừng lại ở một chỗ trên biển, nơi đó biển chỉ to bằng ngón tay cái. Hải vực sinh mệnh. Lúc này, bóng dáng lặng yên xuất hiện ở trước mặt cô ta, bóng dáng cung kính hành lễ, Toại chủ. Toại Cổ Kim thu hồi ánh mắt từ trên tấm bản đồ lại, sao rồi? Bóng dáng nói, chủ nhân bút đại đạo đã không còn chút tung tích, về phần tên Diệp Quân kia. Hắn ta còn ở hải vực sinh mệnh. Toại Cổ Kim không nói gì, cô ta chậm rãi đứng dậy, sau đó đi tới cửa đại điện, cô ta ngẩng đầu nhìn ra, cuối tầm mắt. Là ngân hà mênh mông vô bờ bến, một lát sau, khóe miệng cô ta hiện lên một tia châm chọc, vũ trụ mênh mông không biên giới, đại đạo trường sinh. Ai đã từng biết được, tất cả đều hư ảo. Nói xong, cô ta lòng bàn tay mở ra, cuốn sách kinh phá bích không còn nguyên vẹn xuất hiện ở trong tay cô ta, nhìn cuốn sách kinh phá bích trong tay, cô ta lại nói, vốn dĩ ta chỉ có 3 phần tin tưởng đối với cuốn sách này, nhưng bây giờ... Giờ khắc này... Trong mắt cô ta có một loại hào quang trước nay chưa từng có. Người phá hư. Nghe đồn, vũ trụ vô tận này đều là hư ảo, không chân thật. Thật ra, đây cũng không phải chỉ là nghe đồn, mà là theo câu nói của một vị kỳ nhân, cũng chính là vị kỳ nhân đã sáng tạo ra kinh phá bích kia. Câu mở đầu của kinh phá bích chính là, tất cả đều là ảo, ta và ngươi cũng chỉ là ảo. Vốn dĩ cô ta vẫn giữ thái độ hoài nghi với điều này, dù sao. Trong vũ trụ tinh hà vô tận này, hàng tỷ tỷ sinh linh này. Sao lại là hư ảo được cơ chứ? Mà cô ta truy tìm kinh phá bích, cũng là muốn chứng thực điều này, nhưng bây giờ, cô ta tin tưởng những gì vị kỳ nhân kia nói là sự thật. Người phụ nữ váy trắng. Trong đầu cô ta lại hiện ra hình ảnh người phụ nữ mặc váy trước kia lần nữa, người phụ nữ váy trước kia tất là người phá hư. Tạo ra thời gian. Đối với những người trong tranh như bọn họ mà nói. Đừng nói muốn sáng tạo ra một loại thời gian, chỉ là thay đổi thời gian ban đầu đã là một việc làm cực kỳ khó khăn rồi. Bao gồm cả sự sống và cái chết. Nhưng đối với người ngoài tranh thì sao? Tất cả những gì họ cần là một nét vẽ. Một nét có thể tăng, một nét có thể giảm. Một nét có thể sống, một nét có thể chết. Người phụ nữ váy trắng kia có thể quay ngược thời gian, có thể thay đổi sự sinh tử, rất đơn giản, bởi vì bà ấy là người phá hư. Bà ấy và hàng tỷ tỷ sinh linh này, không ở cùng một chiều không gian. Người phụ nữ kia nhìn hàng tỷ tỷ vũ trụ này, giống như là người vẽ tranh nhìn tranh vẽ.
Mà người trong tranh, làm sao có thể đánh nổi người ngoài tranh? Hai mắt Toại Cổ Kim chậm rãi nhắm lại, đương nhiên, cô ta còn có một suy đoán to gan, chỉ là, cái suy đoán kia thật sự có hơi hoang đường, bởi vậy, cô ta không có nghĩ sâu xa thêm nữa. Đó chính là, cái người phụ nữ váy trắng kia có khả năng không phải chỉ phá vòng một tầng, mà là... Cô ta không sâu nghĩ thêm về vấn đề này nữa, tay phải cô ta nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, trong bụng có một sinh mệnh mới. Mà ở giây phút mà sinh mệnh này xuất hiện, cô ta cũng đã cảm giác được chỗ đáng sợ của sinh mệnh này. Từ khi sinh ra, số phận đã không được rõ ràng. Tại sao không lại không rõ ràng? Bởi vì không ở trong đạo. Cuốn kinh phá bích trong tay cô ta đang run nhẹ nhẹ. Chỉ có mình cô ta biết, sở dĩ cô ta có thể cầm trong tay cuốn kinh phá bích, là bởi vì đứa bé trong bụng, đứa bé kia rắn giỏi áp chế nhân quả khủng bố mà bản thân cuốn kinh phá bích mang theo. Bởi vì đứa bé đang ở trong bụng cô ta, số mệnh của đứa bé cũng như là số mệnh của cô ta. Một số việc đã từng không thể làm, bây giờ cô ta lại có thể làm. Tất cả nhân quả đều không vận thêm vào thân. Bóng dáng đột nhiên nói, Toại chủ, dòng họ Đạo Thương đang rất phẫn nộ. Bây giờ bọn họ đã điều tra rõ phụ thân của đứa bé trong bụng ngài là Diệp Công Tử. Bây giờ Diệp Công Tử không thể nào có khả năng chống lại bọn hắn. Toại Cổ Kim vô cảm, ồ. Trong giọng nói không hề có chút cảm xúc nào. Bóng dáng không dám nói gì nữa. Vạn kiếp tinh vân, ở trong mảnh tinh vân kia, từng trận tia lửa điện như những con rắn bạc lóe ra. Bỗng dưng, một tia ánh sáng trắng phóng lên cao, trực tiếp xông vào trong mảnh tinh vân kia, sức mạnh cường đại xông vào trong tinh vân, đột nhiên khuấy đảo mảnh tinh vân kia đến mức long trời lở đất, không ít kiếp lôi đã bị phá tan một cách khủng khiếp. Mà ngay khi ánh sáng trắng kia vào tới khu vực trung gian, đột nhiên một trận kiếp lôi màu đỏ như máu đáng sợ oanh tạc xuống. Bùm! Trong nháy mắt, ánh sáng trắng kia rơi xuống thẳng tắp, cũng không biết rơi bao lâu thì ánh sáng trắng kia mới dừng lại, ánh sáng trắng tản đi, là một gã nam tử áo trắng, y phong thần tuấn giật, tóc dài tung bay theo gió, trong mắt tràn ngập khí chất cuồng dã. Người này, chính là cựu thần. Cựu thần ngẩng đầu nhìn mảnh tinh vân vạn kiếp kia, cười to nói, tốt tốt, lại nào. Dứt lời, y lại hóa thành một ánh sáng trắng phóng lên trời. Mà không bao lâu sau, y lại lần nữa bị trấn áp trở về chỗ cũ. Ngay khi y muốn ra tay thêm lần nữa, mảnh vạn kiếp tinh vân kia đột nhiên rung động, ngay sau đó, một khuôn mặt hư ảo đột nhiên xuyên qua mảnh vạn kiếp tinh vân kia, đi tới đỉnh đầu cựu thần. Cựu thần nhíu mày. Khuôn mặt kia nhìn cựu thần, thay ta giết một người, sau khi chuyện thành công, ta giúp người đột phá ràng buộc của thủy tổ. Cựu thần nhìn khuôn mặt kia, ai? Khuôn mặt kia nói, Diệp Quân. Cựu thần nhíu mày, không biết. Khuôn mặt kia nhìn chằm chằm y, cái này không quan trọng, điều quan trọng là, hắn ta ở vũ trụ này của ngươi. Cựu thần cười nói, ta với hắn không thù không oán, tại sao phải đi giết hắn? Khuôn mặt kia nói, nếu ngươi giết được hắn, ta giúp ngươi rời khỏi nơi này, để ngươi tự mình đột phá gông cùm xiềng xích của thủy tổ. Cựu thần phẩy phẩy tay, ta và hắn không ân không oán, tại sao lại phải đi giết? Sống ở trên đời. Chuyện gì cũng có thể làm, nhưng chuyện trái với lương tâm thì không thể làm, về phần đi lên. Nếu như ta mà đi lên, đó là do ta có năng lực, nếu như cả đời này ta không thể lên được, đó cũng là vấn đề của chính ta, không thể trách được người khác. Khuôn mặt kia nhìn xuống cựu thần, đây là cơ hội ngàn năm có một của ngươi. Cựu thần cười to nói, tự tin sống trên đời, không làm việc thẹn với lòng, sau khi chết dám đối mặt với trời xanh. Dứt lời. Y không hề để ý tới khuôn mặt kia nữa, tiếp tục phóng thẳng lên chỗ mảnh vạn kiếp tinh vân kia. Nhưng rất nhanh, y lại bị đánh quay trở về chỗ cũ. Trong tiểu tháp, 300 năm sau, trước cửa điện Quan Huyên, Diệp Quân nằm trên ghế, có một quyển sách cổ úp trên mặt. Ánh mặt trời chiếu lên người hắn, ấm áp. Không biết đã ngủ được bao lâu, Diệp Quân đột nhiên đứng dậy, hắn duỗi lưng một cái, trên người nhất thời tản mát ra một ít sức mạnh tín ngưỡng. Mà những sức mạnh tín ngưỡng đó, đương nhiên là màu trắng. Tín ngưỡng thuần khiết. Diệp Quân hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía xa xa, liếc mắt một cái đã thấy được toàn bộ vũ trụ Quan Huyên, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Bây giờ đang ở trong vũ trụ Quan Huyên. Lời Diệp Quân nói gọi là chính sách. Là luật nơi này, hắn nói gì thì phải làm nấy. Hắn chính là thần.
Diệp Quân phái tất cả các cường giả đại đế trong vũ trụ Quan Huyên ra và giao cho bọn họ nhiệm vụ chinh phục nền văn minh bên ngoài vũ trụ, bởi vì vẫn còn nhiều nơi trong vũ trụ quan sát được này vẫn chưa được khai phá, nên nhiệm vụ hiện tại của vũ trụ Quan Huyên là chinh phục tất cả các nền văn minh trong toàn bộ vũ trụ quan sát được. Hắn muốn thực sự thống nhất toàn bộ vũ trụ có thể nhìn thấy được. Hiện tại hệ thống của vũ trụ Quan Huyên đã hoàn thiện, hắn cũng đã bồi dưỡng được một lượng lớn nhân tài kiệt xuất, vì vậy, hắn không lo lắng chuyện không quản lý được sau khi chinh phục nền văn minh vũ trụ mới, còn về việc những nền văn minh mới đó có chịu gia nhập hay không. Hắn rất tự tin, bởi vì vũ trụ Quan Huyên hiện là nền văn minh phát triển nhất trong toàn bộ vũ trụ có thể quan sát được. Không nền văn minh nào có thể từ chối vũ trụ Quan Huyên. Cũng giống như vùng đất cũ lúc trước, vô số thế lực của các nền văn minh đang cố gắng gia nhập vào đó. Hắn đã ước tính, nếu thu nạp toàn bộ nền văn minh vũ trụ có thể quan sát được vào dưới sự lãnh đạo của mình, và phát triển chúng trở thành một sức mạnh tín ngưỡng thuần túy, thực lực của hắn ít nhất có thể sẽ tăng lên không chỉ là gấp 10 lần. Với thực lực hiện tại của hắn, việc giết chết một cường giả cảnh giới văn minh chủ giống như giết một con gà, nếu tăng lên gấp 10 lần thì sẽ đáng sợ đến mức nào. Sau khi đã dặn dò xong tất cả mọi việc, Diệp Quân đi đến trước vùng vạn kiếp tinh vân kia. Lần này, hắn chỉ mang theo một tháp và một kiếm. Hắn không ở lại đây để tiếp tục phát triển, vì hắn biết cấp trên sẽ không cho hắn nhiều thời gian như vậy. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía vạn kiếp tinh vân, lúc này vạn kiếp tinh vân đang yên tĩnh, kiếp còn chưa xuất hiện, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được những khí tức khủng bố phát ra từ trong đó. Đại đạo 3000 kiếp. Kiếp ở đây là kiếp mạnh nhất trong vũ trụ có thể quan sát được này. Diệp Quân đột nhiên nở nụ cười. Ngay sau đó hắn liền hóa thành một tia kiếm quang bay lên trời. Chỉ trong chốc lát, tia kiếm quang kia đã tiến vào sâu trong vạn kiếp tinh vân, trong nháy mắt, vô số kiếp dâng trào, từng luồng uy lực đáng sợ của kiếp ùn ùn kéo đến và tràn về phía Diệp Quân. Bùm! Sau khi một tiếng động lớn long trời lở đất vang lên, tia kiếm quang kia biến mất. Diệp Quân bị một cỗ lực lượng kinh khủng trấn áp một cách mạnh mẽ, thẳng tắp ngã xuống, không biết rơi bao lâu mới dừng lại. Sau khi dừng lại, Diệp Quân ngẩng đầu nhìn vạn kiếp tinh vân, lập tức có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó hắn lại nở nụ cười. Trong vũ trụ Quan Huyên, hắn đã là một vị thần, cảm giác bất khả chiến bại đó khiến hắn vô cùng cô đơn. Hắn ghét cảm giác bất khả chiến bại. Diệp Quân cười nói, làm lại. Nói xong, hắn lại hóa thành một tia kiếm quang phóng lên trời lần nữa. Một kiếm này còn nhanh hơn và uy lực cũng mạnh hơn trước. Nhưng không có gì ngoài ý muốn, hắn lại bị trấn áp trở lại vị trí ban đầu lần nữa. Lợi hại! Ngay lúc Diệp Quân đang chuẩn bị lao tới lần nữa, thì một giọng nói đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Diệp Quân quay lại thì thấy người đó mặc một bộ quần áo màu trắng. Đó là vị cựu thần kia. Diệp Quân nhìn người nọ, cười nói, tiền bối chính là vị cựu thần kia sao? Cựu thần có chút kinh ngạc, người biết ta sao? Diệp Quân nói. Từng nghe người ta nhắc đến tiền bối. Ha ha! Cựu thần cười nói, không nghĩ tới dưới kia còn có người nhớ tới ta. Diệp Quân nói, tiền bối còn chưa xông lên đó sao? Cựu thần lắc đầu, không có. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn vạn kiếp tinh vân, xem ra người ở phía trên không hề có ý định để cho người ở phía dưới như chúng ta đi lên. Sau khi lao tới mấy lần liên tiếp, hắn đã cảm thấy thứ này có gì đó không bình thường. Loại sức mạnh này đã không còn thuộc về vũ trụ này nữa, phải nói rằng sức mạnh của bất kỳ kiếp nào cũng không phải là thứ mà con người trong vũ trụ này có thể chịu đựng được, nếu hắn không có sức mạnh tín ngưỡng thuần túy, đừng nói tới việc xông vào, cho dù đến gần một chút thôi cũng phải chết. Cựu thần cười nói, nền văn minh cao hơn ngăn cản nền văn minh thấp hơn là chuyện bình thường. Diệp Quân nhìn cựu thần nói, ta nghe nói Bi Tâm Tử đã xông qua được. Cựu thần gật đầu, đúng vậy. Người phụ nữ kia thật lợi hại. Diệp Quân cười nói, nếu cô ấy làm được thì chúng ta cũng có thể làm được. Ha ha! Cựu thần cười nói, lúc trước ta cũng nghĩ như vậy. Diệp Quân nói, bây giờ thì sao? Cựu thần mỉm cười nói, bây giờ ta cũng nghĩ như vậy. Diệp Quân nở nụ cười, hắn ngẩng đầu nhìn vạn kiếp tinh vân, sau một khắc, hắn hóa thành một tia kiếm quang phóng lên cao. Trong nháy mắt, tia kiếm quang kia cũng đã tiến vào sâu trong vạn kiếp tinh vân, trong khắp vạn kiếp tinh vân, lôi kiếp nổi lên, sau đó cuối cùng hóa thành một tia sét, đánh mạnh về phía tia kiếm quang kia. Bùm!
Kiếm quang biến mất. Diệp Quân lại lần nữa bị trấn áp chế quay về vị trí ban đầu. Lần này, trên cơ thể hắn đã xuất hiện vô số vết nứt. Diệp Quân lại vô cùng hưng phấn, đúng là một sức mạnh đáng sợ. Cựu thần cười nói, kiếm đạo của ngươi có chút thú vị. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía cựu thần nói, ngươi tu luyện đạo trật tự sao? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Cựu thần ngẩng đầu nhìn vạn kiếp tinh vân, bên trong có 3.000 kiếp đại đạo, mỗi loại kiếp tương ứng với một loại đại đạo, mà bên trong còn có một loại kiếp gọi là kiếp trật tự, và kiếp đó đặc biệt nhằm vào đạo trật tự của ngươi, nó ẩn giấu ở nơi sâu nhất, khi ngươi tiếp xúc với nó, ngươi sẽ biết nó đáng sợ đến mức nào. Tất nhiên, nếu ngươi có thể đánh bại nó và thôn tính nó, vậy thì sức mạnh của ngươi sẽ được tăng lên rất nhiều. Diệp Quân có chút kinh ngạc, có thể thôn tính kiếp được sao? Cựu thần mỉm cười nói, đương nhiên là có thể, và tất nhiên chúng nó cũng có thể thôn tính chúng ta. 3.000 đại đạo kiếp này đã trải qua không biết bao nhiêu tỷ năm tu luyện, đã phát triển linh trí của chính nó, thật ra chúng nó cũng đang tu luyện, nếu thôn tính chúng ta, thì sức mạnh của chúng nó cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Diệp Quân nói, thì ra là vậy. Nói tới đây, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên nói, tiền bối, xưng hô với huynh như thế nào. Cựu thần cười nói, ta tên là cựu thần. Diệp Quân kinh ngạc nói, đây là tên của huynh sao? Cựu thần cười nói, đúng vậy, từ khi sinh ra ta đã có tên riêng của mình, ta cũng rất kỳ quái đúng không? Cha ta nói ta có thể là một nhân vật lớn tuyệt thế nào đó đầu thai chuyển thế, ha ha. Diệp Quân nghiêm túc nói, thật là hung hãn. Ha ha. Cựu thần cười phá lên, tiểu tử, có chuyện gì muốn hỏi ta sao? Có chuyện gì thì cứ hỏi, giữa đàn ông với nhau thì phải thẳng thắn thành thật. Diệp Quân nói, tiền bối, hẳn là chủ nhân bút đại đạo đã đi tìm huynh trước đó. Cựu thần gật đầu, có đến tìm, nói xử lý ngươi. Diệp Quân nhìn cựu thần, tiền bối từ chối ông ta. Cựu thần nói, chứ còn gì nữa? Diệp Quân nhìn y, không nói gì. Cựu thần lắc đầu, thật nhàm chán, chúng ta là tu sĩ, tu luyện thì cứ tu luyện, làm những việc vớ vẩn đó làm gì? Diệp Quân cười nói, đã tiếp thu. Cựu thần nói, tiểu tử, kẻ thù của ngươi hơi nhiều đó. Vừa nói, y vừa ngẩng đầu liếc nhìn vạn kiếp tinh vân ở phía trên, cách đây không lâu, có một tên ở phía trên hiện thân ở đây với thần thông vô thượng, hắn yêu cầu ta giết ngươi. Chủ nhân bút đại đạo muốn giết ngươi, phía trên cũng có người muốn giết ngươi, ngươi thật đáng thương, ha ha. Diệp Quân có chút tò mò nói, phía trên ra điều kiện gì cho huynh? Cựu thần nói, để ta đi lên. Diệp Quân nói, tiền bối chưa từng bị cám dỗ sao? Cựu thần liếc hắn một cái, cười nói, nếu ta có bản lĩnh đi lên thì ta sẽ đi lên, bởi vì đó là điều ta xứng đáng có được, nếu ta không có bản lĩnh đi lên thì ta không lên, giống như chơi một trò chơi, nếu vì khó khăn mà gian lận, thì dù có vượt ải cũng đâu có ý nghĩa gì. Diệp Quân im lặng, cựu thần ngẩng đầu nhìn vạn kiếp tinh vân, cười nói, nơi này có 3.000 kiếp đại đạo, trải qua bao nhiêu năm qua, ngay từ đầu ta còn không thể chịu nổi một kiếp, hiện tại, ta đã có thể chịu được 1.900 kiếp, ngươi biết không? Mỗi một lần vượt qua thêm một kiếp, đó là một điều cực kỳ thú vị và hạnh phúc đối với ta. Nhiều khi, quá trình này còn thú vị hơn nhiều so với kết quả, ha ha. Dứt lời, y tiến lên phía trước một bước, hóa thành một tia sáng trắng phóng lên cao, lao thẳng vào sâu trong vạn kiếp tinh vân kia. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn cựu thần đang lao về phía vạn kiếp tinh vân, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười, quá trình. Đúng rồi, kết thúc mà không có quá trình, cho dù là tốt, nhưng có ý nghĩa gì đâu. Bùm! Lúc này, tia sáng trắng trong vạn kiếp tinh vân vỡ tan, cựu thần lại trở về vị trí ban đầu. Cựu thần vung tay lên, kiếp lôi tỏa ra xung quanh y lập tức tan vỡ, y ngẩng đầu nhìn vạn kiếp tinh vân, cười nói, tới lượt ngươi. Dùng hết tất cả sức mạnh để thử xem ngươi có thể phá bao nhiêu kiếp. Diệp Quân cười nói, được. Nói xong, hắn đột nhiên hóa thành một tia kiếm quang phóng lên trời. Lúc này hắn trực tiếp sử dụng sức mạnh của 3 loại huyết mạch và sức mạnh tín ngưỡng. Với một kiếm này, vạn kiếp tinh vân lập tức cảm nhận được sự uy hiếp. Trong nháy mắt, 3.000 đại đạo kiếp trực tiếp dâng trào lên, 3.000 tia lôi kiếp tụ tập thành một cột sét, hung hãn đánh vào Diệp Quân. Bùm! Trong vạn kiếp tinh vân, sóng xung kích của những tia kiếm quang và lôi kiếp không ngừng bùng nổ, khiến toàn bộ vạn kiếp tinh vân rung chuyển đến mức sôi sục.
Một lúc sau, kiếm quang vỡ tan, Diệp Quân ngã xuống. Sau khi dừng lại, một vệt máu tràn ra từ khóe miệng Diệp Quân, không những thế khắp người hắn còn có tia chớp lập lòe, không ngừng ăn mòn cơ thể hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cựu thần có chút hưng phấn nói, ta vừa mới đếm thử, người đã đột phá 1520 kiếp. Tiểu huynh đệ, người thật lợi hại, lúc này mà ngươi đã có thể phá 1520 kiếp, so với ta hồi đó thì tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, ta cảm thấy ngươi vẫn chưa thực sự cố gắng hết sức. Thật lợi hại. Diệp Quân cười khổ nói, kiếp này thật là khủng bố. Hắn vừa nói vừa định giải trừ những lôi kiếp trên người, lại bị cựu thần ngăn cản, chờ một chút. Diệp Quân nhìn cựu thần cười nói, những lôi kiếp là thứ tốt, chúng nó có thể không ngừng rèn luyện thân thể của ngươi, khiến thân thể của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Đang nói, y bỗng nhiên mở lòng bàn tay ra, một viên đan dược phát ra sấm sét rơi xuống trước mặt Diệp Quân, đây là đan lôi kiếp do ta luyện chế, dùng kết hợp với thứ này, hiệu quả sẽ tốt gấp đôi. Diệp Quân mỉm cười, nhận lấy đan dược nuốt vào, trong phút chốc, một luồng sức mạnh của sấm sét lan ra từ trong cơ thể hắn. Cựu thần cười nói, ngươi không sợ đan dược này có vấn đề sao? Diệp Quân nghiêm túc nói, ngươi như tiền bối sao có thể làm ra những loại chuyện như vậy? Cựu thần cười nói, trong cơ thể ngươi có một thanh kiếm bảo vệ linh hồn cho ngươi, cho nên ngươi mới dám nuốt đan dược mà ta đưa cho ngươi đúng không? Mặt Diệp Quân đỏ bừng. Cựu thần vỗ vỗ vai hắn, cười nói, ta có thể hiểu được, người còn trẻ như vậy mà đạt đến trình độ này, nếu như không có chút cẩn thận thì đã bị giết từ lâu rồi. Nói xong, y ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cười nói, ta không có ý gì khác, chỉ là mấy năm nay ta ở đây quá cô đơn, khó khăn lắm mới có người tới, ta không muốn người bị vạn kiếp tinh vân kia xử lý. Nói xong, y lại phóng lên cao, lao về phía vạn kiếp tinh vân. Điều không thể nghi ngờ là thực lực của cựu thần cực kỳ khủng bố, y vừa xông lên, Diệp Quân đột nhiên cảm nhận được một áp lực cực kỳ đáng sợ. Dưới cái nhìn chăm chú của Diệp Quân, cựu thần giống như một ngôi sao băng hung hăng đâm thẳng vào chỗ sâu nhất của vạn kiếp tinh vân. Bùm! Chỗ sâu trong vạn kiếp tinh vân trực tiếp bật lên, rất nhiều kiếp lôi trực tiếp bị y chạm vào rồi vỡ vụn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thần sắc Diệp Quân lộ vẻ xúc động. Bây giờ thực lực của hắn so với vị huynh đài cựu thần này vẫn có sự chênh lệch. Rất nhanh, cựu thần trực tiếp bị trấn áp trở về chỗ cũ. Sau khi chạm đất, trên người cựu thần có lôi quang bao phủ, ánh sáng bạc lấp lánh, rực rỡ chói mắt, y vẫn chưa quét sạch những kiếp lôi xung quanh thân mình, mà là cứ để những kiếp lôi đó tùy ý dựa gần vào trên người y, sau đó cơ thể y bắt đầu thôn tính, hấp thu. Một lát sau, y đã hấp thu toàn bộ kiếp lôi ở trên người lại. Cựu thần cười nói, những kiếp lôi này chính là vật cực kỳ bổ. Diệp Quân nói, cựu thần huynh, nếu như hai chúng ta cùng lên vũ trụ chủ thì cũng chỉ là loài run rế thôi không? Đương nhiên không phải. Cựu thần nhìn Diệp Quân cười nói, người đang nghĩ cái gì vậy? Nền văn minh của vũ trụ chủ cao hơn chỗ này của chúng ta rất nhiều, nhưng cũng không đến mức hai người chúng ta đều là loài run rế ở đó. Tiểu huynh đệ, không nên tự coi thường bản thân. Chỉ là bọn họ được sinh ra trong môi trường tốt hơn chúng ta mà thôi, hai người như chúng ta mà được sinh ra ở phía trên thì đều có thể quét sạch hết tất cả mọi thứ, ta có sự tự tin này, ha ha. Diệp Quân mỉm cười nói, không được sinh ra ở phía trên, cũng có thể quét sạch. Cựu thần đánh giá Diệp Quân một cái, sau đó cười to nói, tốt tốt, đây mới có chút giống với bộ dạng người luyện kiếm, ha ha. Diệp Quân cũng nở nụ cười. Chê cười rồi. Nhưng vào lúc này, một loạt âm thanh đột nhiên từ trên vạn kiếp tinh vân chậm rãi truyền đến. Diệp Quân nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn sang kia, chỉ thấy trên mảnh vạn kiếp tinh vân kia, một khuôn mặt hư ảo chậm rãi bay tới, nó lại trực tiếp không nhìn mảnh vạn kiếp tinh vân kia, cứ bay thẳng tắp tới trên đỉnh đầu bọn họ. Là khuôn mặt của một người đàn ông, biểu cảm hiển nhiên là người tới không phải kẻ lương thiện. Diệp Quân nhìn đối phương, hắn cũng không quen biết đối phương. Nhưng hắn lại có thể đoán được đại khái tại sao đối phương lại đến đây. Gương mặt hư ảo kia dùng thần thái như một vị thần linh đang nhìn xuống một loài run rế thấp kém để nhìn Diệp Quân, người chính là tên Diệp Quân kia. Diệp Quân cười nói, đúng. Gương mặt hư ảo kia nhìn chằm chằm hắn, ta thật sự rất chờ mong ngươi đến vũ trụ chủ, thật sự rất mong đợi. Diệp Quân nở nụ cười, ngươi chính là người có hôn ước với cô nương toại cổ kim kia.
Khuôn mặt hư ảo kia nhìn chằm chằm hắn, không nói gì. Diệp Quân nghiêm túc nói, thật ra, chuyện này thật đúng là không thể trách ta được, ta cũng là người bị hại. Câm miệng, gương mặt hư ảo kia đột nhiên giống giận lên, y nhìn chằm chằm vào Diệp Quân không rời, sát ý trong đôi mắt giống như bản chất, tên tạp chủng đê tiện nhà ngươi. Ngươi thật đáng chết, đáng chết. Nói xong đến lời cuối cùng, giọng nói của y trở nên vô cùng dữ tợn, hơn nữa còn như để lộ ra một loại sức mạnh quỷ dị, nhưng mà, khi cỗ sức mạnh này tới nơi này, đã trở nên cực kỳ yếu, nhưng vẫn có thể khiến cho mảnh vạn kiếp tinh vân kia bị rung động mạnh. Diệp Quân bình tĩnh nói, ta và Toại cô nương là yêu nhau thật lòng, khi cô ta rời đi, sợ cô đơn, cho nên đã bảo ta cho cô ta một đứa bé, người muốn trách thì cứ trách ta, tuyệt đối đừng trách Toại cô nương, tất cả mọi sai lầm đều là lỗi của ta. Tiểu Tháp, gương mặt hư ảo kia đột nhiên trở nên dữ tợn, nhưng rất nhanh, thần sắc của y lại dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh. Y nhìn xuống Diệp Quân, hy vọng ngươi đến vũ trụ chủ sớm một chút, thật sự rất hy vọng. Nói xong, y trở nên càng ngày càng hư ảo. Sau khi gương mặt hư ảo kia biến mất, cựu thần cười nói, đệ đang cố ý chọc giận hắn ta. Diệp Quân nói, không, ta đang nói cho chân tướng cho hắn biết. Cựu thần có hơi nghi hoặc, nhưng rất nhanh y đã hiểu ra. Diệp Quân nói như vậy, thật ra chính là đang nhắc nhở người đàn ông thần bí kia chuyện này không bình thường. Nhân vật tuyệt thế như Toại Cổ Kim, làm sao có thể dễ dàng yêu một người đàn ông như vậy? Hơn nữa, còn cam tâm tình nguyện sinh con cho một người đàn ông. Chuyện này liệu có bình thường không? Chắc chắn là không bình thường. Cựu thần nói, có lẽ hắn ta đã hiểu ý của đệ, nhưng mà hắn vẫn muốn giết đệ. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy, bởi vì điều này không chỉ liên quan đến thể diện và tôn nghiêm của một người đàn ông, mà còn liên quan đến thể diện và tôn nghiêm của cả một thế lực. Ẩn trong hành động của Toại cô nương kia đều có dương mưu, người đàn ông kia biết rõ chuyện này không đơn giản, nhưng hắn ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có giết ta, hắn ta và thế lực phía sau hắn ra mới không bị người khác nhạo báng. Cựu thần quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, không có cách giải quyết nào khác sao? Diệp Quân lắc đầu, từ xưa đến nay, dương mưu khó giải. Cựu thần nở nụ cười. Diệp Quân nghi hoặc, lão ca cười cái gì? Cựu thần cười nói. Để sợ bọn họ sao? Diệp Quân nói, lão ca cảm thấy thế nào? Cựu thần nhìn Diệp Quân, lão đệ thật không đơn giản, thật đấy. Diệp Quân trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Cựu thần cười nói, đệ nhìn như là đang chọc giận người đàn ông kia, thật ra là đang nói chân tướng sự việc cho hắn ta biết, người đàn ông kia không có lựa chọn nào khác, chỉ đành phải giết ngươi, nhưng mà hắn ta và thế lực phía sau hắn ta có thể uất nghẹn không? Chắc chắn là có. Bọn họ giết ngươi là vì giữ thể diện và tôn nghiêm, nhưng điều thật sự khiến bọn họ tức giận lại là cô nương mà đệ đã nói kia, nếu như người đàn ông kia và thế lực đứng sau hắn ta thông minh thì bọn họ chắc chắn sẽ đi tuyên truyền khắp nơi rằng đệ và cô nương kia thật lòng yêu nhau. Nói đến đây, y cười cười, kể từ đó, ở vũ trụ chủ, mọi người sẽ nhằm vào cô nương kia. Đơn giản mà nói, mục đích của đệ là muốn cho vị cô nương kia đối đầu với thế lực đằng sau người đàn ông ban nãy, đúng không? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Cựu thần đột nhiên hứng thú, đệ nói xem, vị cô nương kia sẽ đối phó như thế nào đây? Diệp Quân bình tĩnh nói, rất đơn giản, cô ta chỉ cần nói, đã chuyển thế sống lại, bị mất trí nhớ, sau đó bị ta lợi dụng khi gặp nạn là được, khi đó, toàn bộ mũi nhọn của vũ trụ chủ đều sẽ chỉ hướng về phía ta thôi, người đàn ông ban nãy kia và thế lực ở đằng sau hắn ta đến giết ta, cũng sẽ càng danh chính ngôn thuận hơn. Cựu thần cười nói, đệ đang thăm dò vị cô nương kia có chút tình cảm nào đối với ngươi không, đúng chứ? Diệp Quân cười cười, chuyện đương nhiên là không đơn giản như vậy, trong này có vài tầng ý đồ. Tiền bối, huynh tại sao lại cảm thấy có hứng thú với những chuyện vặt vãnh như này? Cựu thần cười ha ha nói, đây không phải là ở đây quá nhàm chán hay sao? Diệp Quân cười nói, cũng đúng, nếu là ta một người ở đây lâu như vậy cũng sẽ thấy chán. Nói xong. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mảnh vạn kiếp tinh vân ở trên đỉnh đầu, sau đó trong lòng nói, tháp ra, người có thể thu mảnh vạn kiếp tinh vân này vào trong tiểu tháp. Tiểu tháp nói, chắc là không có vấn đề gì. Địch, Diệp Quân đột nhiên bị dọa sợ, ngươi nói thật. Tiểu tháp nói, ngươi khinh thường ai vậy? Diệp Quân, tiểu tháp thản nhiên nói, ngươi hoàn toàn không biết gì về thực lực của ta cả. Diệp Quân mặt đầy hắc tuyến,
tên tháp gia này đang bắt đầu ra vẻ ta đây. Đương nhiên, hắn vẫn cảm thấy hưng phấn nhiều hơn, vốn dĩ hắn chỉ là thuận miệng hỏi một câu, cũng không có ôm bất kỳ sự ảo tưởng nào, nhưng thật không ngờ, tháp gia lại thật sự có thể thu được. Xem ra lần này ông già đã rất dụng tâm cải tạo cho tháp gia rồi đây. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía cựu thần ở bên cạnh, sau khi trầm ngâm hồi lâu, nói, tiền bối, tu luyện ở nơi này, cũng không biết phải tu luyện đến ngày tháng năm nào, hay là chúng ta đổi chỗ khác đi. Cựu thần có chút nghi hoặc, đổi chỗ khác. Diệp Quân gật đầu, ừ. Cựu thần tò mò hỏi, nơi nào? Diệp Quân cười cười, không nói lời nào, chỉ là mở lòng bàn tay ra, tháp gia xuất hiện ở trong tay hắn, tháp gia, đến lượt ngươi biểu diễn rồi. Tiểu tháp đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng vàng phóng lên cao, trong nháy mắt, nó đã đi tới chỗ sâu nhất của mảnh vạn kiếp tinh vân kia. Mà lúc này, mảnh vạn kiếp tinh vân kia làm như cảm nhận được sự uy hiếp, đột nhiên bộc phát ra từng đạo kiếp quang đáng sợ phóng về phía tiểu tháp, mà gần như cùng lúc đó tiểu tháp đột nhiên phóng thích ra vô số luồng ánh sáng vàng, những luồng ánh sáng vàng kia lại không nhìn những lôi kiếp kia, trong nháy mắt đã bao vây cả mảnh vạn kiếp tinh vân kia lại. Cả mảnh vạn kiếp tinh vân bị kích động từng đợt. Tiểu tháp đột nhiên kinh hãi nói, tên này có hơi mạnh, mau gọi tiểu hồn giúp ta. Nghe thấy vậy, Diệp Quân vội vàng mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm bay ra ngoài, kiếm trực tiếp tiến vào trong tiểu tháp. Sau khi yên lặng một lát, trong ánh mắt kinh ngạc của cựu thần, mảnh vạn kiếp tinh vân kia lại bị tiểu tháp thu vào trong tháp. Cựu thần quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, vẻ mặt khiếp sợ. Diệp Quân cười nói, chúng ta vào tháp tu luyện đi. Bây giờ hắn đã hiểu được, có thể cởi bỏ được vướng mắc thì phải cởi bỏ tuyệt đối không nên có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, nếu không, đợi đến khi bị ngược đãi, thật sự là hối hận đã không kịp nữa. Bây giờ hắn muốn cố gắng hết sức nâng cao thực lực của bản thân mình trong quy tắc hợp lý. Diệp Quân dẫn cựu thần đi vào trong tiểu tháp, mới vừa tiến vào trong tiểu tháp, cựu thần đã sững sờ tại chỗ, cái này. Diệp Quân cười nói, tháp này là thứ ta có được một cách ngẫu nhiên, chúng ta tu luyện ở trong này sẽ tiến bộ nhanh hơn. Cựu thần thán phục nói, tháp này quả nhiên là không hề tầm thường. Nếu có thể tu luyện ở chỗ này, địch, chúng ta sẽ vô địch. Diệp Quân cười ha ha, tiền bối, vậy chúng ta cứ tu luyện cẩn thận ở trong này trước, đợi sau khi đột phá được thực lực thì hãy đi lên vũ trụ chủ. Cựu thần có hơi do dự, ta đây vô công bất thụ lộc, có hơi xấu hổ. Cựu thần vừa muốn nói gì đó thì cựu thần lại nói, vậy như thế này đi, ta nợ đệ ba ân tình, sau này chỉ cần đệ muốn, ta chắc chắn sẽ không từ chối, nếu như không đồng ý, vậy ta cũng chỉ đành rời khỏi đây. Diệp Quân biết y không phải đang nói đùa, vì thế cười nói, được. Cựu thần cười nói, Diệp lão đệ, vậy thì đa tạ. Diệp Quân cười ha ha, khách sáo rồi. Kế tiếp, hai người họ tu luyện ở trong tiểu tháp. Vũ trụ chủ. Trong đại điện, Toại Cổ Kim ngồi ở chính giữa đại điện, trên mặt bàn ở trước mặt cô ta, đặt cả ngàn cuốn sổ xếp màu vàng trên đó, cô ta đang phải phê duyệt. Lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô ta, đây chính là người tên Linh kia. Linh cung kính nói, Toại chủ, dòng họ Đạo Thương có tin tức được truyền ra, nói người và vị Diệp công tử kia là yêu nhau thật lòng. Toại Cổ Kim không hề ngẩng đầu lên, trầm ngâm một lát sau, nói, để cho người đi loan tin ra ngoài, cứ nói ta đã chuyển thế, ký ức đã biến mất, bị cái tên Diệp Quân kia lợi dụng lúc gặp khó khăn. Đôi lông mi của Linh rũ xuống, không nói gì, đây đúng là không màng đến tình cảm mà. Đúng lúc Linh muốn rời đi, Toại Cổ Kim đột nhiên nói, đi lan truyền chuyện cái tên Diệp Quân muốn nhất thống toàn vũ trụ và thành lập lại trật tự ra bên ngoài, đặc biệt là đạo trật tự của hắn ta, công bố chi tiết ra bên ngoài. Linh ngây ngẩn cả người. Chỉ cần công bố đạo trật tự của vị Diệp công tử kia ra bên ngoài, có thể nói, vị Diệp công tử kia người còn chưa tới, cũng đã trở thành kẻ thù của toàn vũ trụ chủ rồi. Đây đâu chỉ là không quan tâm đến tình cảm, đây quả thực là không để lại bất kỳ con đường sống nào mà. Mặc dù vũ trụ chủ rất rộng, nhưng trong này chỉ có ba thế lực siêu lớn, lần lượt là dòng họ Đạo Thương, Thánh Vương Điện và Phản Thiên Quốc ở khu vực trung tâm của vũ trụ chủ. Thật ra, ba thế lực siêu lớn này vốn là cùng một dòng họ. Năm đó vũ trụ chủ có một người lập dị, chính là vị sáng tạo ra, Kinh Phá Bích, đó là người đầu tiên từ xưa tới nay trong cả vũ trụ cổ đại. Thật sự là người đầu tiên. Phá vỡ kết giới giữa hư cấu và thực tế,
trở thành người ngoại giới chân chính, cũng chính là cảnh giới ngoại giới trong truyền thuyết. Người lập dị đó là người đầu tiên đạt đến cảnh giới này, nên nói, cảnh giới này là do ông ta sáng tạo ra. Sau đó, sau khi ông ta đột nhiên biến mất, con cháu của ông ta bắt đầu tranh giành, kinh phá bích, nên tự tàn sát lẫn nhau, cuối cùng, kinh phá bích, bị chia làm 6, 3 phần trong đó lần lượt bị tổ tiên của 3 thế lực siêu lớn nắm giữ, 3 phần còn lại không thì không có tung tích. Trong 3 thế lực siêu lớn, Phạn Thiên Quốc mạnh nhất, Thánh Vương Điện và dòng họ Đạo Thương thứ 2, đương nhiên, cũng không thua kém quá nhiều. Thế nên, cho tới nay thì 3 thế lực luôn chung sống hòa thuận. Nhưng tình hình đột nhiên thay đổi. Năm đó, chủ mạch dòng trên của dòng họ Đạo Thương và điện chủ tiền nhiệm của Thánh Vương Điện đột nhiên tuyên bố hai bên kết thông gia, còn người kết thông gia, chính là thiếu chủ đạo Tàng Thiên của dòng họ Đạo Thương và nữ Thánh Vương của Thánh Vương Điện lúc đó Thánh Cổ Kim. Hai bên thế lực kết thông gia, mục đích không nói cũng biết, tất nhiên là để đối phó với Phạn Thiên Quốc cực kỳ hưng thịnh rồi. Về sau, Thánh Cổ Kim đột nhiên không rõ tung tích, lúc xuất hiện lần nữa, lại đã có thai. Điều đáng nói là, cũng không biết vì sao, sau khi Thánh Cổ Kim trở về Thánh Vương Điện, điện chủ Thánh Vương Điện tiền nhiệm đột nhiên chết đột ngột, thế nên, cô ta hợp lẽ trở thành điện chủ của Thánh Vương Điện đến nay. Dòng họ Đạo Thương. Bây giờ từ trên xuống dưới của dòng họ Đạo Thương đều kìm nén sự giận dữ, lửa giận ngập trời. Thánh Cổ Kim bị điện chủ tiền nhiệm của Thánh Vương Điện chỉ hôn cho dòng họ Đạo Thương, còn bây giờ, Thánh Cổ Kim lại có thai. Đây chính là đang đánh vào mặt dòng họ Đạo Thương đấy. Nhưng điều bất ngờ là, cấp cao của dòng họ Đạo Thương lại đè chuyện này xuống. Một chỗ sâu sau núi, cánh đồng, một ông già đang cúi người trồng lúa. Ông già mặc một bộ quần áo vải thô, tóc bạc phơ, trên mặt đầy nếp nhăn, trong đó còn dính chút bùn. Không ai ngờ, vị trước mắt chính là chủ mạch của dòng họ Đạo Thương bây giờ, không ai biết tên của ông ta, người ngoài đều gọi ông ta là lão đạo, đương nhiên, chỉ có ít người mới dám gọi ông ta như vậy. Ngoài đồng ruộng mười mấy trượng, có một người đàn ông mặc cẩm bào đứng trong đó, người đàn ông đứng trong đó, thân thể thẳng tắp, trong mắt lộ vẻ bướng bỉnh. Người này chính là thiếu chủ đạo Tàng Thiên của dòng họ Đạo Thương. Cũng không biết qua bao lâu, lão đạo cuối cùng cũng cấy lúa xong, ông ta ngồi xổm trong mương nước của ruộng để rửa tay trước, sau đó đi về phía nhà gỗ ở nơi xa. Đạo Tàng Thiên đi qua, y lấy ra một cái khăn tay sạch đưa cho lão, ông nội. Lão đạo nhận khăn tay lau sơ, sau đó nói, đi xuống rồi à. Đạo Tàng Thiên gật đầu. Lão đạo đi sang một bên ngồi xuống ghế. Ông ta lấy một quả trái cây trên bàn bên cạnh, sau khi dùng ống tay áo lau qua, cắn một miếng, tiếp đó nói, người đó thế nào? Mặt đạo Tàng Thiên vô cảm, trong người có 3 loại huyết mạch đặc biệt, không giống người thường. Lão đạo nhìn người đàn ông, gật đầu, vẫn muốn hắn chết ư. Đạo Tàng Thiên nói, phải chết. Lão đạo không nói gì. Đạo Tàng Thiên nói, ý của ông nội, cháu có thể hiểu. Thánh Cổ Kim kia tuyệt đối không thể xe duyên qua loa với một tên đàn ông như vậy được, chuyện này có điều kỳ lạ, nhưng, hắn phải chết. Lão đạo bình tĩnh nói, chết thì tất nhiên phải chết, chẳng qua, trước khi cháu muốn hắn chết, cháu phải làm rõ xem vì sao người phụ nữ đó phải làm vậy. Đạo Tàng Thiên im lặng. Hai mắt lão đạo từ từ nhắm lại, tiếp tục cắn trái cây, ghế khẽ đung đưa. Đạo Tàng Thiên nói, đây là một bàn cờ. Lão đạo không nói gì. Đạo Tàng Thiên trầm giọng nói, cháu đã dùng thẻ che tính rồi, nhưng tất cả đều bình thường. Lão đạo nhẹ giọng nói, tất cả bình thường mới là không bình thường. Đạo Tàng Thiên cau mày. Lão đạo nói, năm đó từ khi bắt đầu người phụ nữ kia đã phản đối cuộc hôn nhân ấy, cái này có thể hiểu, suy cho cùng, ai cũng không muốn trở thành quân cờ, trở thành vật hy sinh. Nhưng, cháu phải hiểu một điểm, bây giờ cô ta là thánh chủ của Thánh Vương Điện. Vì sao cô ta lại trở thành thánh chủ? Cô ta đi xuống một chuyến, mang thai một đứa trẻ, sau khi quay về, vị thánh chủ kia đột nhiên rơi đài. Đạo Tàng Thiên nói, người đàn ông đó là mấu chốt. Lão đạo nói, cũng có khả năng đứa trẻ đó mới là mấu chốt. Đạo Tàng Thiên cau mày. Lão đạo nói, trước khi cháu muốn giết người đàn ông đó, cháu phải làm rõ, vì sao người phụ nữ đó muốn làm thế, và vì sao cô ta cười đến cuối cùng. Hai mắt Đạo Tàng Thiên từ từ nhắm lại, ông nội, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ mưu trí gì cũng đều là mây trôi thôi. Lão đạo liếc xéo y một phát, nhưng cháu có thực lực tuyệt đối à?
Đạo Tàng Thiên lắc đầu, không có. Lão đạo chế nhạo, thế cháu nói cái giam á? Đạo Tàng Thiên nói, cháu hiểu ý của ông nội, cũng biết ý đồ của người phụ nữ kia, cô ta làm tất cả những điều này, là cố ý chọc giận cháu, để cháu đi giết người đàn ông kia, nhưng hiển nhiên người đàn ông kia cũng không đơn giản, cô ta đang đào bẫy, dẫn chúng ta nhảy vào. Còn cái bẫy này, chúng ta lại không thể không nhảy, người đàn ông kia không chết, thì sự sỉ nhục sẽ mãi mãi đi theo cháu và dòng họ Đạo Thương ta. Những thứ cô ta làm là âm mưu, không có giải pháp. Lão đạo nói, chỉ như vậy thôi à. Sau khi Đạo Tàng Thiên cân nhắc một lát, nói, ông nội, cháu chỉ có thể nhìn được đến đó. Lão đạo gật đầu, miễn cưỡng coi như đạt tiêu chuẩn. Nói rồi, ông ta cắn trái cây một phát, sau đó nói, người phụ nữ đó tuyệt đối không chỉ dương đông kích tây đơn giản như vậy, với trí tuệ của cô ta, chắc chắn sẽ hiểu, nếu dòng họ Đạo Thương chúng ta và Thánh Vương Điện xảy ra xung đột, vậy chỉ có cách tự chịu diệt vong. Nhưng cô ta vẫn làm thế, cái này có nghĩa là, trong bàn cờ nhất định có cờ, trong mưu vẫn còn mưu. Đạo Tàng Thiên nói, ý của ông nội là. Lão đạo nói, yên tĩnh theo dõi, lấy tính chế động, gặp chiêu phá chiêu. Hai tay Đạo Tàng Thiên từ từ nắm chặt, không giết người đàn ông đó nữa ư. Lão đạo quay đầu nhìn Đạo Tàng Thiên, giết người có nhiều cách, không cần tự mình ra tay, hiểu chưa? Đạo Tàng Thiên nói, nhưng cháu muốn tự tay giết hắn. Sau đó mang đầu hắn tới cửa Thánh Vương Điện. Tầm nhìn lớn một tí. Lão đạo bình tĩnh nói, năm đó ta và sư phụ cô ta mưu tính, mong thông qua cuộc thông gia này để hai bên chúng ta hợp tác đối phó với Phạn Thiên Quốc. Nhưng bây giờ, sư phụ cô ta đã chết, điều này có nghĩa là, cô ta đã phá vỡ bàn cờ chúng ta thiết kế lúc đầu. Người có thể phá vỡ bàn cờ của hai người chúng ta, thì sẽ không phải là người bình thường, nếu cháu còn coi cô ta là một người phụ nữ bình thường. Vậy cuối cùng, cháu sẽ chết không còn xương đâu. Và lại, chúng ta tính kế cô ta, tất nhiên cô ta có thể tính kế chúng ta, rất bình thường. Đạo Tàng Thiên im lặng. Lão đạo đột nhiên nói, cháu có thể tiêu diệt ta, trở thành chủ mạch mới không? Đạo Tàng Thiên ngơ ngác. Lão đạo lạnh nhạt nhìn y, biết chênh lệch của mình và cô ta chưa? Sắc mặt Đạo Tàng Thiên hơi khó coi. Lão đạo nói, đừng gấp, cũng đừng phẫn nộ. Vì đây chính là thứ kẻ địch của cháu muốn thấy, nếu cô ta đã bắt đầu bố trí, điều bây giờ chúng ta phải làm là yên tĩnh theo dõi. Đương nhiên, nếu cháu nhất định muốn giết người đàn ông kia, ta sẽ không ngăn cháu, nhưng cháu nhất định sẽ hối hận. Hai mắt Đạo Tàng Thiên từ từ nhắm lại, ông nội, cháu nghe lời ông, có điều, người đàn ông đó nhất định phải chết. Lão đạo nói, vậy cháu tự đi chơi bàn cờ này với bọn họ đi, nếu cháu có thể thắng, ông nội cũng có thể yên tâm thoái vị. Giao dòng họ Đạo Thương cho cháu. Đạo Tàng Thiên cúi đầu thật sâu, ông nội luôn là chủ mạch của dòng họ Đạo Thương, cháu chưa từng có ý nghĩ không đúng, thứ cháu muốn, chỉ có người đàn ông đó chết. Ông nội bằng lòng tin cháu, vậy cháu sẽ chơi bàn cờ này với bọn họ. Lão đạo gật đầu, đi đi. Đạo Tàng Thiên lại cúi đầu thật sâu lần nữa, sau đó lùi ra. Trong một gian điện, Đạo Tàng Thiên ngồi trên ghế chính, ngoài y ra, trong điện còn có 19 người. Lần lượt ngồi thẳng ở hai bên trái phải, dẫn đầu bên trái là một ông già mặc nho bào, còn người dẫn đầu bên phải là một đạo nhân tay cầm la bàn. 19 người này, chính là đoàn phụ tá của y. Dòng họ Đạo Thương, lớn đến mức nào? Thân là thiếu chủ của dòng họ Đạo Thương, tất nhiên y có một nhóm thành viên nòng cốt của mình, còn những người trước mắt chính là thành viên văn học nòng cốt trong nhóm thành viên nòng cốt của y. Đạo Tàng Thiên nhìn đám người, tình hình là vậy. Các vị có thể nói thoải mái. Ông già mặc nho bào dẫn đầu bên trái nói, thật ra chuyện này rất đơn giản, muốn biết thiếu niên kia là nông hay sâu, chỉ cần gửi một tờ lệnh truy nã, sau khi hắn xuất hiện, tất nhiên sẽ có vô số người đi tìm hắn gây chuyện, như vậy, chúng ta có thể nhìn nghêu cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi rồi. Đạo nhân kia lại lắc đầu, rõ ràng chuyện này không đơn giản như vậy, người phụ nữ đó làm nhiều việc như vậy, nhất định là đã tính tới cái gì đó. Người bình thường tuyệt đối phải bất lực với thiếu niên đó, để người khác đi, chỉ cho hắn kinh nghiệm thôi, sau đó sẽ càng ngày càng mạnh. Ông lão nho bào nhìn đạo nhân, vậy theo ông thấy, nên làm sao? Đạo nhân nói, bây giờ chúng ta đang có hai vấn đề lớn nhất. Thứ nhất, chúng ta không biết ý đồ thật sự của người phụ nữ đó là gì, cái này khiến chúng ta bị động. Thứ hai, chúng ta không biết thực lực và thân phận thực sự của thiếu niên kia. Có người nói, hắn tới từ bên dưới. Cho dù thân phận hơi đặc biệt,
nhưng có thể đặc biệt tới đâu chứ? Đạo nhân nhìn thiếu niên nói chuyện, ngươi là người do Diệp Quân phái tới à? Mọi người. Sắc mặt thiếu niên hơi khó coi, ông. Đạo nhân lắc đầu, từ xưa tới nay, bao nhiêu người chết vì khinh địch rồi. Chuyện bây giờ chúng ta phải làm là, dự đoán xem thực lực của Diệp Quân và thế lực sau lưng hắn. Ông lão nho bào gật đầu, lời đạo nhân nói rất đúng, chuyện này không thể coi thường địch, một khi khinh địch, rất có thể sẽ bị thiệt lớn. Vậy theo ông thấy, chúng ta nên đặt Diệp Quân và thế lực sau lưng hắn là đối thủ cấp bậc nào? Sau khi đạo nhân im lặng một lát, vừa nói ra đã kinh người, coi là cùng cấp bậc với chúng ta đi. Mọi người đều kinh ngạc. Còn đúng lúc này, lại một âm thanh đột nhiên vang lên trong điện, ta cảm thấy không đủ, nên coi họ là cấp bậc mà dòng họ đạo thương chúng ta không thể đối phó được. Mọi người kinh ngạc, dồn dập quay đầu nhìn người nói. Người lên tiếng là một thiếu niên ngồi phía cuối, trên người mặc chiếc áo dài màu mây, tự nhiên phóng khoáng. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về thiếu niên đó. Đạo Tàng Thiên tất nhiên không xa lạ gì thiếu niên trước mặt này. Thiếu niên trước mặt này chính là một thiếu niên thiên tài được y chiêu mộ cách đây không lâu, tên là Tùy Vô Hàn. Đạo Tàng Thiên cười nói, Vô Hàn, người tiếp tục nói đi. Thiếu niên tên Tùy Vô Hàn đứng dậy, y khẽ mỉm cười nói, người mà Thánh Cổ Kim lựa chọn tất nhiên không phải là người bình thường. Có thể nhìn ra từ hai điểm, chư vị hẳn đều biết. Con đường dẫn đến thế giới bên dưới biển sinh mệnh có cấm chế nhân quả do một người xa lạ từ bên ngoài thế giới năm đó bày bố. Người bên trên không xuống được, người bên dưới càng khó lên, mà thánh cô nương này không chỉ đi xuống, mà còn có thể đi lên được. Mọi người đã cẩn thận suy nghĩ về điểm đáng sợ này chưa? Ai nấy đều nhíu mày. Tùy Vô Hàn lại tiếp tục nói, huống hồ, cô ta còn không phải lên một mình mà còn dẫn theo vô số sinh linh ở bên dưới cùng bay lên. Nói cách khác, cô ta nhất định đã có thể xem nhẹ đủ loại số phận nhân quả của vạn kiếp tinh vân, mà hiển nhiên cô ta không hề có năng lực đó, cũng chính là nói, điều này rất có khả năng có liên quan đến đứa trẻ đó. Sắc mặt của mọi người tối sầm lại. Đạo Tàng Thiên đứng đầu nheo mắt lại. Tùy Vô Hàn tiếp tục nói, trước mắt, Thánh Cổ Kim đi xuống, là một ván cờ, đi lên cũng là một ván cờ, mà vấn đề lớn nhất bây giờ của chúng ta là không biết người chơi bàn cờ này chỉ có cô ta. Hay là còn người nào khác? Mà cha của đứa con trong bụng cô ta rốt cuộc đóng vai trò gì trong bàn cờ này? Con cờ, hay là người chơi cờ? Đạo nhân đột nhiên nói, cô ta không có năng lực để biến toàn bộ cổ vũ trụ thành bàn cờ. Ông lão mặc nho bào cũng gật đầu, nếu cô ta có khả năng đó, thì cũng không cần phải dở âm mưu quỷ kế gì rồi. Còn có người nói, nếu cô ta dám tính kế Phạn Thiên Quốc, vậy chẳng phải quốc sư của Phạn Thiên Quốc ăn chay rồi hay sao? Có người nói theo, cô ta không có năng lực và cũng không dám. Đạo Tàng Thiên nhìn Tùy Vô Hàn đứng dậy, Tùy Vô Hàn trầm giọng nói, chư vị, cũng chính vì như vậy nên đây mà là điểm đáng sợ nhất. Mọi người lại nhìn y. Sắc mặt Tùy Vô Hàn nghiêm trọng nói, tất cả chúng ta đều cho rằng cô ta sẽ không, và cũng không dám, càng không có khả năng. Nhưng, cô ta lại một mực làm như vậy, điều này nghĩa là gì? Nghĩa là... trong tay cô ta đang nắm giữ con át chủ bài mà chúng ta không biết. Ai nấy đều nhíu mày lại. Tùy Vô Hàn tiếp tục nói, ta nhận định con át chủ bài này nhất định có liên quan đến người đàn ông và đứa trẻ đó. Ta giả dụ nếu đứa trẻ đó và thế lực đằng sau người đàn ông đó, thực sự vượt qua dự đoán của chúng ta, mà chúng ta lại đi nhắm vào hắn. Kết quả chính là vướng vào đại nhân quả. Ông lão mặc nho bào lập tức lắc đầu, giả dụ này của ngươi quá khoa trương rồi. Nếu thế lực đằng sau thiếu niên đó thực sự đáng sợ như vậy thì cần gì phải lăn lộn ở bên dưới chứ? Đạo nhân lại nói, nhưng nếu những gì Vô Hàn nói là thật, vậy thì thế nào? Ông lão mặc nho bào mở miệng, nhưng lại không nói gì. Ông ta không lựa chọn cãi đến cùng. Dẫu sao, người ta cũng đã nói là giả dụ, nếu như... Đạo nhân liếc nhìn Tùy Vô Hàn suy nghĩ chu toàn hơn chúng ta nhiều, nếu là địch. Thì tất nhiên chúng ta phải có một tính toán xấu nhất để tránh khinh địch, cuối cùng gây ra đại họa. Tùy Vô Hàn khiêm tốn đáp, cho dù ta không nhắc nhở, các tiền bối và thiếu chủ cũng sẽ nghĩ đến. Đây là lần đầu tiên vãn bối tham dự hội nghị như thế này nên có phần kích động, vì vậy nói năng có phần hỗn xược, hy vọng chư vị tiền bối và thiếu chủ lượng thứ. Dứt lời, y ngồi về chỗ. Mọi người nhìn Tùy Vô Hàn, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ tán thưởng.
Đạo Tàng Thiên cười nói, Vô Hàn đừng nghĩ nhiều, chỗ này của ta không có loại người hay đố kỵ. Hôm nay nếu đã là hội nghị, vậy thì tất nhiên phải biết gì nói nấy, người còn ý kiến gì thì cứ việc nói ra. Tùy Vô Hàn suy nghĩ một lát rồi đáp, thiếu chủ, thuộc hạ cả gan hỏi một chút, người nhất định phải giết thiếu niên đó sao? Đạo Tàng Thiên gật đầu, đúng vậy. Tùy Vô Hàn nói, thiếu chủ muốn giết hắn, không đơn thuần là để chút giận, mà là vì thể diện của dòng họ ta và đạo tâm của chính thiếu chủ, đúng không? Đạo Tàng Thiên nhìn chằm chằm Tùy Vô Hàn, không nói gì. Tùy Vô Hàn hơi cúi đầu, nhưng lại rất đúng mực. Ha ha! Đạo Tàng Thiên đột nhiên bật cười, Vô Hàn, người thực sự khiến ta bất ngờ. Tùy Vô Hàn nói, thiếu chủ, thứ lỗi cho thuộc hạ nói thẳng, chúng ta bây giờ không thể động vào người này, không chỉ không thể động vào người này, mà chúng ta còn nên làm điều ngược lại. Đạo Tàng Thiên có phần tò mò, điều ngược lại sao? Tùy Vô Hàn gật đầu, đúng vậy, tất cả mọi người đều cho rằng chúng ta muốn giết hắn, nhưng chúng ta sẽ không làm vậy, mà chúng ta trực tiếp lôi kéo hắn. Dứt lời, ai nấy đều kinh hãi. Đạo Tàng Thiên nhìn Tùy Vô Hàn, không nói gì. Tùy Vô Hàn trầm giọng nói, cho dù vị thánh cổ kim kia bày bố như thế nào, đang mưu tính chuyện gì, nếu chúng ta trực tiếp lôi kéo hắn, thì có thể lập tức làm xáo trộn bày bố của cô ta. Không chỉ như vậy, còn có thể để cho người đời thấy được hoài bão và tầm nhìn lớn của thiếu chủ. Hay! Đạo nhân đột nhiên vỗ tay cười nói, nếu Diệp Quân kia đồng ý bị lôi kéo, vậy khi hắn gia nhập vào dòng họ ta, thì chính là con chó của dòng họ ta. Muốn nắm được thóp của hắn thực sự quá đơn giản. Thiếu chủ, người suy nghĩ thử xem, Diệp Quân kia trở thành thuộc hạ của người, vậy ai sẽ là người mất mặt? Tất nhiên là Thánh Vương Điện bọn họ, đến lúc đó, tất cả người ở Thánh Vương Điện đều sẽ cảm thấy nhục nhã hổ thẹn, sau đó nảy sinh oán khí với điện chủ của bọn họ. Đạo Tàng Thiên bình tĩnh nói, nếu hắn không đồng ý thì sao? Đạo Thiên cười đáp, vậy thì càng tốt, chúng ta tìm bừa một cái cớ, để hắn và người của chúng ta xảy ra mâu thuẫn, đến lúc đó, chúng ta làm lớn chuyện này lên, khiến cho danh tiếng của hắn ở vũ trụ chủ bị hủy hoại, cộng thêm việc hắn tu là đạo trật tự, mà còn là trật tự chúng sinh bình đẳng. Lúc đó, chúng ta chỉ cần hơi thao túng một chút thì hắn sẽ trở thành mục tiêu mà người người đuổi đánh ở vũ trụ chủ. Hơn nữa, chúng ta hoàn toàn không cần phải ra tay, chỉ cần âm thầm thao túng là được. Ông lão mặc nho bào đột nhiên nói, nhưng nếu như vậy thì có phải đã cho hắn thời gian để phát triển rồi không? Theo những gì ta biết thì người này có thiên phú không hề kém. Tùy Vô Hàn ở một bên đột nhiên cười nói, không đâu, cho dù cho thời gian 100 năm, thì hắn có thể phát triển được đến trình độ nào chứ? Ngược lại, nếu bây giờ chúng ta dốc toàn lực truy sát hắn, thì mới thực sự khiến người ta chê cười, nói dòng họ ta sợ hắn. Đạo nhân gật đầu, Vô Hàn nói rất đúng. Cho hắn thêm chút thời gian thì có hề gì. Cách mà Vô Hàn đề cập đến rất ổn thỏa. Ông lão mặc nho bào do dự một lát rồi gật đầu, cho thêm một chút thời gian, quả thực không có vấn đề gì. Thấy tất cả mọi người đều gật đầu, Đạo Tàng Thiên đột nhiên nói, vậy chuyện này cứ làm theo lời Vô Hàn đi. Vô Hàn, chuyện này giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Tùy Vô Hàn đứng dậy, sau đó cung kính hành lễ, thiếu chủ, muốn làm chuyện này thì cần có một số quyền hành và tài vật. Đạo Tàng Thiên nói, cần gì ngươi cứ đến đạo kho lấy. Tùy Vô Hàn cung kính hành lễ, thuộc hạ nhất định sẽ xử lý việc này thỏa đáng. Đạo Tàng Thiên nói, tan họp. Dứt lời, y đứng dậy rời đi. Mọi người cũng rời đi theo. Phản Thiên Quốc. Trong một gian lầu các, tòa lầu các này thực sự to lớn vô cùng, xung quanh cao gần nghìn trượng, vách tường xung quanh đều là tủ sách, chất đầy cổ tịch. Chính giữa gian lầu các có một người đàn ông trung niên đang ngồi trước một chiếc bàn dài, trong tay ông ta cầm một quyển cổ tịch, đọc đến mức xuất thần. Lúc này, một người đàn ông đột nhiên đi vào. Người đàn ông đi đến trước mặt người đàn ông trung niên, cung kính hành lễ, sư phụ. Người đàn ông trung niên đặt quyển cổ tịch xuống, khẽ cười nói, Huyền Nho, bàn cờ mà vị thánh cô nương kia bày bố, còn có hứng thú chơi với cô ta một chút không? Huyền Nho đáp, sớm đã muốn vậy rồi. Người đàn ông trung niên nói, vậy sư phụ hỏi con, mục đích mà cô ta bày bố bàn cờ này là gì? Huyền Nho đáp, không biết. Người đàn ông trung niên nhất thời bật cười, tên nhóc này. Huyền Nho lại nói, cho dù mục đích của cô ta là gì, nhưng nhất định có liên quan đến người đàn ông ở bên dưới. Người đàn ông trung niên đưa quyển cổ tịch ở trong tay cho Huyền Nho,
đây là trật tự quan huyên pháp của người đàn ông đó, con xem thử đi. Huyền Nho nhận lấy quyển cổ tịch, gã nhìn lướt qua, thần thức hấp thụ toàn bộ nội dung trong đó, một lát sau, gã nói, người đàn ông đó sắp làm cách mạng rồi. Người đàn ông trung niên khẽ cười nói, vậy theo như con thấy thì nên làm thế nào? Huyền Nho đáp, tất cả mọi thứ mà Thánh Cổ Kim làm chỉ là hy vọng chúng ta nhắm vào người đàn ông đó, hiển nhiên người đàn ông đó không hề đơn giản. Người đàn ông trung niên không nói gì. Huyền Nho có phần nghi ngờ. Người đàn ông trung niên nhìn quan huyên pháp ở trong tay, khẽ cười nói, quan huyên pháp này có phần thú vị, nếu thiếu niên đó tới vũ trụ chủ này để thiết lập trật tự, vậy mục đích cuối cùng nhất định là thu phục các thế lực của chúng ta ở dưới trướng của hắn, Thánh Cổ Kim để lộ đạo trật tự của hắn ra ngoài. Dứt lời, ông ta nhìn Huyền Nho, con nói xem, mục đích của cô ta là gì? Huyền Nho đáp, rất đơn giản, cô ta muốn chúng ta giết người đàn ông đó, cô ta đang muốn mượn đao giết người. Người đàn ông trung niên cười không đáp. Huyền Nho khẽ nhăn mày, ý của sư phụ là, cô ta vẫn còn có mục đích khác sao? Người đàn ông trung niên không trả lời câu hỏi này, mà tiếp tục hỏi, nếu để con xử lý chuyện này, thì con sẽ xử lý như thế nào? Huyền Nho đáp, cô ta muốn mượn đao giết người, vậy thì chúng ta sẽ không làm theo ý của cô ta. Không chỉ không, chúng ta còn chiêu mộ người đàn ông này, phải cho người đàn ông đó sự cám dỗ mà hắn không thể từ chối, sau đó khiến hắn làm việc cho chúng ta, từ địch thành bạn. Người đàn ông trung niên nói, người đàn ông đó tu đạo trật tự. Lôi kéo hắn về đây, chẳng lẽ con không sợ sau này hắn trưởng thành rồi thiết lập trật tự ở đây, cắn ngược lại chúng ta sao? Huyền Nho bình tĩnh đáp, thế giới này luôn là mạnh thắng yếu thua, nếu trật tự của hắn thực sự tốt như vậy, hắn thực sự mạnh như vậy, mạnh đến mức khiến cho chúng ta đều không thể phản kháng, vậy tuân theo đạo của hắn thì có hề gì? Người đàn ông trung niên bật cười, ông ta lấy một tấm lệnh bài ra đưa cho Huyền Nho, con đi làm chuyện này đi. Cầm lấy lệnh bài này thì bất kỳ tài nguyên nào ở trong nước, dưới ta, con có thể điều động bất cứ ai. Huyền Nho cúi người thật sâu, sau đó gã xoay người rời đi, sau khi đi được mấy bước, gã đột nhiên dừng lại, lại quay người nhìn người đàn ông trung niên, sư phụ, người suy nghĩ thế nào? Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười nói, ta nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là bây giờ ta để con xử lý chuyện này, con cũng cần phải rèn luyện rồi. Dẫu sao? Sau này vị trí quốc sư này của ta cũng là do con tiếp nhận. Huyền Nho gật đầu rồi xoay người rời đi. Sau khi Huyền Nho rời đi, người đàn ông trung niên nhìn quan huyên pháp ở trong tay, khẽ mỉm cười, trong bàn cờ ngoài bàn cờ đều có bố trận, thực sự thú vị. Nói đến đây, nụ cười trên khuôn mặt ông ta dần dần biến mất, ông ta nhẹ giọng nói, bỏ đi, người đàn ông đó cũng đến lúc quay lại giết chính bản thân hắn rồi. Bên trong tiểu tháp, dù bên ngoài chỉ mới qua 10 ngày nhưng bên trong đã là hơn 100 năm. Hôm nay, một luồng kiếm quang đột nhiên phóng thẳng tới vạn kiếp tinh vân, một nhát kiếm này mạnh như vũ bão, bay thẳng tới nơi sâu nhất của vạn kiếp tinh vân. Đây là lần đầu tiên Diệp Quân tới nơi như vậy, hắn ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trên đỉnh đầu mình đầy dẫy khuôn mặt đẫm máu. 3.000 kiếp đại đạo, mỗi kiếp đều chìm ngập trong máu tươi, uy lực của kiếp số nhân quả ẩn chứa trong đó thật sự là vô cùng vô tận. Hắn không dùng kiếm thanh huyên, thật ra nếu dùng kiếm thanh huyên cũng có thể gánh được một chút kiếp số nhân quả ở đây. Nhưng đối với hắn mà nói thì 3.000 kiếp đại đạo trước mắt này rất phù hợp cho hắn tu luyện. Dùng thiên tai để tu luyện. Đột nhiên một trụ sấm đỏ như máu rơi thẳng xuống từ nơi sâu thẳm của vạn kiếp tinh vân, kiếm ý của Diệp Quân lập tức bị nghiền nát, cơ thể nhanh chóng rơi xuống. Sau khi hạ xuống, mảnh đất dưới chân hắn lập tức nứt ra. Giờ phút này, cả người hắn đã bị bao trùm bởi tia chớp, trở thành một người sấm. Hắn cũng không xua tan những lôi kiếp kia mà để mặc cho nó không ngừng luyện hóa cơ thể hắn. Trong khoảng thời gian này, cơ thể của hắn đã có thể dần dần thích ứng với những lôi kiếp này, dưới sự luyện hóa bất ngờ của nó, hai loại thân xác kiếm ý của hắn đã có những thay đổi vô cùng lớn. Thay vì nói hắn đang luyện hóa thân xác thì không bằng nói hắn đang luyện hóa kiếm ý của bản thân. Vì kiếm ý của hắn càng mạnh thì thân xác cũng càng mạnh lên. Ha ha! Ngay tại lúc này, ở nơi sâu thẳm của vạn giới tinh vân, một tiếng cười lớn như sấm vang lên, ngay sau đó, khắp vạn kiếp tinh vân lập tức sôi nổi, từng trụ sấm trong đó nổ như pháo hoa, vô cùng sáng chói. Rất nhanh, một bóng người hạ thẳng xuống, theo sau là những tia chớp, khi những tia chớp này đánh xuống đất,
toàn bộ mặt đất lập tức nổ tung, xuất hiện những cái vực sâu không thấy đáy. Diệp Quân bay lên không trung, tay phải nhẹ nhàng vung lên, những uy lực còn lại của tia chớp kia đột nhiên tản ra. Lúc này, cựu thần xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, ông ta cười lớn, tu luyện trong này đúng là làm ít được nhiều. Diệp Quân nhìn cựu thần, cười nói, thực lực của lão ca đã tăng lên không ít nhỉ. Không thể không nói, hắn vẫn có chút sợ hãi vì trong khoảng thời gian tu luyện với cựu thần, hắn phát hiện rằng, tốc độ mạnh lên của cựu thần thật sự rất kinh khủng. Hơn nữa, cựu thần cũng có những sự hiểu biết rất độc đáo về con đường tu luyện, hai người cũng thường xuyên trao đổi kinh nghiệm tu luyện với nhau. Cựu thần cười nói, đệ cũng vậy mà. Diệp Quân cười ha ha. Trong khoảng thời gian này, hắn quả thật đã mạnh lên rất nhiều, có thể nói rằng, dưới tình huống không cần dùng sức mạnh tín ngưỡng, chiến lực bây giờ của hắn cũng đạt tới cảnh giới văn minh chủ. Nếu như dùng sức mạnh tín ngưỡng, cảnh giới thủy tổ thiên hành cũng chỉ là một con kiến. Thật ra rất cường điệu. Bây giờ, sức mạnh tín ngưỡng của hắn qua nhiều năm phát triển đã đạt tới thuần bạch sắc, so với trước đây thì càng thuần khiết hơn. Hơn nữa, sức mạnh tín ngưỡng này vẫn đang từ từ thay đổi. Nói cách khác, sức mạnh tín ngưỡng thuần bạch sắc cũng chưa hẳn là cực hạn, nhưng bây giờ sức mạnh tín ngưỡng của hắn cũng được coi là đã phát triển đến bình cảnh, vì linh khí trong tiểu tháp đã không còn đủ nữa. Sức mạnh tín ngưỡng cũng phụ thuộc vào hai điều, thứ nhất, tín ngưỡng của mọi người phải thuần khiết, thực lực của bọn họ càng mạnh, sức mạnh tín ngưỡng cũng ngày càng mạnh, thứ hai, số người tin Diệp Quân cũng phải nhiều càng mạnh. Nhưng hai điều này cũng không thể tách khỏi một thứ, đó chính là linh khí. Qua nhiều năm phát triển nhanh chóng trong tiểu tháp, linh mạch lúc trước hắn mang tới từ chỗ Thương Hồng Y đã sắp hết rồi. Vì vậy, sức mạnh tín ngưỡng bây giờ của hắn thật ra đã đạt tới bình cảnh, khó mà đột phá được nữa, trừ phi có thêm linh mạch tốt hơn. Tiền đang là ưu tiên hàng đầu của hắn lúc này. Cựu thần đột nhiên nói, tiểu lão đệ, tại sao đệ không cần sức mạnh tín ngưỡng nữa? Ta có thể cảm nhận được, sức mạnh tín ngưỡng của đệ rất mạnh mà. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn Vạn Kiếp Tinh Vân, cười nói, muốn tu luyện lâu hơn một chút, không phải huynh cũng vậy sao? Cựu thần cười ha ha. Diệp Quân cũng bật cười. Với hai người mà nói, nơi này thật sự là một nơi tu luyện tuyệt vời. Diệp Quân đột nhiên nói, lão ca, huynh biết sự phân chia cảnh giới ở bên trên không? Cựu thần nói, biết một chút. Diệp Quân nói, bây giờ huynh đang ở cảnh giới văn minh tổ. Cựu thần gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân nói, còn trên cảnh giới văn minh tổ thì sao? Cựu thần nói, thật ra cảnh giới văn minh tổ này cũng chia ra mạnh yếu, hơn nữa còn có thể khác nhau một trời một vực. Diệp Quân cau mày, khác nhau một trời một vực. Cựu thần gật đầu, đúng vậy, ví dụ như cảnh giới văn minh tổ của nền văn minh vĩnh sinh thì hoàn toàn không thể so sánh được với người sáng lập của văn minh tổ. Thật ra đối phương cũng ở cảnh giới văn minh tổ nhưng nền văn minh đối phương khai sáng lại mạnh hơn văn minh tổ do nền văn minh vĩnh sinh khai sáng rất nhiều. Diệp Quân nói, người sáng lập văn minh tổ là chủ chung của vũ trụ sao? Cựu thần cười nói, đúng vậy. Diệp Quân nói, chủ chung của vũ trụ là chủ văn minh. Cựu thần nói, cũng là người vô địch như vậy thôi. Diệp Quân có hơi ngạc nhiên. Cựu thần cười nói, lão đệ. Chẳng lẽ đệ cho rằng văn minh tổ là nền văn minh bản thổ ở đây đó chứ? Diệp Quân nói, từ trên xuống sao? Cựu thần gật đầu, chắc chắn là từ trên xuống đây, hơn nữa, thân phận còn không tầm thường, nhưng rốt cuộc là thân phận gì thì cũng không liên quan đến ta. Diệp Quân nói, đối phương thật sự ở cảnh giới văn minh tổ sao? Cựu thần cười nói, ta lừa đệ làm gì? Diệp Quân cười nói, lão ca đã từng tới thần điện của chủ chung. Hơn nữa đã từng gặp đối phương. Cựu thần cười ha ha, quả thật đã từng đến, cũng đã trao đổi cũng đối phương, cho nên cũng biết khá nhiều chuyện. Diệp Quân nói, với thiên phú của lão ca, chủ chung của vũ trụ không để lại truyền thừa hay bảo vật nào cho lão ca sao? Cựu thần nói, ta chỉ nói chuyện với ông ta một lúc rồi đi, ông ta có cho ta cũng không cần. Đúng rồi, cái ghế kia trông rất thú vị, ta ngồi thử một chút, ha ha. Diệp Quân hiếu kỳ, các người nói chuyện gì vậy? Cựu thần nói, hắn bảo ta đi nhanh một chút, đừng để bị cuốn vào vòng xoáy. Diệp Quân nhẹ giọng nói, xem ra, vị tiền bối kia sớm đã dự đoán được tất cả. Cựu thần nói, cũng chính ông ta đã nói với ta đạo của cảnh giới này nên ta mới biết, văn minh có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu,
tại sao vũ trụ chủ lại phân chia điểm mạnh và yếu của những nền văn minh này chứ? Cách bọn họ dùng rất đơn giản, chỉ cần một điểm, quy mô của nền văn minh vũ trụ này, ví dụ như, bây giờ chúng ta đang ở trong biển sinh mệnh của vũ trụ này, mà những nền văn minh vũ trụ trong biển sinh mệnh đều nằm trong giọt nước sinh mệnh, chúng đều được xếp vào loại vi quan văn minh, còn giọt nước chính là những ràng buộc của nền văn minh chúng ta. Nếu có thể đột phá những ràng buộc của nền văn minh thì cũng có thể vượt qua giọt nước này và trở thành nền văn minh chủ tế. Diệp Quân nói, nền văn minh chủ tế, những thể lực như vũ trụ chủ cũng được coi là nền văn minh chủ tế sao? Cựu thần gật đầu, đúng vậy, nhưng muốn đột phá những ràng buộc của nền văn minh cũng là một chuyện vô cùng khó khăn, vì những kiếp số này đối với sinh linh vũ trụ mà nói thì thật sự là một đòn đả kích. Diệp Quân gật đầu, ta biết rồi. Cựu thần cười nói, điều chúng ta đang nhắc tới là nền văn minh thủy tích và nền văn minh chủ tế, nhưng đệ đã quên một chuyện là trong khu vực biển sinh mệnh có vô số nền văn minh thủy tích kiểu này, trong nền văn minh thủy tích cũng chia ra mạnh yếu, mà trong đó lại chia làm 6 cấp. Diệp Quân tò mò, vậy chúng ta thuộc cấp mấy? Cựu thần nói, 6. Diệp Quân trừng mắt, tại sao lại thế? Cựu thần cười lớn, vì chúng ta có 2 người. Diệp Quân cũng bật cười. Cựu thần ngẩng đầu nhìn vạn kiếp tinh vân, thật ra vạn kiếp tinh vân không chỉ giam giữ vũ trụ của chúng ta mà còn hạn chế những nền văn minh chủ tế ở trên kia, nếu không có hạn chế này, những nền văn minh phía dưới như chúng ta có thể đã sớm bị những nền văn minh phía trên nô dịch hoặc hiến tế rồi. Diệp Quân gật đầu, đi từ Thanh Châu tới giờ, hắn mới hiểu ra một đạo lý, vũ trụ mờ mịt này chính là cá lớn nuốt cá bé ăn tôm tép. Nếu không có hạn chế, những cá lớn trên kia sẽ ăn sạch cá nhỏ phía dưới. Vũ trụ này, thế giới này tới giờ đều vô cùng tàn khốc. Cựu thần đột nhiên nói, đệ có phát hiện chuyện này không? Diệp Quân nhìn cựu thần, cười nói, đó chính là vì thực lực của huynh bây giờ đã không thể nào dùng cảnh giới bình thường để suy xét nữa rồi. Diệp Quân cười một tiếng, không nói lời nào. Cựu thần nói, thực lực thật sự của đệ bây giờ chắc chắn đã vượt xa văn minh tổ. Theo lý mà nói, đệ chắc hẳn có thể đột phá những ràng buộc của nền văn minh này, nhưng đệ không làm vậy, đệ đang chờ cái gì sao? Diệp Quân cười nói, với thực lực của lão ca, chắc hẳn cũng có thể đột phá những ràng buộc của nền văn minh, lão ca đang chờ gì vậy? Cựu thần cười lớn, đệ nói trước đi. Diệp Quân nói, nếu ta phá hỏng vạn kiếp tinh vân, lão ca còn tu luyện thế nào được nữa? Thế nên, ta đã chờ lão ca rất lâu rồi. Nói đến đây, hắn đột nhiên phá lên cười, chẳng lẽ lão ca cũng đang đợi ta sao? Cựu thần cười ha ha, cũng không nói gì. Nhìn người đàn ông hào sảng trước mặt, Diệp Quân cũng bật cười, không thể không nói rằng, đối phương rất hợp ý hắn, vừa mới gặp mà cứ như đã quen từ lâu. Cựu thần nói, đệ đến đi. Diệp Quân cười nói, nếu sau này ta thua, xin nhờ lão ca áp trận thay cho ta. Cựu thần cười nói, đệ chắc chắn làm được. Diệp Quân cười lớn. Cũng không nói thêm gì nữa, hắn lập tức hóa thành một luồng kiếm quang phóng lên cao, trong nháy mắt, hắn đã xông vào nơi sâu thẳm của vạn kiếp tinh vân, sau khi tới nơi sâu nhất của vạn kiếp tinh vân, hắn cũng không hề xuất kiếm mà lập tức kích hoạt huyết mạch phong ma. Rầm. Chỉ trong nháy mắt, khu vực xung quanh hắn lập tức biến thành một biển máu, mà ở nơi sâu nhất của vạn kiếp tinh vân, từng khuôn mặt đẫm máu đột nhiên trở nên hưng phấn, bọn họ nhìn chằm chằm Diệp Quân như thấy được con mồi ngon vậy. Nhưng ngay tại lúc này, Diệp Quân đột nhiên phóng thích ác niệm của mình. Giờ phút này, những khuôn mặt đẫm máu kia đột nhiên trở nên điên cuồng hơn. Bọn họ sống vì cái ác, thích nhất là chiếm đoạt ác niệm. Mà bây giờ, ác niệm của Diệp Quân cộng thêm huyết mạch phong ma thật sự tràn đầy tà ác. Là một liều thuốc bổ tuyệt vời. Những khuôn mặt đẫm máu như đói như khát. Ngay lúc này, Diệp Quân đột nhiên cười, tới đi. Xem chúng ta ai chiếm đoạt ai. Lời vừa dứt, những khuôn mặt đẫm máu kia đột nhiên nhào về phía Diệp Quân, nhưng Diệp Quân lại không tránh mà để mặc cho những khuôn mặt đẫm máu đó xông vào cơ thể hắn. Trong chốc lát, vạn kiếp chí. Đôi mắt Diệp Quân đột nhiên đỏ như máu. Cựu thần nhất thời kinh hãi, tay phải nắm chặt, lúc nào cũng ở trạng thái sẵn sàng, vì y phát hiện vô số kiếp sắp cắn nuốt hết Diệp Quân. Tà ác nhiều thế này hoàn toàn không phải thứ bây giờ Diệp Quân có thể chống lại được. Nhưng ngay lúc này, Diệp Quân đột nhiên hét lên, chấn. Lời vừa dứt, tỉ tỉ cột sáng màu trắng đột nhiên tụ lại từ trong đất trời, sau đó biến mất giữa lông mày của hắn. Rầm. Trong nháy mắt, vạn kiếp lập tức bị chấn áp.
Lấy thân trấn kiếp. Lần này, Diệp Quân phải dùng ý chí vô địch để tiến vào vũ trụ chủ. Thấy cảnh này, cựu thần ở dưới lập tức hơi kinh ngạc, y không ngờ Diệp Quân lại đàn áp được 3000 đại đạo kiếp kia. Nghịch thiên như vậy ư? Y biết sức mạnh tín ngưỡng của Diệp Quân rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh như vậy, ngay cả những kiếp đó mà cũng có thể ngăn chặn được, đây thật sự đã vượt ngoài dự liệu của y. Cựu thần cười, vị huynh đệ này thật thú vị. Giữa tinh vân, sau khi Diệp Quân dùng hàng tỷ sức mạnh trật tự để đè ép những kiếp kia, hắn bắt đầu cưỡng ép thôn tính những kiếp kia. Đúng thế. Hắn thôn tính trực tiếp. Huyết mạch phong ma của hắn vốn có công năng thôn tính sự gian ác, cộng thêm hắn còn tu ác đạo, do đó, hắn có năng lực thôn tính án niệm. Đương nhiên, nếu chỉ dựa vào hai cái này, hắn không thể đối kháng với những kiếp này được. Nhưng vấn đề này, hắn còn có sức mạnh tín ngưỡng, hơn nữa, là sức mạnh tín ngưỡng vô cùng thuần khiết. Đứng trước vô số sức mạnh tín ngưỡng và sức mạnh huyết mạch cùng trật tự ác đạo, lúc này những kiếp kia đã không còn năng lực phản kháng, chỉ có thể bị Diệp Quân thôn tín hấp thu từng chút một. Trong tinh vân, khí tức của ác đạo và huyết mạch phong ma trên người Diệp Quân đột nhiên điên cuồng tăng vọt với cách thức rất khoa trương. Cựu thần bên dưới thấy vậy, thật sự kinh ngạc vô cùng, vì bây giờ dù Diệp Quân không dùng sức mạnh tín ngưỡng, thì cũng đã có so với cảnh giới văn minh tổ, nếu dùng sức mạnh tín ngưỡng, vậy đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi của nền văn minh vũ trụ này. Nói cách khác, bây giờ Diệp Quân đã phá bỏ những gông cùm xiềng xích của nền văn minh, hơn nữa, còn vượt xa nền văn minh thủy tích cấp 6. Loại năng lực này, cho dù ở trong vũ trụ chủ, cũng là sự tồn tại cực kỳ khủng bố, hơn nữa, đáng sợ nhất là, cảnh giới của Diệp Quân không rõ, người đánh nhau với hắn căn bản không thể ước tính được sức chiến đấu thật sự của hắn, cứ như vậy, khi đối thủ đánh nhau với hắn, rất dễ bị thiệt lớn. Mặc dù y tin Diệp Quân, nhưng y vẫn chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Hải vực sinh mệnh. Lúc này, ở nơi này có hai đám người đang chờ đợi. Một đám người trong đó chính là Tùy Vô Hàn của dòng họ Đạo Thương. Sau người y, có mười mấy vị cường giả của dòng họ Đạo Thương đi theo, khí tức của những cường giả này đều không rõ, sâu không lường được. Một đám người còn lại là Huyền Nho của Phản Thiên Quốc. Sau lưng gã có một ông già đi theo, ông già này mặc bộ trường bào đơn giản, vừa cao vừa gần, hai con ngươi bình tĩnh, đứng đó, không có tí khí tức nào, như không tồn tại. Hai đám người đều biết sự tồn tại của nhau, nhưng hai bên lại không gặp mặt. Mặc dù ba thế lực lớn của vũ trụ chủ từng cùng một dòng họ, nhưng thật ra quan hệ của ba bên lại không tốt tí nào, suy cho cùng, trong vũ trụ chủ này, hai bên có quá nhiều xung đột lợi ích. Chẳng qua, vì ba bên ai cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt ai, do đó, những năm nay luôn duy trì vẻ hòa bình bên ngoài. Huyền Nho nhìn biển sinh mệnh kia, khô lão, lúc đầu khi ta xuất hiện, trong lời của sư phụ hình như vẫn còn ý gì đó. Đứng sau hắn, ông lão nói, nếu quốc sư đã cho người làm việc thoải mái, thì người cứ làm mạnh tay vào, làm tốt, tất nhiên cũng tốt, làm không ổn, chả sao cả, quốc sư có thể đỡ được. Huyền Nho nói, tất nhiên ta muốn làm tốt rồi. Nói xong, gã mở lòng bàn tay ra, một quyển trục xuất hiện trong tay, không ngờ, vị thánh cổ kim cô nương đó lại hào phóng như vậy. Sau khi về, điện chủ tiền nhiệm của Thánh Vương Điện chết đột ngột, cô ta cũng lên ngôi điện chủ, cả Thánh Vương Điện, lại không ai phản kháng lẫn chất vấn. Đây quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Khô lão nói, công tử dùng hết sức là được, không cần nghĩ nhiều. Huyền Nho gật đầu, tất nhiên là phải cố gắng hết sức rồi, với ta mà nói. Đây là một cơ hội lớn lao mà. Nói rồi, gã nhìn về phía hải vực sinh mệnh, đợi thiếu niên kia lên. Gã thật sự rất tò mò với thiếu niên kia. Trong tiểu tháp, Diệp Quân dùng thời gian 3 năm mới thôn tính hết số kiếp kia được. Sau khi thôn tính hết số kiếp kia, thực lực của hắn lập tức xảy ra thay đổi hoàn toàn, đặc biệt là ác đạo và huyết mạch phong ma của hắn. Lúc này uy lực của huyết mạch phong ma đã mạnh hơn trước không chỉ 10 lần. Bây giờ hắn không dám tùy tiện dùng huyết mạch phong ma nữa, vì khí tức cuồn cuộn của ác niệm kia, tới sức mạnh tín ngưỡng của hắn cũng khó ngăn cản được. Hơn nữa, bây giờ hắn còn có một năng lực đặc biệt, đó là năng lực kiếp đạo. Có thể nói, bây giờ hắn chính là một loại kiếp. Trong tinh vân, Diệp Quân từ từ mở mắt ra, trong con ngươi của hắn, hai ngọn sấm máu dâng trào. Chúc mừng! Đúng lúc này, cựu thần ở một bên đột nhiên cười nói. Diệp Quân hít một hơi thật sâu, trấn áp toàn bộ ác niệm xuống, huyết mạch phong ma cũng từ từ trở lại vẻ bình tĩnh.
Bây giờ huyết mạch phong ma cực kỳ phối hợp với Diệp Quân, nó thật sự vừa kính vừa sợ Diệp Quân. Diệp Quân của hiện tại, đã không còn là Diệp Quân ban đầu kia, sự ghê gớm của sức mạnh tín ngưỡng, dù là nó, cũng không có sức phản kháng. Sau khi khôi phục vẻ bình thường, Diệp Quân nhìn cựu thần, cười nói, lão ca, chúng ta có thể đi tới vũ trụ chủ rồi. Cựu thần nói, cứ đi thế này ư. Diệp Quân gật đầu, cứ đi thế này thôi. Cựu thần cười nói, không sợ người bên trên chơi xấu đệ à. Diệp Quân khẽ cười nói, nếu là trước kia, tất nhiên bây giờ ta không dám lên đó, nhưng hiện tại. Cựu thần nói, bây giờ thay đổi rồi. Diệp Quân gật đầu, bên trên đã sắp xếp xong rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn dẫn cựu thần rời khỏi tiểu tháp. Hai người từ từ lên cao, không bao lâu đã tới trước một màn hình nước. Thấy màn hình nói, cựu thần nhẹ giọng nói, đây là những ràng buộc của nền văn minh vũ trụ này đang vây khốn chúng ta. Diệp Quân nhìn màn hình nước kia, màn hình nước chắn ngang ở đó, hơn nữa, thật sự chỉ là một màn hình nước, nhưng, bên trong lại có một sức mạnh đặc biệt. Sức mạnh phong ấn. Cựu thần nói, đệ lên, hay ta lên. Diệp Quân nhìn màn hình nói, bình tĩnh nói, nó không dám ngăn ta. Cựu thần ngơ ngác. Quả nhiên, lúc Diệp Quân tới gần màn hình nước kia, sức mạnh phong ấn trong màn hình nước lặng lẽ biến mất. Cựu thần kinh ngạc nói, cái này. Diệp Quân khẽ cười nói, lão ca, huynh là người đầu tiên tới thần điện chủ chung à. Cựu thần lắc đầu, nói khoan dung thì chắc chắn đã đi qua rồi, cho nên, trước khi các người tới thần điện chủ chung, cộng thêm ta, thì tổng cộng có hai người đã từng tới thần điện chủ chung. Diệp Quân nói, sai. Cựu thần quay đầu nhìn Diệp Quân, Diệp Quân cười nói, cha ta và cô ta cũng đi qua rồi. Cựu thần hơi nghi hoặc. Diệp Quân lại không giải thích thêm gì nữa, chẳng mấy chốc, hắn và cựu thần đã phân chia được màn hình nước kia, đi ra ngoài. Hai người vừa tới trong biển, đã có âm thanh ở một bên truyền tới, Diệp công tử, đợi lâu rồi. Diệp Quân quay đầu nhìn, một thiếu niên bước chậm tới. Người tới, chính là Tùy Vô Hàn, trên mặt y nở nụ cười, Diệp công tử, ta tự giới thiệu, Tùy Vô Hàn của dòng họ Đạo Thương, phụng lệnh thiếu chủ nhà ta đợi Diệp công tử ở đây. Diệp Quân đang muốn nói chuyện, thì lúc này, lại có một âm thanh ở bên khác truyền tới, Diệp công tử. Diệp Quân quay đầu nhìn, chỉ thấy Huyền Nho đi tới, gã đi tới trước mặt Diệp Quân, cười nói, Diệp công tử, Huyền Nho thuộc điện quốc sư của Phản Thiên Quốc, phụng lệnh sư phụ ta đợi Diệp công tử ở đây. Cựu thần vừa đi ra nhìn thấy cảnh này mà mặt đầy kinh ngạc, y nhìn hai người, có ai đợi ta không? Tùy Vô Hàn và Huyền Nho không hề nhìn y, ánh mặt chỉ đặt trên người Diệp Quân. Cựu thần rất cạn lời. Đây là kết cục của không có ai ở trên đấy. Diệp Quân nhìn Tùy Vô Hàn và Huyền Nho, cười nói, hai vị đợi ta có việc gì? Tùy Vô Hàn nói, Diệp công tử, chúng ta muốn mời Diệp công tử gia nhập vào dòng họ Đạo Thương. Nói rồi, y mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn không gian xuất hiện trước mặt Diệp Quân, đây là chút tấm lòng của dòng họ Đạo Thương, xin Diệp công tử vui lòng nhận cho. Diệp Quân nhìn nhẫn không gian, trái tim bỗng nhảy lên ngay lập tức, trong nhẫn không gian, có những năm dòng Linh Mạch Tổ. Linh Mạch Tổ, tất nhiên hắn không lạ, cả vũ trụ bên dưới chỉ có một dòng thôi. Sở dĩ cựu thần có thể nuôi ra ba nền văn minh siêu cấp, chính là vì có dòng Linh Mạch Tổ này. Lúc này, Huyền Nho đột nhiên nói, Diệp công tử, Phản Thiên Quốc chúng ta cũng có chút lòng thành. Lúc nói, một chiếc nhẫn không gian đã bay tới trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân nhìn nhẫn không gian, trong nhẫn không gian, vậy mà lại có tám dòng Linh Mạch Tổ. Tùy Vô Hàn nhìn chiếc nhẫn không gian kia, lập tức cau mày, y quay đầu nhìn Huyền Nho, cười nói, Huyền Nho, Phản Thiên Quốc thế này là có ý gì? Huyền Nho bình tĩnh nói, không có ý gì, đương nhiên, cho dù có ý gì, cũng không cần giải thích với dòng họ Đạo Thương ngươi. Tùy Vô Hàn cũng không giận, cười nói, sao nhiều tiền hơn phải không? Nói rồi, y mở lòng bàn tay ra, lại một chiếc nhẫn không gian bay tới trước mặt Diệp Quân. Trong nhẫn không gian, có 5 dòng Linh Mạch Tổ. 5 dòng, cộng thêm chiếc nhẫn không gian lúc trước, là 10 dòng Linh Mạch Tổ rồi. Đây thật sự là quá hào phóng. Những cường giả sau người Tùy Vô Hàn kinh ngạc, đồng thời lại hơi đố kỵ, dồn dập nhìn Diệp Quân, thằng cha này vừa từ bên dưới lên, đã được xem trọng như vậy. Diệp Quân còn chưa nói gì, Huyền Nho đột nhiên mở lòng bàn tay ra,
một chiếc nhẫn không gian xuất hiện trước mặt Diệp Quân, trong nhẫn không gian có 10 dòng linh mạch tổ. Cộng thêm cái lúc trước, là 18 dòng linh mạch tổ rồi. Điên rồi à? Người sai lưng Tùy Vô Hàn đều kinh ngạc không thôi, 18 dòng linh mạch tổ này, hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra 3 vị cường giả cấp bậc văn minh tổ đấy. Hơn nữa, loại này hoàn toàn không có tí lượng nói nào, không chỉ thế, còn có thể nuôi dưỡng ra ít nhất 3 nền văn minh với hàng tỷ sinh linh. Sắc mặt Tùy Vô Hàn hơi khó coi, 18 dòng linh mạch tổ, thật sự quá hào phóng rồi. Nói rồi, y mở lòng bàn tay ra, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Thần vật cấp bậc cảnh giới văn minh tổ. Thanh kiếm này vừa xuất hiện, lông mày Huyền Nho lập tức cau lại, gã không ngờ tên Tùy Vô Hàn lại lấy thẳng thanh kiếm thần vật cảnh giới văn minh tổ này ra. Loại thần vật này, tương đương với cường giả cấp bậc cảnh giới văn minh tổ đấy. Tùy Vô Hàn nhìn Huyền Nho, trên mặt đầy vẻ khiêu khích. Thấy cảnh này, lông mày cựu thần lập tức cau lại, sao thằng nhóc này giống như đang chọc ngoáy thế. Còn đúng lúc này, Huyền Nho lại lấy ra một chiếc nhẫn không gian. Bên trong chiếc nhẫn thế mà lại là 3 món thần khí cảnh giới văn minh tổ. Một thanh kiếm, kiếm dài 3 thước, rộng 2 ngón tay, thân màu trắng tuyết. Một bộ áo giáp, cả bộ áo giáp được làm từ vảy của một con yêu thú không rõ danh tính, toát ra ánh sáng nhạt, dày và rắn chắc, nhìn thoáng qua có thể biết là một vật vô cùng siêu phàm. Một dấu ấn, chỉ lớn bằng bàn tay, bề ngoài khắc một yêu thú kỳ lạ, dưới đáy khắc 4 chữ lớn. 3 thần vật đều là cảnh giới văn minh tổ. Đây đã không phải là danh tác mà là danh tác siêu cấp. Sắc mặt Tùy Vô Hàn trở nên cực kỳ khó coi. Diệp Quân nhìn Tùy Vô Hàn, sau đó quay sang nhìn Huyền Nho, mỉm cười nói, Nho huynh, các huynh làm ta cảm thấy sợ khi được trọng dụng đấy. Huyền Nho nói, Diệp huynh, Phản Thiên Quốc ta thật lòng hy vọng huynh có thể gia nhập vào bọn ta. Diệp Quân nói, tại sao? Huyền Nho nghiêm túc nói, Diệp huynh là một thiên tài. Diệp Quân bật cười, hắn không nói gì thêm, nhận lấy 2 chiếc nhẫn Huyền Nho đưa cho trước mặt, ta sẵn sàng gia nhập vào Phản Thiên Quốc. Huyền Nho cũng nở nụ cười, chào mừng. Nói rồi gã vung tay lên, một tia sáng màu vàng bỗng che phủ bầu trời. Huyền Nho nói, Diệp huynh, mời. Diệp Quân quay đầu lại nhìn cựu thần bên cạnh, cựu thần huynh, có muốn đi với ta không? Cựu thần cười nói, ta không được, ta thích tự do hơn. Diệp Quân gật đầu, sau đó lấy một linh mạch tổ ra đưa cho cựu thần, đừng từ chối, chút tấm lòng của ta. Cựu thần lại lắc đầu, ta vẫn chưa trả được đại ơn cho đệ, sao có thể lấy thêm ơn huệ của đệ được. Diệp Quân còn muốn nói thêm gì đó nhưng cựu thần bỗng truyền âm bằng huyền khí cho hắn. Diệp đệ đừng lo lắng cho ta cũng có cơ duyên và vận may của mình, hai thế lực này không dễ đối phó, đệ nhất định phải cẩn thận, sau này nếu đệ cần bất cứ điều gì, ta sẽ đích thân đến. Vừa dứt lời, y đã biến mất ở tận cuối chân trời đằng xa. Diệp Quân nhìn tận cuối chân trời, sau đó quay đầu nhìn Huyền Nho, chúng ta đi thôi. Huyền Nho gật đầu, ừ. Cứ thế Diệp Quân và Huyền Nho bước lên đại đạo ánh sáng vàng đó. Vừa bước lên 3 người bỗng chốc biến mất, đại đạo ánh sáng vàng cũng biến mất từng chút. Tùy Vô Hàn nhìn tận cuối chân trời, ý tứ sâu xa nói, đây là người mà ngươi chọn sao? Diệp Quân vô cùng kinh ngạc nhìn trận chiến trên đại đạo ánh sáng vàng, vì hắn không sử dụng bất kỳ sức mạnh nào, nhưng bản thân hắn quả thật đang di chuyển với tốc độ cao, tốc độ của hắn không thua kém gì ngự kiếm bình thường. Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt Diệp Quân, Huyền Nho cười nói, Diệp huynh không biết đấy thôi, đây là trận pháp dịch chuyển thời gian, đây là trận pháp dịch chuyển nhanh nhất trong vũ trụ chính, có thể đến hàng vạn tinh vực chỉ trong thoáng chốc. Diệp Quân nói, vậy chúng ta đã đi xuyên qua lâu như vậy. Huyền Nho mỉm cười nói, nơi này rất lớn, rất lớn. Diệp Quân quay đầu lại nhìn, thần thức bao phủ xung quanh, thế nhưng lại vô tận, không có điểm cuối. Diệp Quân hơi ngạc nhiên. Vũ trụ chủ này lớn hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Diệp Quân nói, Nho huynh, các huynh không thể vào hải vực sinh mệnh bất cứ lúc nào à? Huyền Nho lắc đầu, không được, trừ khi có kinh phá bích, cho dù có kinh phá bích thì cũng phải trả giá nhất định mới có thể vào được. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Huyền Nho nhìn Diệp Quân, Diệp huynh tu luyện đạo trật tự à? Diệp Quân gật đầu, phải. Huyền Nho nói, sau khi Thánh Cổ Kim cô nương quay lại vũ trụ chủ đã tung ra tin tức rằng Diệp huynh đã tu đạo trật tự. Diệp Quân mỉm cười nói,
cô ta muốn lợi dụng các vị để giết ta. Huyền Nho gật đầu, tất nhiên bọn ta sẽ không để cô ta được như ý. Diệp Quân khẽ cười, sau đó đưa chiếc nhẫn cho Huyền Nho, nhị huynh, hãy nhận hai chiếc nhẫn này. Huyền Nho hơi khó hiểu, tại sao? Diệp Quân nói, vẫn là câu nói đó, không có công thì không nhận. Huyền Nho do dự, nhưng chỉ thoáng chốc y cười nói, Diệp huynh, đây là cho huynh, ta cũng tin chắc giá trị của Diệp huynh hơn hẳn những thứ ngoài thân này rất nhiều. Diệp Quân cũng không nói thêm gì nữa, hắn cất chiếc nhẫn đi, nhìn về phía đằng xa, chúng ta còn bao lâu nữa mới đến Phạn Thiên Quốc? Huyền Nho cười nói, còn một ngày nữa. Diệp Quân gật đầu, xa thật. Huyền Nho bỗng nói, đến Phạn Thiên Quốc, Diệp huynh muốn làm gì trước? Diệp Quân khẽ nói, muốn tìm hiểu trật tự của Phạn Thiên Quốc trước, học hỏi một chút. Thánh Vương Điện. Trước Đại Điện, Thánh Cổ Kim đang ngồi trước bàn sách, trước mặt cô ta là một tô mì nóng hổi, cô ta không động đũa mà bưng bát lên nhấp một ngụm nước, sau đó mới cầm đũa lên gắp mì đưa vào miệng. Lúc này Linh đi vào trong Đại Điện. Nhìn thấy Thánh Cổ Kim đang ăn mì, cô ta do dự một lúc rồi cung kính đứng một bên, không nói gì. Một lúc sau, Thánh Cổ Kim ăn xong, cô ta bưng bát lên uống hết nước súp, sau đó đặt bát xuống bàn, đầu lưỡi liếm chỗ nước súp còn sót lại trên môi, sau đó nhìn Linh. Linh cung kính chào, chủ tử, Diệp Quân đến rồi. Thánh Cổ Kim gật đầu, không nói gì. Linh cung kính đứng đó đợi chỉ thị. Thánh Cổ Kim nói, làm theo kế hoạch. Linh cúi người xuống, sau đó lui ra ngoài. Lúc này một người phụ nữ mặc váy đen xuất hiện phía sau cô ta, người đến là U. U trầm giọng nói, không tra ra được. Thánh Cổ Kim bình tĩnh nói, không cần tra nữa. U hơi khó hiểu. Thánh Cổ Kim nói, nhà họ Dương không giết hắn tức là bây giờ hắn tạm thời không thể chết. Nếu hắn không thể chết, chúng ta truy tìm lai lịch của hắn cũng vô nghĩa. U híp mắt, nói thế chẳng phải hắn luôn đứng ở thế bất bại sao? Thánh Cổ Kim nhìn cô ta một cái, không chỉ luôn đứng ở thế bất bại mà nhà họ Dương không ra tay, đó chắc chắn là sự tồn tại vô địch. U nhíu mày. Thánh Cổ Kim bình tĩnh nói, đừng thấy hắn đầu hàng nhanh mà lầm, đợi ngày nào đó hắn lộ ra bộ mặt thật chắc chắn sẽ khiến chúng ta ngạc nhiên. U khó hiểu nói, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Thánh Cổ Kim nói, không quan trọng, điều quan trọng là mục tiêu hiện tại của hắn là Kinh Phá Bích, bây giờ ta có hai cuốn, dòng họ Đạo Thương có một cuốn, Phạn Thiên Quốc có một cuốn, nói cách khác còn hai cuốn nữa chưa xuất hiện. U khó hiểu nói, nếu hắn vô địch thật thì vì sao không ra tay tiêu diệt dòng họ Đạo Thương và Phạn Thiên Quốc? Hai thế lực này đều không được nhà họ Dương bảo vệ. Thánh Cổ Kim nói, có một khả năng hắn là bản thể vô địch, không phải phân thân vô địch không? U càng cảm thấy khó hiểu. Thánh Cổ Kim nói, chúng ta không thể tra ra danh tính của hắn, chỉ có hai nguyên nhân, một là hắn đến từ nền văn minh bên ngoài vũ trụ chủ, hai là hắn vốn dĩ là người của ngoài thế giới ảo, đến đây chỉ vì vài lý do đặc biệt, nhưng bây giờ không thể quay lại được. U sửng sốt. Thánh Cổ Kim nói, nếu là khả năng thứ hai, vậy thì nhà họ Dương không giết hắn chắc chắn không phải là vì hắn ở thế giới này, mà rất có thể là vì hắn ở thế giới khác. Nói rồi cô ta bỗng lấy một cuốn sách ra rồi nói, giống như người trong sách, nếu thế giới trong sách so với thế giới ảo thì những người ở thế giới của chúng ta chính là thế giới thực. Mà chủ nhân Bút Đạo Đại rất có thể là một người của thế giới thật đi tiến vào thế giới ảo, nhưng bây giờ ông ta không thể thoát ra được, tuy nhiên ông ta lại rất quan trọng trong thế giới thực, chẳng hạn như. Ông ta là người viết cuốn sách này, thế nên nếu ông ta chết, cũng có nghĩa là câu chuyện đã kết thúc. U lập tức lắc đầu, không thể. Tuyệt đối không thể nào, quá mức huyền bí. Thánh Cổ Kim khẽ nói, đồ ngốc, ngẩng đầu nhìn bầu trời xem, vũ trụ rộng lớn vô tận đến mức nào. Ai dám bảo đảm thế giới mình đang ở không phải do người khác vẽ ra hay viết ra. Không nói về ảo và thật nữa, nói về vũ trụ của chúng ta đi, có vô số sinh mệnh trong một tế bào nhưng những sinh mệnh đó không bao giờ biết rằng chúng chỉ là một sinh vật tế bào, ai có thể dám chắc vũ trụ chúng ta đang ở không phải là một tế bào nào đó. U nói, có một vấn đề không thể giải thích được, nếu chủ nhân Bút Đại Đạo đến từ thế giới thực thật thì làm sao người trong thế giới ảo có thể đánh bại được ông ta? Chuyện này thật bất thường, không phải sao? Thánh Cổ Kim im lặng không nói. U cong môi cười, có vẻ hơi đắc ý, có thể khiến người phụ nữ trước mặt không nói được gì là một chuyện rất có cảm giác thành tựu. Thánh Cổ Kim bỗng nhiên nói, việc này có rất nhiều khả năng, ta nói theo hai cách ta hiểu,
thứ nhất là người có thể đánh bại ông ta cũng đến từ thế giới thực, mà chủ nhân bút đại đao luôn vô địch trong thế giới ảo, nhưng trong thực tế có khả năng chỉ cần một con dao nhỏ cũng có thể giết chết ông ta. U, Thánh Cổ Kim nói, thứ hai, người có thể đánh bại chủ nhân bút đại đạo chắc chắn là người của thế giới ảo, không phải đến từ thế giới thực, nhưng... Nói rồi cô ta cúi đầu nhìn cuốn sách trong tay, nếu ông ta là tác giả cuốn sách thật, vậy thì không có một khả năng, nhân vật trong sách của ông ta đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của ông ta. Sao có thể thoát khỏi kiểm soát? U lập tức cãi lại, cô không có logic, không có chứng cứ, một người viết sách còn không kiểm soát được nhân vật trong sách của mình à? Thánh Cổ Kim lắc đầu, cô có thể thay đổi nhiều góc độ và tư duy để nhìn nhận vấn đề không? Nói chuyện với cô, ta cảm thấy rất khó khăn. U không phục nói, cô nói đi. Thánh Cổ Kim nói, chẳng hạn như cuốn sách này có rất nhiều độc giả, tại sao người đọc lại thích cuốn sách này? Có khả năng nào là vì họ thích một nhân vật nào đó trong các nhân vật không? Khi ngày càng có nhiều người thích những nhân vật này, họ ban cho nhân vật này có một cuộc đời khác. Nói một cách đơn giản, nếu người viết sách này làm loạn, động đến nỗi bất an của người đọc thì sẽ phải gánh chịu hậu quả. Hậu quả đó là tự hại mình, mà ông ta chắc chắn sẽ không thể gánh nổi hậu quả này, chẳng hạn như mọi người không đọc nữa, mình ông tự đọc đi. U, Thánh Cổ Kim khẽ nói, nếu những suy đoán này của ta là đúng thì sức mạnh tín ngưỡng nào mới là đáng sợ nhất? Chính là sức mạnh niềm tin của độc giả trong thế giới thật đó mới là điều đáng sợ nhất. Họ tin vào ai, ai mới thực sự là bất khả chiến bại? U hạ giọng, không, chuyện này quá hoang đường. Ta thà tin rằng chủ nhân bút đại đạo mới là người đến từ nền văn minh cao hơn. Thánh Cổ Kim, không quan trọng, quan trọng là cho dù đến từ nền văn minh cao hơn hay thế giới thật đi nữa thì ông ta cũng đã bị hạn chế. U nói, ông ta hành sự cẩn thận hơn rất nhiều, che giấu hoàn toàn khí tức, nếu không chủ động xuất hiện thì chúng ta không tài nào tìm được. Thánh Cổ Kim nhìn ra bên ngoài, sẽ xuất hiện ngay thôi. U nói, còn một nghi vấn cuối. Mục đích của ông ta là gì? Thánh Cổ Kim im lặng một hồi mới nói, ta nghĩ là ông ta bị chính bản thân mình hạn chế nên muốn phá cục, nhưng bằng cách nào? Cô ta lắc đầu, ta ngu lắm, đoán không ra. U nói, Thánh Cổ Kim, phát lệnh truy nã đi. U nhíu mày, truy nã ông ta. Thánh Cổ Kim, truy nã Diệp Quân. U ngạc nhiên. Thánh Cổ Kim, ai giết được hắn thì thưởng 20 linh mạch tổ, 5 thần vật cấp văn minh tổ. U nói. Thánh Cổ Kim tiếp tục, phái người đến nước Phạm Thiên kháng nghị, bắt họ phải giao hắn ra, không thì tự chịu lấy hậu quả. U nghe mà hết hồn, gây hấn với nước Phạm Thiên không phải chuyện nhỏ nhặt gì đâu, nhưng cô ta vẫn nghe lời mà hành lễ rồi lui xuống. Thánh Cổ Kim lại mở miệng, với nấu tô mì cho ta. Vâng thưa Thánh Chủ. Có người đáp. Thánh Cổ Kim, là Toại Chủ. Vâng. Nước Phạm Thiên. Khi Diệp Quân theo Huyền Nho đến đây, hắn bị cảnh tượng trước mắt khiến cho rung động. Quốc gia này có 3.620 vực, mỗi vực rộng gấp mấy lần vũ trụ Quan Huyên, mỗi vực chủ đều là cường giả cấp văn minh tổ. Cấp văn minh tổ đấy. Ở vũ trụ chủ tuy không được xem là đứng đầu nhưng cũng là chiến lực cao cấp, không hề yếu tẹo nào. Bao nhiêu vực là bấy nhiêu vực chủ, mà đây chỉ là sức mạnh bề nổi của nước Phạm Thiên. Khi đặt chân đến Đô Thành, người từng trải như Diệp Quân cũng phải sững sờ trước sự hùng vĩ của nó. Thành Phạm Thiên này đáng lẽ nên nói là một vực khổng lồ thay vì tòa thành. Trong lúc nói chuyện với Huyền Nho, Diệp Quân biết được các vực ở vũ trụ chủ nơi này cũng phân lớn nhỏ, theo thứ tự là tỉnh vực, châu vực và tinh vực. Tòa thành này lại là tinh vực lớn nhất vũ trụ chủ. Diệp Quân nhẩm tính, thấy đặt vũ trụ Quan Huyên vào tinh vực này thì chẳng khác gì thả hòn sỏi xuống đáy đại dương. Đúng là chìm nghỉm trong biển. Vì quá nhỏ bé, tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi tận mắt nhìn thấy sự chênh lệch giữa vũ trụ Quan Huyên và một bên khái, hắn vẫn không khỏi cảm thán trong lòng. Cách nhau xa quá. Cũng may là đã có chuẩn bị từ trước, bằng không thì đừng nói chi bị hai siêu thế lực nhòm ngó, bất kỳ thế lực nào ở đây cũng có thể khiến hắn sống không bằng chết. Huyền Nho vẫn luôn âm thầm quan sát, thấy Diệp Quân bước vào nước Phạm Thiên mà vẫn bình thản thì thoáng kinh ngạc. Nhủ thầm người này quả nhiên đã từng trải rất nhiều, không hề tầm thường chút nào. Gã dẫn hắn đi qua phố phường náo nhiệt, dừng chân trước một tòa cung điện nguy nga. Điện quốc sư. Huyền Nho nói với thiếu niên đứng trước cửa, A Khưu, vào thông báo cho sư phụ.
thiếu niên đi tới, người đi mất rồi sư huynh. Huyền Nho nhíu mày, đi rồi à? A Khưu gật đầu, vâng, sư phụ dặn mọi chuyện do huynh quyết định. Huyền Nho không ngờ sư phụ lại trao cho mình toàn quyền xử lý, rơi vào im lặng, sau đó gã quay lại, cười nói với Diệp Quân. Mời Diệp huynh theo ta. Hắn gật đầu, được. Huyền Nho dẫn hắn đi vào thiền điện. Hai người vừa ngồi xuống thì đã có người đến châm trà, hương thơm thoang thoảng thơm phức khiến thần hồn rung động. Huyền Nho nói, ta vừa nhận được tin điện Thánh Vương đã phát lệnh truy nã huynh, không chỉ treo giải hậu hĩnh mà còn nghiêm túc đến bàn chuyện cùng nước Phạm Thiên. Rốt cuộc giữa huynh và Thánh Cổ Kim cô nương kia đã xảy ra chuyện gì? Diệp Quân cười, một số chuyện không vui vẻ cho lắm. Huyền Nho im lặng. Diệp Quân nâng ly trà lên nhấp mộng ngụm, Nho huynh, ta là người đàng hoàng, không thích chơi trò lá mặt lá trái. Chỉ bằng chúng ta bắt tay vào nói chuyện sòng phẳng thẳng thắn. Huyền Nho cười, ta cũng có ý này. Huynh muốn ta nói trước chứ? Diệp Quân, để ta. Nước Phạm Thiên đối đãi ta như vậy chắc chắn không phải vì sức mạnh của ta mà vì muốn phá cục của Thánh Cổ Kim, đúng chứ? Huyền Nho, phải. Diệp Quân, lệnh sư giao việc này cho huynh là có ý muốn rèn luyện, nên đây là việc hết sức hệ trọng với huynh. Huyền Nho cười, đúng vậy. Diệp Quân, nhưng bây giờ huynh mới là người mông lung nhất, không phải vì thiếu năng lực mà là vì huynh biết quá ít về ta và Thánh Cổ Kim, cũng không biết ván cờ của cô ta bày ra để làm gì, mục đích của ta làm gì. Huynh không biết ra tay từ đâu, đúng không? Huyền Nho nhìn hắn, vậy theo huynh, ta nên làm gì? Diệp Quân cười, huynh đừng đề phòng ta, không thì chúng ta không hợp tác được đâu. Hợp tác cần nhất là chân thành mà, nhỉ? Huyền Nho, ta không thể không phòng bị, vì ta không biết trong ván cờ này còn mưu mô gì, càng không biết sự chân thành của huynh có bao nhiêu phần thật giả. Diệp Quân đặt ly trà xuống, hợp tác đương nhiên phải nói về lợi ích. Không biết huynh muốn gì? Huyền Nho, huynh có thể cho ta những gì? Diệp Quân phán ngay, kinh phá bích. Huyền Nho ngẩn ra. Diệp Quân bồi thêm, ta nói thật. Huyền Nho, huynh có biết giá trị của nó không? Diệp Quân lắc đầu, một chút, nhưng ta đang nói thật. Huyền Nho, mời huynh giải thích. Diệp Quân, chúng ta lấy một góc độ khác đi. Mục đích của Thánh Cổ Kim khi bày ra bàn cờ này đương nhiên không phải để mua vui mà là vì lợi ích, mà chỉ có hai thứ khiến cường giả như cô ta để mắt đến. Huyền Nho thốt lên, kinh phá bích. Diệp Quân gật đầu. Huyền Nho trần trừ một hồi rồi hỏi, vật thứ hai là gì? Diệp Quân, thống nhất vũ trụ chủ. Huyền Nho lắc đầu, cô ta không có khả năng đó. Diệp Quân, nếu cô ta lấy được toàn bộ kinh phá bích thì sao? Huyền Nho nhíu mày. Diệp Quân, khi ấy thì thống nhất vũ trụ chủ được mà, đúng không? Huyền Nho không phản đối, bởi điều đó là khả thi khi đã đứng ngoài thế giới này. Diệp Quân, đây là khảo nghiệm của lệnh sư, đúng chứ? Thấy Huyền Nho nhìn mình, hắn tiếp tục, nghĩa là huynh còn chưa đạt được yêu cầu của lệnh sư. Gã cười, huynh cứ nói đừng ngại. Diệp Quân, chính huynh là người muốn lôi kéo ta. Huyền Nho gật đầu. Diệp Quân, nguyên nhân là vì Thánh Cổ Kim luôn nhằm vào ta nên huynh muốn đi ngược lại để phá cục. Nhưng mục đích của chúng ta còn là để tìm hiểu đây là loại kế hoạch gì, từ đó thu hoạch được lợi ích tối đa từ cuộc chiến này. Khi ấy dù cô ta có chiến thắng thì đã làm sao? Huyền Nho nhìn hắn, ý huynh là mặc kệ âm mưu kế hoạch, lợi ích mới là quan trọng nhất. Diệp Quân gật đầu, huynh đại diện cho bản thân và nước Phạm Thiên, tranh thủ lợi ích cho cả hai phương diện mới là ưu tiên hàng đầu. Huyền Nho, nhưng làm sao ta dám chắc Thánh Cổ Kim sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của nước Phạm Thiên? Diệp Quân, thứ cho ta nói thẳng, nhưng huynh đã trở thành quân cờ rồi. Huyền Nho ngạc nhiên. Diệp Quân đứng dậy, nhìn đại diện bên ngoài, lệnh sư trông như đang khảo nghiệm huynh nhưng thật ra là đang dùng huynh để mê hoặc tầm mắt Thánh Cổ Kim. Huynh có tin không, rằng lệnh sư của huynh, hoặc quốc chủ NPC bây giờ đã xuất thân? Người mà họ tiếp xúc càng không phải là hạng lâu la như ta. Huyền Nho, huynh nói họ đang tiếp xúc với người đánh cờ. Diệp Quân gật đầu. Huyền Nho rơi vào im lặng. Diệp Quân, thông tuệ như huynh hẳn phải nghĩ đến từ sớm rồi chứ. Huyền Nho liếc nhìn. Diệp Quân, Thánh Cổ Kim đã tìm được một quyển kinh phá bích dưới biển sinh mệnh, người tranh chấp cùng cô ta khi ấy là chủ nhân bút đại đạo. Không biết huynh có từng nghe qua. Huyền Nho, từng nghe gia sư nhắc đến. Diệp Quân cười,
lệnh sư và quốc chủ nước Phạm Thiên hẳn đang lập mưu cùng ông ta, còn huynh chỉ là tốt thí họ đẩy ra. Đây cũng là lý do họ không gặp chúng ta. Sắc mặt Huyền Nho xa sầm. Diệp Quân, giờ huynh có hai lựa chọn, một là cùng ta lá mặt lá trái để che mắt họ lẫn thế nhân, cuối cùng sẽ dẫn đến hai kết quả. Một là họ thắng, sẽ an ủi huynh đôi câu rồi cũng chẳng coi trọng gì hơn. Huynh khi ấy và bây giờ chẳng khác gì nhau, vẫn bị họ xem như trẻ con. Hai là họ thua, huynh cũng chôn cùng. Huyền Nho, lựa chọn thứ hai. Diệp Quân, là tự mình tạo ra một con đường mới. Với thầy dạy thì học trò chỉ được tính là ra nghề khi tự tạo được con đường cho riêng mình. Chỉ khi đánh bại lệnh sư, huynh mới thật sự được công nhận. Huyền Nho im lặng một hồi rồi lắc đầu, ta không làm được, cũng sẽ không làm như vậy. Những lời huynh vừa nói, ta sẽ bẩm báo lại cho sư phụ và quốc chủ. Trước đó, huynh không được rời khỏi đây nửa bước. Vừa dứt lời, mười mấy cường giả bí ẩn đã xuất hiện khắp nơi, dùng thần thức khóa cứng Diệp Quân lại. Huyền Nho vừa đi được mấy bước thì xoay lại, Diệp huynh có vẻ không sợ. Diệp Quân cười, ta có gì phải sợ? Huyền Nho, sao huynh có thể tự tin như vậy được? Diệp Quân không đáp. Huyền Nho cười, đã nói hai bên thẳng thắn với nhau, vậy mà huynh vẫn che che giấu giấu. Diệp Quân, huynh muốn xem con bài tẩy của ta, cũng được. Rồi hắn đưa Huyền Nho tiến vào tiểu tháp. Nụ cười trên mặt gã đọng lại. Ra ngoài rồi, Diệp Quân im lặng chờ lựa chọn sau cùng của Huyền Nho. Hắn sẽ không và cũng không thể lôi kéo được cường giả thế hệ trước, dù sao thì khoảng cách bây giờ giữa hắn và nước Phạm Thiên vẫn còn quá xa. Đưa tháp ra ngoài ánh sáng không chỉ không làm gì được họ mà còn tự gây họa cho mình. Thế hệ trẻ thì khác, họ có dã tâm, họ muốn làm đại sự. Đồng thời cũng có nguy hiểm tương ứng. Nên hắn mới đang đánh cược. Một hồi sau, Huyền Nho cất tiếng, chuyện này phức tạp hơn ta nghĩ nhiều, đúng không? Diệp Quân gật đầu, phải. Huyền Nho nghiền ngẫm nhìn hắn. Hắn chỉ cười, tùy huynh chọn. Huyền Nho, nếu thắng, ta sẽ được gì? Diệp Quân, những thứ bây giờ huynh không thể nghĩ tới. Huyền Nho rơi vào im lặng. Diệp Quân siết chặt hai tay, ba loại huyết mạch ồ ạt dâng lên khiến gã biến sắc khi nhìn thấy mắt hắn trở thành màu đỏ dưới sự ảnh hưởng của phong ma. Rồi hắn bất ngờ thu chúng về. Huyền Nho la lên, huynh. Diệp Quân chỉ hỏi, có làm không? Sau một hồi im lặng, Huyền Nho đáp, làm. Diệp Quân cười to. Huyền Nho, huynh cần ta giúp gì? Diệp Quân, trước mắt ta muốn tìm hiểu cặn kẽ về vũ trụ chủ và nước Phạm Thiên. Huyền Nho cười, không thành vấn đề. Gã đưa một lệnh bài sang, huynh cầm lấy nó là có thể tự do ra vào vực thư viện trong nước. Diệp Quân nhận lấy, cảm ơn nhiều. Huyền Nho lại đưa một tấm phù lục sang, bùa truyền âm. Huynh cần gì cứ liên lạc ta. Diệp Quân thu vào, thế thì ta không khách sáo. Huyền Nho gật đầu, ta còn nhiều việc phải xử lý, không theo huynh được nữa. Rồi rời đi. Tiểu tháp lập tức chép miệng, người giỏi thật, chỉ dăm ba câu đã lừa được gã. Diệp Quân nhìn theo hướng Huyền Nho rời đi, mỉm cười, đâu có đơn giản vậy. Tiểu tháp hỏi lại, là sao? Diệp Quân, không bao giờ được xem thường người khác. Tiểu tháp, hắn nhìn lệnh bài trong tay, cười một tiếng rồi đứng dậy đi mất. Điện quốc sư, người đàn ông trung niên cười hỏi, 10 năm trong tháp chỉ bằng một ngày bên ngoài. Huyền Nho gật đầu, thời gian bên trong không phải chảy ngược mà là một loại hoàn toàn mới. Người đàn ông, hắn nói đúng đấy, để được sư phụ công nhận thì phải làm sao để trò giỏi hơn thầy mới được. Huyền Nho cung kính đáp, đệ tử tự biết sức mình đến đâu. Thoáng dừng lại, gã nói tiếp, đầu óc vị Diệp công tử này rất đáng sợ. Đệ tử biết mình không phải đối thủ của hắn, nếu hợp tác mà hắn không có địch ý thì thôi, ngược lại thì. Con không đấu lại hắn. Người đàn ông cười to đứng lên, ánh mắt thoáng trở nên nhu hòa. Sống trên đời sợ nhất là không biết mình đang thật sự ở đâu. Làm người nhất định phải hiểu rõ bản thân mình. Huyền Nho lại nói, sư phụ, người này rốt cuộc có ý đồ gì? Người đàn ông, con có thể hợp tác với hắn. Huyền Nho tỏ ra hoài nghi. Người đàn ông, thằng ngốc này, con nghĩ hắn sẽ tin con thật sao? Huyền Nho nhíu mày, đoạn hô lên, ý là, hắn đã biết con sẽ bẩm báo cho sư phụ. Người đàn ông gật đầu, thứ hắn muốn không phải câu trả lời của con mà là của ta, nói cách khác, hắn đang thăm dò thái độ của ta.
Huyền Nho chết chân tại chỗ. Người đàn ông, người này đúng là không đơn giản. Huyền Nho hỏi lại, vậy ý của sư phụ là? Người đàn ông, hắn nói đúng, muốn được ta công nhận thì phải đánh bại ta. Huyền Nho, là cho phép con đi theo hắn. Người đàn ông nhìn gã, con có dám không đã? Huyền Nho không hiểu, vì sao chúng ta không thể ở cùng một phe chứ? Người đàn ông, con biết mục đích của hắn không? Huyền Nho lắc đầu. Người đàn ông cười, hắn đang muốn nói cho ta hắn không hề đơn giản, đừng đặt mọi vốn liếng lên người chủ nhân bút đại đạo mà hãy đặt cả hai bên. Nếu hắn thua, ít nhất con còn có ta bảo vệ. Nếu ta thua, con vẫn còn ân tình với hắn, chúng ta không đến nỗi thất bại hoàn toàn. Hiểu chưa? Huyền Nho, sư phụ cho rằng hắn có khả năng thắng. Người đàn ông tựa vào lưng ghế, khờ quá. Trên đời không có gì là tuyệt đối cả. Nếu chúng ta chỉ chăm chăm đi theo chủ nhân bút đại đạo thì toàn bộ nước Phạm Thiên sẽ tan biến nếu ông ta thua. Huyền Nho nhìn lên đầy khó tin, cả nước tan biến. Chuyện này, gã biết Diệp Quân không đơn giản, từ tòa tháp nghịch thiên đến huyết mạch không hiểu sao có thể đáng sợ như vậy dù hắn đến từ văn minh cấp thấp, nhưng gã không cho rằng hắn có thể chống lại nước Phạm Thiên chứ nói chi là tiêu diệt. Người đàn ông gia triều phức tạp, ta không biết gì về hắn, nhưng ta biết chủ nhân bút đại đạo. Nghe nói lần này ông ta thua một vố đau ở dưới kia, mà người có thể làm vậy chắc chắn không tầm thường, chúng ta có tư cách gì mà xem thường. Huyền Nho trầm tư một hồi. Sư phụ có mấy phần chắc thắng khi chọn chủ nhân bút đại đạo? Người đàn ông cười, ta không biết. Huyền Nho nhíu mày. Người đàn ông, nếu có thể, ta sẽ chọn làm người quan sát, giao hảo với cả hai bên, cho đi chút ân tình, lo lót đầy đủ, kéo dài thời gian rồi tự giữ lấy mình. Huyền Nho, nhưng quốc chủ lại chọn chủ nhân bút đại đạo. Người đàn ông gật đầu, phải, và ta hiểu vì sao. Chủ nhân bút đại đạo đã hứa hẹn một thứ mà quốc chủ không thể chối từ, đồng thời còn lý do đặc biệt. Ông ta nhìn Huyền Nho, vị họ Diệp này còn chưa hoàn toàn trở mặt với chủ nhân bút đại đạo, nghĩa là con có thể đường hoàng giúp hắn, khiến hắn phải chịu ơn của con. Không những thế, con phải dốc hết toàn lực để giúp hắn, nếu cần thì hãy hy sinh cả lợi ích của nước Phạm Thiên. Huyền Nho giật mình, ý sư phụ là, dùng hết mọi thứ. Người đàn ông nhìn gã đầy kiên quyết. Phải, dùng mọi thứ. Nếu hắn và nước Phạm Thiên có mâu thuẫn, ta muốn con lập tức đi theo hắn. Huyền Nho im lặng. Ánh mắt người đàn ông trở nên phức tạp, NPH là thế lực mạnh nhất vũ trụ chủ hiện nay, nhưng không có nghĩa là vô địch. Cho dù không muốn thừa nhận, chúng ta cũng phải nhận thức được điều này, hạ cái tôi xuống mới sống được lâu hơn. Có những điều không thể sai, có những người không thể đụng vào, vì khi ấy sẽ không có cơ hội làm lại. Ông ta thở dài. Một người ngoài thôi đã đủ để xé xác nước Phạm Thiên cả tỷ lần, mà đó chỉ là giới hạn chúng ta biết được. Ai biết liệu trong vũ trụ kia còn có người mạnh hơn nữa? Huyền Nho, nếu sau này hắn và sư phụ là kẻ thù thì sao? Người đàn ông, chắc chắn ngày đó sẽ đến, khi ấy con đã biết lựa chọn thế nào chưa? Huyền Nho nhìn vào mắt ông ta, con sẽ giúp hắn đánh bại sư phụ. Ha ha ha! Người đàn ông cười phá lên đầy tán dương. Nếu quả thật có ngày đó, ta sẽ thật lòng vui thay cho con. Huyền Nho không nói gì thêm, quỳ xuống dập đầu ba lần rồi rời đi. Thấy gã khuất bóng rồi, người đàn ông mới nhắm mắt lại, thì thầm, ván cờ này. Không ai chịu thua ai.